Itadori Yuji vừa tỉnh dậy bên trong một căn phòng được dán rất nhiều bùa chú, và người ngồi trước mặt cậu lúc này chính là ông thầy Gojo Satoru của trường chuyên môn chú thuật. Yuji còn đang ngơ ngác chưa hiểu vì sao mình lại bị trói ở đây thì Gojo đã thông báo cho cậu một tin buồn, rằng án tử hình của cậu đã được quyết định. Vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với chàng thanh niên tóc hồng này? Trở lại thời điểm vài ngày trước đây, Yuji vẫn đang gọi điện tới bệnh viện để hỏi thăm bệnh tình của ông nội, nhưng ông không hề vui mừng mà lập tức quát thằng cháu đừng có gọi tới nữa. Và theo lời ông nội thì Uji nên tới sinh hoạt câu lạc bộ chứ không cần lo lắng cho ông. Buổi tối hôm đó, Gojo đã nhờ một thanh niên tên là Megumi đi kiểm tra một chú vật đặc cấp đang được bảo quản, nhưng khi mở cái lều khí tượng ra thì chú vật này đã trốn đi đâu mất tiêu, nên Megumi liền gọi về để thông báo cho Gojo biết. Tưởng Gojo sẽ chịu trách nhiệm đi tìm nhưng anh lại bắt Megumi làm thay phần việc của mình, khiến cho Megumi rất cay cú và cậu thề rằng khi nào về trường sẽ đấm cho ông thầy này mấy phát. Sáng hôm sau, Yuji đã trở lại câu lạc bộ tâm linh của trường để sinh hoạt cùng các tiền bối, nói là sinh hoạt chứ bọn họ suốt ngày chơi cầu cơ rồi cười đùa với nhau như một lũ vô tri. Thấy câu lạc bộ này quá vô bổ nên hội trưởng hội học sinh đã đề nghị ba người giải tán và căn phòng này sẽ được dùng làm phòng thay đồ cho câu lạc bộ điền kinh. Tuy nhiên bọn họ chẳng thèm nghe lời mà liền kể về những thành tích do câu lạc bộ tâm linh đạt được, chẳng hạn như bọn họ đã điều tra ra chuyện một linh hồn đang ám những tuyển thủ bóng bầu dục khiến cho họ bị giảm sút thể lực. Nhưng theo hội trưởng được biết thì sân bóng ở trường có rất nhiều ve chó, nên những ai bị nó cắn thì sẽ lên cơn sốt chứ chẳng có con ma nào ở đó cả. Với lại anh ta biết rằng ban đầu Yuji thuộc câu lạc bộ Điền Kinh chứ đâu phải thuộc cái hội tâm linh dở hơi này. Các tiền bối nghe xong tưởng Uji bắt cá hai tay tham gia cả hai câu lạc bộ cùng lúc, nhưng hóa ra ông thầy cố vấn môn Điền Kinh đã sửa lại đơn xin gia nhập của Yuji. Vì ông ta biết Uji có một thể chất phi thường nên muốn có được cậu để vô địch giải Điền Kinh toàn quốc, cơ mà yuji vẫn không nghe lời nên ông thầy liền thách đấu cậu nếu yuji thua thì cậu phải ngoan ngoãn gia nhập câu lạc bộ điền kinh trong khi đó megumi vẫn đang miệt mài đi tìm chú vật đặc cấp theo lệnh của gojo và khi đi ngang qua sân bóng thì cậu thấy một con lời nguyền đang bị ảnh hưởng bởi chú vật này chứng tỏ nó đang ở rất gần đây chứ không phải một nơi nào khác đúng lúc này trận đấu của yuji với thầy giáo đã diễn ra nên megumi liền đứng lại để hóng hớt và môn thể thao mà họ dùng để quyết đấu đó là môn ném tạ vì là một kỷ lục ra thế giới về môn này nên ông thầy rất tự tin mình sẽ chiến thắng. Tuy nhiên Yuji chỉ cần ném nhẹ một cái là quả tạ đã bay xa tận 30 mét khiến khung thành bị lõm vào trong. Ông thầy trông thấy thì há hốc mồm ngạc nhiên không ngờ kỷ lục của mình bị phá dễ dàng như vậy. Các tiền bối nghĩ rằng Yuji sẽ hợp với những câu lạc bộ thể chất hơn là tâm linh. Nhưng vì rất hứng thú với những điều huyền bí nên Yuji phải gia nhập câu lạc bộ tâm linh bằng được. Còn Megumi thấy rằng một người không có chú lực như Yuji mà mạnh tới như vậy thì quả là hiếm có cơ mà khi yuji vừa chạy qua thì megumi đã nhận ra dấu hiệu của chú vật trên người thanh niên này nhưng vì yuji chạy quá nhanh nên megumi chẳng làm sao theo kịp được vừa rời khỏi trường học thì yuji đã tới bệnh viện để thăm ông nội cảm thấy mình sắp sửa đi xa nên ông nội muốn kể cho yuji nghe thêm về cha mẹ của cậu cơ mà yuji cho rằng chuyện đó quá dài dòng và chẳng muốn nghe nên ông nội chỉ biết dặn yuji rằng cậu mang trong mình một sức mạnh rất lớn vì thế hãy dùng nó để cố gắng cứu lấy thật nhiều người Yuji chưa hiểu ý của ông nội là gì nhưng khi cậu hỏi lại thì ông đã không còn nói gì nữa. Thì ra đó là những lời chăn chối cuối cùng còn ông nội cậu lúc này đã qua đời mất rồi. Mặc dù rất đau lòng nhưng Yuji vẫn phải xuống làm mấy thủ tục cuối cùng của bệnh viện. Đúng lúc này Megumi tới nơi với khuôn mặt rất là căng thẳng. Cậu ta nói rằng trên người Yuji đang giữ một chú vật đặc cấp vô cùng nguy hiểm. Yuji vừa nhìn thấy thì nhận ra ngay và bảo rằng cậu đã từng nhặt được nó. Nhưng Yuji vẫn thắc mắc không biết cái thứ vô tri này nguy hiểm như thế nào. Megumi bắt đầu giải thích rằng ở nhật bản có rất nhiều cái chết bí ẩn do lời nguyền gây ra mà nguồn gốc của lời nguyền chính là những cảm xúc tiêu cực ở bên trong con người vì thế ở trường học cũng như bệnh viện đã dùng những chú vật trừ tà để phong ấn lời nguyền nhưng theo năm tháng thì phong ấn này sẽ dần bị yếu đi dẫn tới việc lời nguyền sẽ bị thoát ra ngoài và thu hút thêm nhiều lời nguyền khác thứ mà yuji đã nhặt được chính là một chú vật cực kỳ nguy hiểm được phân vào loại đặc cấp nên để bảo toàn tính mạng thì yuji phải giao nó lại cho Megumi nhưng Yuji nói rằng cậu đã giao lại chú vật này cho các tiền bối trong câu lạc bộ rồi. Và bọn họ quyết định tối nay sẽ gỡ phong ấn của nó ra ngay tại ngôi trường, còn ở phòng họp câu lạc bộ lúc này thì hai người đang tò mò không biết vật trong này là gì. Khi gỡ hết những tờ giấy cuốn quanh thì đó là một ngón tay người vẫn còn nguyên vẹn, đúng lúc này nến trong phòng lập tức tắt lịm và những lời nguyền đã thoát ra bên ngoài. Bên phía Yuji cùng với Megumi đang cóc đít lên để chạy đến trường, khi vừa tới nơi thì cả hai đã cảm nhận thấy một áp lực rất lớn tỏa ra từ bên trong. Megumi liền dặn Yuji hãy đợi ở bên ngoài, vì một người không có chú lực như Yuji thì không thể đấu với bọn chúng. Hai thanh niên vẫn đang phải ẩn nấp khỏi những con quái vật lời nguyền xung quanh, nhưng mà trốn làm sao được khi bọn chúng quá đông và nguy hiểm. Lúc này Megumi đã chạy vào trong và triệu hồi ra thức thần Ngọc Huyền để sẵn sàng chiến đấu, còn ở bên ngoài thì Yuji đang phân vân không biết có nên vào trong hay không. Khi mà hai tiền bối mà cậu vừa mới quen đang gặp nguy hiểm tới tính mạng, và khi nhớ tới lời căn dặn của ông nội trước khi mất thì Yuji đã có quyết định cho mình. Megumi cùng với hai thức thần đã tiêu diệt rất nhiều lời nguyền nhưng chúng vẫn không ngừng tăng lên. Và ngay trước mặt cậu thì những lời nguyền đang cố nút chừng lấy hai người bạn của Yuji. Trong khi Megumi chưa biết cứu họ ra sao thì đúng lúc này Yuji đã phá cửa xông vào. Sau đó xoay người trên không rồi tung ra cú đấm vào con quái vật lời nguyền để cứu lấy hai tiền bối của câu lạc bộ. Megumi nhân cơ hội này đã kết liễu con quái vật và biến nó thành bữa tối cho hai thức thần của mình. Trong người cô gái đã rơi ra chú vật đặc cấp mà Megumi đang tìm kiếm. Và cậu ấy đã cho Yuji biết rằng đây là ngón tay của Rio Men Sukuna, nếu lũ lời nguyền ăn thứ này vào thì sẽ nhận được rất nhiều chú lực. Đúng lúc này một con lời nguyền to bự xuất hiện nên Megumi đã lập tức đẩy Yuji ra ngoài, còn Megumi đã bị con quái vật tóm gọn trong lòng bàn tay rồi quăng thẳng vào tường. Không dừng lại ở đó nó còn dùng sức mạnh nhằm kết liễu Megumi khiến bức tường ngôi trường bị phá hủy. Mặc dù tính mạng đang bị đe dọa nhưng Megumi vẫn nhắc Yuji hãy mang hai người bị thương kia đi trước cơ mà yuji không thể bỏ mặc megumi nên cậu đã dùng thể thuật của mình để bem nhau với con lời nguyền này theo lời megumi thì chỉ có lời nguyền mới có thể thanh tẩy lời nguyền nên yuji dù có đánh bao nhiêu thì cậu cũng không thể chiến thắng được nó đã thế yuji còn bị nó đấm không trượt phát nào khiến ngón tay của sukuna văng lên không trung nhưng yuji vẫn cố gắng giữ lấy nó dù cậu sắp trở thành thức ăn cho con lời nguyền này yuji đã nhớ lại lời của megumi rằng nếu ăn chú vật đặc cấp này thì sẽ có rất nhiều chú lực thế là yuji không nghĩ ngợi nhiều liền nuốt luôn ngón tay của sukuna vào bụng sức mạnh bên trong yuji đã bùng nổ nên cậu dễ dàng thoát khỏi hai cánh tay của con quái vật và chỉ với một chiêu là yuji đã nhẹ nhàng kết liễu nó trước ánh mắt ngạc nhiên của megumi nhưng thực ra cơ thể của yuji lúc này đã bị vua của lời nguyền sukuna kiểm soát hắn đã nở một nụ cười như thằng thần kinh rồi còn muốn thống trị nhân loại ở thời đại này cơ mà cười chưa được bao lâu thì yuji đã cử động lại bàn tay và nhắc nhẹ sukuna hãy trả lại cơ thể cho cậu ấy Khiến Sukuna rất ngạc nhiên vì Yuji đang lấn át được hắn bên trong cơ thể này, còn Megumi cho rằng Yuji không phải con người nữa nên sẽ thanh tẩy cậu ngay tại đây. Thật ra Yuji không những đã lấy lại cơ thể mà còn muốn rủ Megumi đi bệnh viện vì cả hai đang bị thương, làm cho Megumi rất phân vân không biết có nên ra tay với Yuji hay không. Đúng lúc này Gojo tới nơi sau khi vừa mua xong đống quà lưu niệm, tiện thể làm vài tấm ảnh để cà khịa Megumi vì thằng học trò này vừa bị đánh tơi tả. Khi nghe Yuji kể lại thì Gojo cũng biết được cậu ấy vừa nuốt ngón tay của Sukuna và khi tới gần thì Gojo nhận ra một phần sức mạnh của Sukuna đang ở trong cơ thể này. Thế là Gojo liền nhờ Yuji nhường lại cơ thể cho Sukuna khoảng 10 giây để anh thử đọ sức với Nguyền Vương xem hắn ta mạnh tới mức độ nào. Nói rồi Gojo ném lại túi bánh kẹo cho Megumi giữ hộ, còn Sukuna thì lập tức lao tới chỗ Gojo để làm thịt anh ấy. Cơ mà Gojo dễ dàng né tránh rồi ngồi lên lưng Sukuna chẳng khác gì một con pet và những đòn tấn công sau đó của Sukuna chẳng thể chạm được tới Gojo. Không những thế Gojo dễ dàng hóa giải chiêu thức của Sukuna rồi cho hắn một đấm vào mồm, sau đó là một cú đánh khiến cho Nguyền Vương văng ra xa cả chục mét. Mặc dù Sukuna cũng thể hiện sức mạnh của mình bằng một đòn tấn công gần như đã phá hủy cả ngôi trường, nhưng chẳng hiểu sao Gojo không hề bị thương mà còn ra dấu cho Yuji rằng thời hạn 10 giây đã hết. Cơ thể của Yuji đã lập tức trở lại khiến Gojo vô cùng ngạc nhiên, bởi cậu có thể chế ngự được Nguyền Vương Sukuna một cách dễ dàng cơ mà đây chưa phải lúc để nói chuyện nữa nên Gojo đã dùng thuật khiến yuji bị ngất đi Megumi hiểu rằng theo luật lệ của giới chú thuật thì yuji sẽ bị phán tội tử hình nhưng vì Megumi không muốn yuji phải chết nên cậu đã xin thầy Gojo nghĩ cách để cứu cậu ấy và đó chính là toàn bộ câu chuyện mà yuji được Gojo kể lại sau một ngày qua Gojo đã cho yuji biết rằng anh vừa tìm cách hoãn án tử hình của cậu lại vì yuji sẽ trở thành vật chứa của sukuna nên nếu tiêu diệt cậu bây giờ sẽ rất lãng phí Tổ chức của Gojo hiện đang giữ 6 trên tổng số 20 ngón tay của Sukuna và bọn họ có ý định rằng sẽ thu thập đủ các ngón tay này vào vật chứa đó là Yuji. Sau đó thì tiêu diệt cả cậu lẫn Sukuna luôn một thể cho đỡ mất thời gian. Thấy yêu cầu này có vẻ hợp lý nên cấp trên của Gojo đã đồng ý. Nên giờ Yuji có hai lựa chọn, một là tử hình luôn cũng được, hoặc hai là nuốt hết các ngón tay của Sukuna rồi cùng hắn xuống địa ngục. Sáng hôm sau, Yuji đã tới chỗ các tiền bối để thăm hỏi họ sau vụ hôm trước. Mặc dù cô gái Sasaki này luôn nhận lỗi về mình khiến cho đồng đội bị thương. Nhưng Yuji bảo rằng cậu mới là người có lỗi khi mang về cái ngón tay chú vật đó. May mắn là người của hội chú thuật sẽ tìm cách trị thương cho Iguchi. Nên cậu đã nhắc Sasaki không cần phải lo lắng cho anh ấy nữa. Có điều từ giờ Yuji sẽ phải tạm biệt câu lạc bộ để lên đường tới nơi khác. Theo lời Gojo thì Yuji biết được rằng lời nguyền đã gây ra rất nhiều thiệt hại với con người. Chúng đã tạo nên vô số vụ án kinh dị mà chẳng ai có thể điều tra được và với Sukuna thì hắn còn tạo nên những hiện trường còn khủng khiếp hơn thế. Nghe xong thì Yuji nghĩ rằng nếu Sukuna biến mất thì những người bị lời nguyền sát hại sẽ giảm đi. Gojo cũng đồng ý với điều này nên Yuji liền xin ông thầy thêm một ngón tay nữa của Sukuna. Cậu lập tức nuốt nó vào bụng khiến cho sức mạnh của Sukuna lại lan ra khắp cơ thể. Nhưng dù là nuốt hai ngón thì Yuji vẫn có thể áp chế được nguyền vương không cho hắn chiếm lấy thân xác này. Nên Gojo rất mừng vì anh đã có một quyết định đúng đắn. Còn Yuji thì hứa với Gojo rằng cậu sẽ nuốt hết toàn bộ ngón tay của Sukuna, nhưng mọi chuyện sau đó ra sao thì ông thầy phải chịu trách nhiệm. Tất nhiên là Gojo sẽ nhận lời chăm sóc cho Yuji, nên sắp tới đây anh và Megumi sẽ đưa Yuji về trường chuyên môn chú thuật Tokyo. Ngày hôm sau Yuji đã tới tạm biệt ông nội để lên đường, và nơi mà Gojo dẫn cậu tới là một ngôi trường nằm ở vùng núi ngoại ô Tokyo. Đây là một trong hai cơ quan giáo dục chú thuật trên đất nước Nhật Bản. Nhưng trước khi nhập học thì Gojo phải dẫn Yuji đi gặp mặt hiệu trưởng của ngôi trường này. Vừa dứt lời thì Sukuna đã thò mồm ra cà khịa Gojo chỉ là một thằng cấp dưới. Cơ mà hắn vẫn cay cú vì hôm trước bị thầy Gojo cho ăn đấm, nên Sukuna thề rằng sau khi chiếm được cơ thể của Yuji thì hắn sẽ đổ sát Gojo đầu tiên. Nhưng Gojo chỉ nói với Sukuna rằng nếu hắn tới thì anh sẽ sẵn sàng đón tiếp. Thấy Yuji thắc mắc thì Gojo giải thích rằng Sukuna là một ác thần từ một nghìn năm về trước. Hắn đã đánh bại vô số các chú thuật sư và được mệnh danh là vua của lời nguyền, nhưng kể cả khi Nguyền Vương khôi phục toàn bộ sức mạnh thì Gojo cũng chẳng ngán gì khi phải đấu với hắn cả. Sau một hồi nói chuyện thì bọn họ cũng tới gặp hiệu trưởng, vừa nhìn thấy thì Uji phải cạn lời vì ông chú này đã già rồi mà còn chơi búp bê. Trước đó hiệu trưởng đã nhận được tin rằng Gojo sẽ dẫn Uji tới đây nhập học, nhưng ông ta vẫn muốn hỏi lại mục đích của Uji tới đây là để làm gì. Yuji chỉ trả lời đơn giản là cậu sẽ học chú thuật và thu hồi hết các ngón tay của Sukuna lại, nhưng vừa nghe xong thì hiệu trưởng đã phán Yuji không đạt yêu cầu. Sau đó ông đã điều khiển một con búp bê lời nguyền để thử sức với Yuji xem quyết tâm của cậu tới đâu. Vừa dứt lời thì con búp bê đã lao tới chỗ Yuji rồi tung một cú đấm thẳng vào bụng cậu, khiến cho Yuji văng xa về phía sau còn con búp bê thì thể hiện thái độ rất là gợi đòn. Hiệu trưởng nói rằng ông phải dồn Yuji vào đường cùng để cậu thật thà hơn. Vì thế con búp bê sẽ tấn công cậu liên tục cho tới khi ông ta nghe được một câu trả lời có thể chấp nhận. Mặc dù Yuji có thể đấm nhau tay đôi với nó nhưng con búp bê này là lời nguyền không thể tiêu diệt được. Đã thế nó còn có tốc độ vô cùng nhanh khiến Yuji không biết đường nào mà lần. Và trong lúc không cẩn thận Yuji đã dính chọn một đòn của nó. Sau đó con búp bê đần độn này lại nhảy múa rồi chồng mông khiêu khích Yuji khiến cậu không khỏi cay cú. Hiệu trưởng nói rằng chú thuật sư là một công việc vô cùng áp lực vì luôn phải đối mặt với chết chóc cho nên động lực tầm thường như Uji là không đủ để làm công việc này. nên nếu Uji muốn trở thành chú thuật sư chỉ là để kéo dài án tử hình mà thôi. Yuji thấy rằng mặc dù hiệu trưởng nói chuyện rất khó nghe nhưng mục đích cũng là để giáo dục cho cậu. cơ mà con búp bê hỗn láo thì lại tranh thủ Yuji không để ý và cho cậu thêm mấy cú đấm nữa. còn hiệu trưởng thì tiếp tục chất vấn Uji cho tới khi ông nhận được câu trả lời từ trái tim cậu. sau một hồi suy nghĩ thì Uji đã dùng thiết đầu công để phản đòn con búp bê và khống chế nó lại yuji nói rằng trước đây cuộc sống của cậu chỉ toàn là ăn chơi và đọc truyện tuy nhiên khi được biết sukuna đã làm hại rất nhiều người thì bản thân cậu không thể tha thứ cho hắn dù biết có thể mình sẽ chết nhưng yuji sẽ không hối hận với quyết tâm của mình nghe xong thì cuối cùng hiệu trưởng cũng hài lòng ông nhờ gojo dẫn yuji về ký túc xá và giải thích về những luật lệ an ninh cơ mà ông lại quên hóa giải thuật thức nên con búp bê đã tặng thêm cho yuji một đấm trước để chào mừng cậu tới ngôi trường này tuy yuji đã trở thành học sinh của trường chú thuật nhưng gojo bảo rằng anh và megumi sẽ đi tìm những ngón tay của sukuna chứ không cần cậu phải chiến đấu tuy nhiên yuji nghĩ cậu không thể ngồi chơi trong khi megumi vất vả để đem mấy ngón tay về được tất nhiên là gojo chỉ nói vậy để thử yuji mà thôi vì khi đã trở thành vật chứa cho sukuna thì hắn sẽ chỉ chỗ cho yuji đi tìm những ngón tay còn lại nói cách khác yuji là nhân tố không thể thiếu và cậu luôn phải hành động cùng mọi người vừa ra khỏi phòng thì hai người đã gặp lại megumi vì muốn nơi đây náo nhiệt hơn nên Gojo đã sắp xếp cho hai thanh niên này ở phòng cạnh nhau. Tiện thể thì Gojo liền nhắc mọi người chuẩn bị để ngày mai đi đón thêm một học sinh năm nhất khác, đó là một cô gái lớn lên ở vùng thôn quê có tên là Nobara. Sau một chuyến đi dài thì Nobara cuối cùng cũng tới được Tokyo, còn ba thầy trò của trường chú thuật đã có mặt để chào đón cô nàng này. Tưởng rằng Nobara chưa đến nơi nên Yuji muốn rủ Megumi đi ăn bỏng ngô, trong khi đó Nobara đang bám theo một người săn tìm tài năng và đòi trở thành người mẫu. Nhưng vì khuôn mặt của Nobara quá hổ báo nên ông chú này sợ quá không dám tuyển, và khi vừa nhìn thấy Nobara thì hai thanh niên không thể tin rằng cô gái kỳ quặc này sẽ là đồng đội của bọn họ. Sau khi giới thiệu tên thì Nobara liền gọi Megumi và Yuji là hai chàng trai số hưởng, bởi Nobara sẽ là nữ sinh duy nhất trong nhóm của bọn họ. Nhưng khi nhìn chằm chằm hai khuôn mặt chán ngắt này thì cô cực kỳ thất vọng vì mình chẳng hợp gu với ai cả. Thấy Yuji và Nobara đều là người ở vùng quê nên thầy Gojo muốn đưa bọn họ đi tham quan Tokyo. Thế là hai danh hài này đã tỏ ra rất mừng rỡ vì nghĩ rằng sẽ được vui chơi thỏa thích, nhưng địa điểm mà Gojo đưa mọi người đến lại là một chung cư đầy rẫy lời nguyền khiến Nobara và Yuji phải cạn lời. Nobara đã tỏ ra rất khó hiểu khi Yuji là chú thuật sư mà chẳng biết nhiều về lời nguyền, và khi cô hỏi thì Megumi mới cho biết rằng Yuji vừa mới nuốt mấy ngón tay của Sukuna, nên Nobara cảm thấy rất sợ hãi không dám chơi với Yuji nữa. Nhiệm vụ mà Gojo đưa ra là nhờ Yuji và Nobara đi thanh tẩy lời nguyền trong chung cư này. Do Yuji mới trở thành chú thuật sư nên cậu chưa thể kiểm soát được chú lực. Vì thế Gojo đã cho Yuji mượn tạm một con dao đã được yểm chú lực để giúp cậu ấy chiến đấu. Đây cũng là một bài kiểm tra cho Yuji nên Gojo nhắc trước là cậu không được nhờ Sukuna giúp đỡ. Bởi nếu hắn xuất hiện thì toàn bộ lời nguyền xung quanh sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức. Thấy Yuji quá lâu la thì Nobara liền dục cậu ấy nhanh chân để mọi người cùng đi ăn uống. Vì trong đầu cô ấy lúc này chỉ có sushi và mấy thứ đồ ăn vặt để rút ngắn thời gian thì nobara bảo rằng hai người chia nhau ra để cùng tìm kiếm nhưng yuji không đồng ý vì cậu cho rằng lũ lời nguyền này rất nguy hiểm thấy yuji quá nhiều lời nên nobara đã cho cậu ta một sút nằm sấp mặt xuống đất làm cho yuji rất cay cú chẳng thể hiểu nổi thái độ của cô gái này đúng lúc này một con lời nguyền đã xuất hiện ngay trên đầu yuji nhưng cậu đã kịp thời né tránh và phản đòn nhờ có chú cụ của thầy gojo đưa cho kết hợp với những động tác nhanh nhẹn của mình chẳng mấy chốc yuji đã lần lượt cắt hết đi các chân tay của con quái vật này sau đó cậu tung ra đòn cuối cùng để thanh tẩy nó mà không mất nhiều sức lực. Ở bên ngoài thì Gojo và Megumi đang chém gió với nhau trong lúc đợi hai người kia. Gojo thấy rằng Yuji là một thanh niên khá là điên khủng, dù là lần đầu nhìn thấy lời nguyền nhưng cậu ta chẳng hề sợ hãi mà còn lao vào bem nhau với chúng, trong khi trước đó Yuji vẫn là một học sinh cao trung bình thường như bao người khác. Còn Nobara cũng là một cô gái có tính cách chẳng khác gì Yuji là mấy, nên Gojo cũng muốn kiểm tra xem cô gái này điên tới mức độ nào theo lời của gojo thì lời nguyền được sinh ra từ tâm hồn con người nên những nơi đông đúc như tokyo thì lời nguyền sẽ càng nhiều và mạnh hơn vì là một người đã có kinh nghiệm nên nobara có thể xác định được vị trí của lời nguyền vũ khí của cô là một cây búa và những cái đinh đã được yểm rất nhiều chú lực sau khi nhắm thẳng mục tiêu thì cô đã đóng hai cây đinh bay vào mặt của con lời nguyền đang ẩn nấp nhưng không giống với những lời nguyền thấp kém mà cô gặp được ở vùng quê của mình lời nguyền ở tokyo là ở một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt sau đòn tấn công vừa rồi thì nó đã mọc thêm rất nhiều con mắt và từ từ đứng dậy nhưng nobara đã điều khiển những cây đinh cắm vào sâu hơn khiến đầu của nó bị nổ tung vì đây là chiến công đầu tiên của nobara ở tokyo nên cô rất hài lòng đúng lúc này cô phát hiện ra có một đứa trẻ đang sợ hãi nấp ở một góc nobara liền tới gần và nhắc thằng nhóc ra ngoài nhưng nó sợ quá chỉ biết ngồi im nobara giật mình tưởng cô bị thằng nhóc bơ nhưng thật ra có một con lời nguyền khác đang nấp ở trong bức tường nó đã dùng một tay để nắm đầu thằng nhóc và bắt giữ làm con tin, khiến Nobara rất bất ngờ vì đây là lần đầu cô gặp được một lời nguyền có trí khôn, để có thể cứu được thằng nhóc thì cô đã hạ hết vũ khí trên người của mình xuống. Nhưng Nobara chợt hiểu rằng nếu không có vũ khí thì cả cô lẫn thằng nhóc sẽ bị nó sát hại. Trong lúc chưa biết phải làm sao thì Yuji ở bên kia đã phá nguyên bức tường để đi vào. Và chỉ một nhát dao là cậu đã chém bay cánh tay của con quái vật để cứu thằng nhóc, biết không thể đánh lại hai chú thuật sư nên nó phải tìm cách chạy trốn thấy vậy thì nobara đã nhờ yuji quẳng cánh tay của con quái vật sang cho cô ấy sau đó cô lôi ra một con hình nhân dơm để yểm vào cánh tay với chú thuật liên kết cộng hưởng thì cô đã đóng thêm những cái đinh vào hình nhân dơm khiến cho con lời nguyền kêu lên đau đớn và bốc hơi ngay lập tức sau khi thanh tẩy lời nguyền thì nobara đã nhớ lại quá khứ của mình từ hồi tiểu học thì nobara đã rất hâm mộ một cô gái có tên là sari cô ấy có một khuôn mặt rất hiền từ và là người chuyển từ tokyo về đây sống nhưng những người dân trong làng lại tẩy chay sari vì cho rằng cô ấy khinh thường bọn họ và sau một thời gian thì sari đã bị bọn họ đuổi ra khỏi làng không chịu được ngôi làng này nữa nên nobara đã quyết định rời khỏi đó để chuyển tới tokyo vừa tới thành phố thì cô đã phải bắt cặp với một thanh niên có thể phá tường bằng tay không như yuji mặc dù cãi nhau như chó với mèo nhưng cả hai thì lại rất hợp tính nết nobara đã cho yuji biết rằng cô tới đây vì không muốn ở cái vùng quê chết dẫm đó nữa nên dù có phải đặt cược tính mạng để tiêu diệt lời nguyền thì cô cũng vui lòng sau đó Nobara đã gửi lời cảm ơn tới Yuji vì khi nãy đã cứu cô, nhưng sau đó Nobara lại dở cái tính hâm hâm của mình ra cho rằng sau khi cảm ơn Yuji thì không mắc nợ gì cậu ta nữa. Thầy Gojo cũng đã đưa thằng nhóc kia về nhà và thông báo giờ ăn đã đến, nên hai người rất vui mừng vì thầy sẽ dẫn cả bọn đi ăn bò bít tết với cả sushi, chỉ có Megumi là hơi buồn vì hôm nay cậu ấy chẳng được thể hiện tí nào. Trong khi đó tại ngôi trường cải tạo ở phía tây Tokyo, rất nhiều người với mắt thường đã nhìn thấy một chú thai đặc cấp lơ lửng trên bầu trời. Và ngày hôm sau thì ba học sinh năm nhất của trường cao trung chú thuật đã được phái tới đây tìm hiểu. Để đảm bảo an toàn thì chính quyền đã di rời tất cả các hộ dân trong bán kính 500 m Lúc này trợ lý của trường chú thuật cho mọi người biết rằng đây có thể là một chú thai đặc cấp có thể biến hình, mà dạng đặc cấp thì không thể tiêu diệt chúng bằng súng hoặc là bom đạn. Thông thường thì thầy Gojo sẽ được cử đi giải quyết những lời nguyền cấp cao như thế này nhưng hôm nay thầy ấy đi công tác nên ba học sinh mới được cử đi thay thế. Ông trợ lý nhắc lại rằng nhiệm vụ chính của ba người là điều tra và giải cứu những người còn sống sót, tuyệt đối không được đánh nhau với chú Linh nếu không muốn mất mạng. Lúc này người thân của một nạn nhân đã tới hiện trường và tỏ ra rất đau buồn, nên Yuji cùng với mọi người càng quyết tâm giải cứu họ hơn bao giờ hết. Trước khi hành động thì trợ lý đã triển khai một kết giới để bao phủ toàn bộ ngôi trường. Còn Megumi thì dùng chú lực để triệu hồi ngọc khuyển đi đánh hơi xung quanh, nếu lời nguyền đang ở gần thì nó sẽ báo cho mọi người biết. Vừa đi vào bên trong thì cả ba đã bị mắc kẹt ở một không gian lãnh địa hoàn toàn riêng biệt. Tuy Megumi đang rất lo lắng vì cậu chưa bao giờ thấy một lãnh địa rộng lớn thế này. Nhưng hai danh hải Yuji và Nobara thì lại quẩy tưng bừng chẳng có gì là sợ hãi cả. Vì bọn họ biết rằng ngọc khuyển của Megumi sẽ nhớ được mùi để tìm lối ra. Megumi thì không có thời gian để đùa nên cậu đã nhắc cả bọn đi tiếp. Và khi vào sâu bên trong thì ba người đã gặp một nạn nhân vừa bị lời nguyền sát hại nhờ có cái tên ghi ở trên áo nên yuji nhận ra đây chính đứa con của người đàn bà khi nãy vì khuôn mặt của anh ta chưa tổn thương nhiều nên yuji muốn mang cái xác này về cho bà ấy nhưng megumi lập tức ngăn lại và nói rằng tên này không đáng để yuji phải tốn công sức bởi nơi đây là trường cải tạo và tên kia đã gây ra rất nhiều tội lỗi không thể tha thứ nhưng vì lòng nhân từ nên yuji lại muốn đưa hắn về cho bằng được thấy hai thanh niên cãi nhau vì một chuyện không đâu thì nobara cũng cảm thấy bực mình đúng lúc này cô bị kéo xuống một nơi khác còn bạch khuyển của Megumi thì đã nằm gọn trên tường từ lúc nào. Cậu liền nhắc Yuji nhanh chân chạy trốn thì có một con lời nguyền đặc cấp xuất hiện ngay chỗ của bọn họ, khiến cho cả hai vô cùng sợ hãi không thể cử động dù là một ngón chân. Đứng hình mất mấy giây Yuji đã lấy hết can đảm để rút con dao trong người ra, nhưng vừa vung dao lên thì con lời nguyền đã chém bay cánh tay của cậu. Còn Nobara thì bị đưa tới một không gian tối om chẳng nhìn thấy gì, ngay sau đó những lời nguyền đã hiện ra và bao vây lấy cô trở lại với megumi thì cậu ấy đã triệu hồi một thức thần có tên là dạ điểu để đi tìm nobara trước đó yuji đã dùng thắt lưng để cầm máu vết thương trên tay lại và cậu đã nhờ tới sự giúp đỡ của nguyền vương sukuna nhưng hắn thì chẳng có gì là hợp tác bởi chỉ cần đổi chỗ thôi là hắn sẽ ra tay đổ sát hai đồng đội của yuji đầu tiên khiến cho yuji bị rơi vào thế bí vì con lời nguyền đặc cấp trước mặt cậu cũng rất mạnh chỉ với một cú phóng chú lực là nó có thể thổi bay tất cả mọi thứ trước mặt Lúc này Yuji có ý định ở lại ngăn chặn nó để cho Megumi đi cứu Nobara, tới khi hai người ra khỏi đây an toàn thì Yuji sẽ đổi chỗ cho Sukuna để tiêu diệt lời nguyền này. Không còn cách nào khác Megumi đành phải nghe theo và đi tìm vị trí của Nobara. Trong khi đó cô ấy đã dùng tới chiếc đinh cuối cùng mà vẫn không thể quét sạch đám lời nguyền này. Còn Yuji thì ở lại một mình để câu giờ với con đặc cấp, nhưng vì sức mạnh quá trên lệch nên Yuji đã ăn một cú đấm làm cậu dính vào tường sau đó nó nhảy lên và phóng ra nguồn năng lượng khiến yuji bay sang phía bên kia cú ngã đã làm cho yuji gãy mất mấy cái xương sườn nhưng cậu vẫn phải gắng sức đứng dậy để chống đỡ mọi đòn tấn công của nó lúc này yuji chỉ biết trách số phận của mình quá nghiệt ngã vì nếu như không nuốt ngón tay đó thì chắc giờ này cậu vẫn là một học sinh bình thường nhưng yuji đã tự nhủ rằng cậu không bao giờ bỏ chạy nữa bởi cậu luôn nhớ tới và làm theo lời dặn của ông nội trước khi mất bên phía nobara thì cô đã hoàn toàn bị lũ lời nguyền đánh bại May mắn là cô không trở thành thức ăn cho bọn chúng, bởi ngay lúc đó Megumi đã tới cứu cô bằng con ếch thức thần mà cậu triệu hồi. Trở lại với Yuji thì cậu nhận thức được rằng cái chết đang tới rất gần, nhưng cậu đã tự động viên bản thân rằng còn thở là còn gỡ, bởi nếu cứ tỏ ra tuyệt vọng và sợ hãi thì lời nguyền sẽ lại càng sinh ra, nên cậu sẽ dồn hết mọi thứ vào cú đấm cuối cùng này. Yuji đã chạy thẳng về chỗ con quái vật và tung ra cú đấm nhưng chẳng làm gì được nó, tưởng mọi thứ tới đây là hết nhưng Yuji bất ngờ nghe thấy tín hiệu từ Megumi Biết hai người kia đã thoát ra an toàn nên Yuji liền đổi chỗ cho Sukuna, trước mặt Nguyên Vương thì dù là lời nguyền đặc cấp thì cũng phải tỏ ra vô cùng sợ hãi, nhưng vì vẫn cay cú Yuji nên Sukuna phải nghĩ cách gì đó để khiến cậu ấy phải hối hận, hắn thấy rằng nếu giờ đuổi theo Megumi thì chắc chắn Yuji sẽ giành lại cơ thể này, thế là Sukuna đã nghĩ ra cách hợp tác với lời nguyền đặc cấp để làm thịt hai người bạn của Yuji, cơ mà thằng này chẳng hiểu gì hết nên nó đã vận chú lực để đánh lén Sukuna từ sau lưng. Nhưng một đòn tấn công vớ vẩn thì chẳng thể khiến Nguyên Vương bị thương, kết quả là tên lời nguyền đã bị Sukuna hành cho ra bã không ngóc đầu lên được. Mặc dù cố gắng dãy dụa nhưng chỉ trong thoáng chốc thì Sukuna đã lấy đi cánh tay của nó, và sau một hồi đánh đấm thì Sukuna đã cắt đi cả tứ chi rồi treo nó lên tường. Thấy nó vẫn có thể thoát ra thì Sukuna đã dành nhiều lời khen vì sự cố gắng. Theo lời Sukuna thì cả Yuji lẫn con lời nguyền này chẳng biết gì chú thuật cả, nên Nguyên Vương sẽ thể hiện ra một chút sức mạnh để nó mở mang tầm mắt. Sukuna liền thi triển bành trướng lãnh địa và tạo ra một kết giới thuật thức có tên là Phục Ma Ngự Chủ Tử. Ngay lập tức con quái vật lời nguyền đã bị chia thành nhiều phần cơ thể, còn Sukuna thì thu hồi lại một ngón tay của hắn từ trong người con quái vật này. Khi mọi chuyện đã xong xuôi thì Sukuna liền đánh thức Yuji nhưng cậu không còn trả lời nữa, nên hắn đã nở một nụ cười nguy hiểm nghĩ rằng thân xác này đã thuộc về mình. Lúc này Megumi đã đưa Nobara lên xe của trợ lý để ông ấy trở tới bệnh viện, còn cậu thì sẽ đứng đây và chờ tới lúc Yuji quay lại. Bỗng nhiên Megumi không còn cảm nhận được sự hiện diện của con đặc cấp nữa, tưởng rằng Yuji đã tiêu diệt được nó nên cậu cũng yên tâm phần nào, nhưng kẻ đi ra ngoài lại là Sukuna trong thân xác của Yuji chứ không phải là cậu ấy. Sukuna đã cho Megumi biết rằng Yuji không còn đủ sức để lấy lại được thân xác này nữa, nên Sukuna đã nghĩ ra một chuyện rất hay ho mà hắn có thể làm ngay lúc này. Nguyên Vương liền lấy trái tim của Yuji ra khỏi lồng ngực và biến cậu ấy thành con tin, tức là nếu Yuji mà đổi chỗ với Sukuna thì cậu ấy sẽ đang xuất ngay lập tức và để chắc chắn sẽ tiêu diệt được megumi thì sukuna đã nuốt thêm một ngón tay mà hắn vừa thu hồi từ con đặc cấp khi nãy megumi hiểu rằng dù yuji có mất mạng thì cậu ấy sẽ cố gắng giành lại quyền kiểm soát cơ thể này vì vậy để cứu sống yuji thì megumi phải tìm cách khôi phục lại trái tim cho cậu ta nhưng megumi không biết mình có thể thắng được sukuna hay không trong khi một lời nguyền đặc cấp đã khiến cho cậu không thể nhúc nhích được rồi tuy nhiên giờ không phải là lúc để nghĩ ngợi nữa vì đây là việc megumi bắt buộc phải làm cậu liền triệu hồi thức thần dạ điểu để bem nhau với nguyền vương ban đầu megumi đã lao thẳng tới chỗ sukuna và dùng thể thuật để tấn công nhưng hắn dễ dàng né tránh cả thức thần cũng hỗ trợ hết mình cho megumi nhưng rõ ràng đẳng cấp của cả hai là quá sức chênh lệch thấy megumi không đủ mua vui thì sukuna đã nhắc cậu hãy dùng thêm nhiều sức mạnh hơn nên megumi liền triệu hồi thêm thức thần đại xà để khống chế sukuna lại dạ điểu thì được lệnh liên tục tấn công sukuna không cho hắn kịp trở tay cơ mà chừng này chưa thức chẳng đủ để gãi ngứa cho sukuna hắn đã vòng ra sau lưng Megumi và ném cậu văng lên trên không, sau đó hắn lao tới với tốc độ cực nhanh và cho cậu một cú sút bay qua tận mấy ngôi nhà. Nhờ có dạ điểu kịp thời giúp đỡ nên Megumi mới còn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng Nguyên Vương đã quá ao trình cậu cả về sức mạnh lẫn tốc độ chiến đấu. Sau khi ăn một đòn rất nhiều sát thương của Sukuna thì Megumi đã kiệt sức, dạ điểu lúc này cũng tới giới hạn nên cậu đã thu hồi trước khi nó bị phá hủy. Còn Sukuna thì đã dành nhiều lời khen cho Megumi vì cậu vẫn còn trụ được tới giờ này nhưng hắn vẫn không hiểu vì sao megumi phải liều mình để cứu lấy yuji làm gì megumi hiểu rằng cuộc sống này không hề bình đẳng chút nào người hiền từ và tốt bụng như chị gái cậu thì lại bị nguyền rủa trong khi người cha khốn nạn của cậu thì lại đang sống thản nhiên ở đâu đó nên để những người tốt được hưởng sự bình đẳng thì megumi phải có trách nhiệm cứu họ cậu sẽ dùng hết sức mạnh của mình để khô máu với sukuna và mang yuji trở về sukuna thấy megumi vẫn còn múa được thì tỏ ra rất sung sướng nhưng khi megumi chuẩn bị tung ra chiêu thức thì cậu đã ngừng lại cậu nói rằng bản thân cố cứu yuji vì không muốn một người tốt bụng phải chết đi như vậy nên dù phải hy sinh tính mạng của mình thì megumi sẽ không bao giờ hối hận còn yuji thì đã quyết định lấy lại thân xác từ sukuna để megumi không phải chiến đấu nữa vì cậu hiểu được tấm lòng của megumi nên đã lựa chọn đánh đổi tính mạng của mình để ngăn sukuna lại trước khi nằm xuống thì yuji cũng dặn megumi hãy cố sống thật lâu và vui vẻ cùng mọi người trong khi đó một kẻ có tên là geto suguru cùng lũ lời nguyền đồng bọn của hắn đã tới tokyo và mục đích của những tên này là kiểm chứng thực lực của sukuna xem hắn bá đạo tới mức nào vì là một con người nên ai cũng có thể nhìn thấy geto chứ lũ lời nguyền thì không quay trở lại với yuji thì lúc này xác của cậu đã được đưa về trường chú thuật sau khi nghe ông trợ lý ijichi kể lại câu chuyện thì thầy gojo liền nhận ra rằng chính lũ cấp trên đã nhân lúc anh đi vắng để giao nhiệm vụ cho ba học sinh và chúng đã lợi dụng lời nguyền đặc cấp để tiêu diệt Yuji mà Gojo không thể can thiệp được. Nên Gojo đã rất tức giận tới mức đòi đồ sát lũ cấp trên ngay lập tức. Đúng lúc này bác sĩ Ieri của trường cao trung chú thuật bước vào. Và cô đã cảm thấy rất ngạc nhiên khi anh bạn Gojo bình thường vui vẻ giờ lại mang một cảm xúc tức giận như vậy. Vì Yuji là vật chứa của Sukuna nên Ieri sẽ giải phẫu cậu ấy để nghiên cứu. Ở bên ngoài thì Megumi đã kể lại cho Nobara nghe mọi chuyện cũng như lời chăn chối cuối cùng của Yuji và mặc dù chỉ vừa mới quen nhau nhưng hai người đã cảm thấy rất buồn trước cái chết của cậu ấy thấy cậu em megumi đang buồn giàu thì cô chị maki năm hai liền tới hỏi phải chăng cậu vừa mới đi đám tang về vì câu hỏi của maki hơi vô duyên nên đồng đội của cô là panda liền nhắc khéo rằng đúng là hôm qua vừa có một thanh niên năm nhất bỏ mạng maki nghe xong thì bị quê đến độ chỉ muốn đeo mau vào mặt lúc này megumi đã cho nobara biết rằng những người này đều là tiền bối năm hai và cô gái đó chính là Maki Zenin người sử dụng vũ khí chú cụ thành thạo nhất trong số các học sinh. Hai người còn lại là chú ngôn sư Toge Inumaki và anh dai có cái tên rất đơn giản là Panda. Sau khi gửi lời xin lỗi hai đàn em thì Panda nói rằng hôm nay họ tới đây để mời các học sinh năm nhất tham gia hội giao lưu trường kết nghĩa Kyoto. Mặc dù ban đầu hội giao lưu giữa hai trường chỉ có học sinh năm 2 và năm 3 tham gia. Nhưng vì lũ năm 3 vừa bị đình chỉ học tập nên năm nhất sẽ được cử đi thay thế. Hội sẽ diễn ra trong hai ngày và các nội dung thi đấu sẽ được hiệu trưởng của hai trường quyết định. Hay nói cách khác đây chính là cuộc so tài giữa chú thuật sư hai trường với nhau, trong khi thi đấu thì khó tránh khỏi việc đổ máu giữa các học sinh. Nên các tiền bối năm hai sẽ rèn luyện cho nhóm Megumi để bọn họ không bị nguy hiểm tới tính mạng. Nobara nghe xong thì không khỏi thắc mắc vì rõ ràng chú thuật sư đang rất thiếu nhân lực. Chẳng hiểu sao bọn họ lại bày ra cái trò rảnh rỗi này để các học sinh phải đấu với nhau, nhưng vì lòng quyết tâm muốn trở nên mạnh mẽ hơn nên cả hai đã nhanh chóng nhận lời. Trở lại với Geto và lũ lời nguyền thì bọn chúng đang lên một kế hoạch với nhau, đó là tiêu diệt toàn bộ nhân loại để biến thế giới này thành thế giới của những lời nguyền. Nhưng trước khi muốn xóa sổ nhân loại thì lũ lời nguyền phải đánh bại được các chú thuật sư, vì thế Geto đã tiết lộ cho chúng hai điều kiện để giành chiến thắng. Đầu tiên là phải làm cho chú thuật sư mạnh nhất nhân loại là Gojo mất đi sức chiến đấu, thứ hai là biến vật chứa của Sukuna tức là Yuji trở thành đồng minh. Tên lời nguyền nghe xong thì không khỏi thắc mắc vì Yuji đã ngỏm mất rồi nhưng có vẻ như Geto biết rằng Yuji không thể chết đi dễ dàng như vậy. Đúng như những gì Geto đã suy đoán thì Yuji cùng Sukuna vẫn còn sống nhan răng. Trong nội tâm của Yuji lúc này thì Sukuna đang ngồi trên đống xương sầu và tỏ ra cực kỳ bố đời. Yuji biết thừa mình không phải đối thủ của Sukuna nhưng cậu vẫn không ngại phải đấu với hắn vì cậu cho rằng nếu không đánh bại được Sukuna thì đằng nào cậu cũng sẽ chết ở đây. Cầm cái xương đầu bò trên tay Yuji ném thẳng về phía Sukuna nhưng hắn lập tức nhảy lên né một cách dễ dàng và sau đó là màn trao đổi chiêu thức bằng thể thuật rất cân kèo giữa hai bên có lúc yuji tưởng như cậu đã ăn được nguyền vương nhưng tốc độ của hắn thì lại quá nhanh cuối cùng hắn ta chỉ cần đá nhẹ một cái là yuji đã rơi sấp mặt xuống dưới sau đó hắn nhảy xuống và mượn tạm cái lưng của cậu làm ghế ngồi sukuna giải thích rằng cả hai người vẫn chưa chết và đây là một lãnh địa do hắn tạo ra có vẻ như khi được chứng kiến sức mạnh của megumi thì ý định thực sự của sukuna lúc này đã thay đổi hắn nói rằng sẽ giúp yuji sống lại nếu cậu chấp nhận những điều kiện mà hắn đưa ra đó là khi sukuna ra hiệu thì cậu phải nhường cơ thể cho hắn trong vòng một phút và hắn hứa trong thời gian đó sẽ không đả thương hay sát hại một ai cả cơ mà yuji không muốn tin nhưng lời sukuna nói nữa vì sau chuyện vừa rồi thì hắn đúng là một kẻ xấu xa cảm thấy thằng nhóc này hơi phiền nên sukuna nói thêm rằng đây là khế ước dựa trên lợi ích chung và kẻ nào không tuân theo khế ước này thì sẽ bị trừng phạt yuji nghe xong liền giả vờ chấp nhận điều kiện để hắn đứng dậy trước sau đó cậu tung ra một cú đấm thẳng vào mặt của Sukuna và đòi hắn phải cứu cậu vô điều kiện. Lúc này Sukuna liền gạ Yuji tiếp tục trận đấu khi nãy và kẻ nào thua thì phải nghe lời của kẻ chiến thắng. Yuji vừa đồng ý cái thì Sukuna cũng cho cậu bay mất mặt luôn. Trong khi đó, Gojo và Ijichi vẫn đang tám chuyện với nhau trong lúc đợi bác sĩ làm giải phẫu. Gojo bảo rằng anh thừa sức tiêu diệt hết bọn cấp trên để khởi động lại cái giới chú thuật này, nhưng vì làm vậy chẳng giải quyết được gì nên anh đã chọn làm một thầy giáo. Để nuôi dưỡng nên những học trò và đồng đội trở nên mạnh mẽ hơn, và chắc chắn sau này Yuji sẽ trở thành một học trò xuất sắc nên anh rất tức giận những gì mà lũ cấp trên đã làm với cậu ấy. Đúng lúc này Yuji từ từ ngồi dậy trên bàn mổ khiến cả hai người phải giật mình, cô bác sĩ cũng vô cùng ngạc nhiên vì cả trái tim lẫn họa mi của Yuji đã được khôi phục nguyên vẹn. Còn thầy Gojo cũng không giấu nổi vẻ vui mừng khi thằng học trò đã an toàn trở về. Vì Yuji đã sống lại nên bác sĩ Ieri sẽ báo cáo lại việc này với cấp trên nhưng thầy Gojo liền nhắc cô ấy cứ khai báo rằng Yuji đã ngỏ. Bởi anh không cho phép lũ cấp trên bày ra trò gì nguy hiểm tới Yuji nữa, và Gojo có dự định sẽ cho Yuji trở lại trường vào lúc hội giao lưu bắt đầu. Trong khi đó, Geto cùng với lũ lời nguyền đang bàn cách đối phó với chú thuật sư mạnh nhất Gojo. Và Geto đã gợi ý cho bọn chúng sử dụng một chú vật đặc cấp có tên là Ngục Môn Cương để phong ấn Gojo lại. Nghe xong thì kẻ có tên là Jogo này tỏ ra rất phấn khích thậm chí sức mạnh của hắn đã phát ra khiến cho rất nhiều người trong nhà hàng bốc cháy dữ dội và mặc dù Geto đã nhắc hắn đừng làm ồn nhưng tên này vẫn thiêu dụi hết những người đang có mặt ở đó. Geto đã cho Jogo biết rằng sức mạnh của hắn có thể ngang với khoảng 9 ngón tay của Sukuna, nên cái tên đầu núi lửa này rất tự tin nghĩ rằng kể cả không cần ngục muôn cương thì hắn vẫn có thể tiêu diệt Gojo một cách dễ dàng. Megumi đã tới chỗ người nhà của nạn nhân mất mạng sau vụ lần trước, Cậu nói rằng dù đã cố gắng nhưng bọn họ cũng không thể mang được thi thể của anh ta về. Chỉ kịp lấy đi cái tên ở trên áo để gửi lại cho người mẹ của anh ta, Megumi cũng gửi lời xin lỗi chân thành vì không thể cứu được anh ấy. Trong khi đó Nobara đang được gấu trúc huấn luyện nhiệt tình để chuẩn bị cho giải giao lưu, còn Megumi vừa trở về trường thì đã thấy Nobara bị quay như trong chóng. Anh trai gấu trúc nói rằng đám năm nhất rất yếu về khoản cận chiến, nên Maki sẽ dùng hết kỹ năng của cô để dạy cho bọn họ. Còn riêng Yuji thì được thầy Gojo huấn luyện về cách chế ngự chú lực cùng với những kiến thức cơ bản của chú thuật. Được đích thân thầy Gojo chỉ bảo nên Yuji tỏ ra rất vui mừng, bởi nếu cứ yếu đuối thế này thì cậu không thể nhìn mặt Nobara và mẹ Gumi nữa. Nhận ra được quyết tâm của thằng học trò nên Gojo cũng bắt đầu luôn. Đầu tiên anh phá hủy cả hai lon nước riêng biệt bằng chú lực và thuật thức. Yuji chứng kiến xong thì mặt đần ra vì cậu chẳng thể phân biệt nổi chú lực với thuật thức là cái gì, nên Gojo đã phải chỉ bảo theo cách rất đơn giản mà ai cũng có thể hiểu được kiểu như chú lực là một nguồn năng lượng để thi triển các thuật thức khác nhau nghe xong thì yuji tưởng rằng cậu sẽ kiểm soát được chú lực để tung ra các kỹ năng bá đạo như là ninja nhưng yuji lại không khỏi thất vọng khi thầy gojo bảo rằng thực lực của chú thuật sư chủ yếu dựa trên tài năng của họ vì yuji chỉ biết đánh đấm nên gojo sẽ tìm cách tăng chú lực lên thể thuật của cậu ấy đúng như cách mà yuji đã vận chú lực lên nắm đấm của mình để bem nhau với tên đặc cấp lần trước cơ mà lần này nắm đấm của yuji lên gojo lại chẳng có một chút chú lực nào bởi theo lời Gojo thì nguồn gốc của chú lực là cảm xúc tiêu cực của người thi triển. Yuji nghe xong liền nghĩ đúng là khi chiến đấu thì Megumi lúc nào cũng rất căng thẳng và cục xúc, đúng lúc này Megumi cũng cảm thấy hình như có thằng nào đó vừa nói xấu mình. Gojo đã cho Yuji biết thêm rằng khi các chú thuật sư cảm thấy xúc động thường lãng phí rất nhiều chú lực, nên Gojo sẽ luyện tập kiểm soát chú lực cho Yuji, đó là cho cậu xem liên tục những bộ phim kinh dị bom tấn. Trong thời gian xem phim cậu sẽ phải tạo ra một lượng chú lực nhất định giám sát Yuji sẽ là một con búp bê lời nguyền do chính hiệu trưởng chế tạo. Và nếu Yuji không kịp truyền chú lực sang con búp bê thì nó sẽ cho cậu ăn đấm khâu trượt phát nào. Điều kiện để Yuji qua bài kiểm tra là khi xem xong một bộ phim mà hàm răng cậu vẫn còn nguyên vẹn. Thấy thằng học trò hơi lo lắng thì Gojo liền động viên rằng anh sẽ thiết lập mức chú lực thấp nhất để người như Yuji cũng có thể phát ra được. Trở lại với Megumi thì cậu vừa kết thúc buổi huấn luyện sử dụng vũ khí của Maki. Megumi thấy rằng nếu dùng vũ khí thì cậu không thể thoải mái dùng thuật thức được, nên Megumi sẽ tự mình tìm ra cách để kết hợp vũ khí với thuật thức, bởi Sukuna đã từng nói với Megumi rằng cậu hoàn toàn đủ khả năng chiến thắng lời nguyền đặc cấp chứ chẳng cần ai giúp đỡ. Và trong khi Nobara đang tất bật đi mua sắm thì Yuji lại đang cày phim nhiệt tình. Đang trong tình huống cực kỳ gay cấn thì Yuji lại quen mồm làm ngay một ngụm Coca, thế là cậu đã bị con búp bê đấm thẳng vào mồm phun luôn Coca ra ngoài. Còn thầy Gojo thì phải tạm biệt Yuji để đi công chuyện gấp. Và trước khi đi thì Gojo hỏi Yuji rằng cậu có lập khế ước với Sukuna để hắn chữa lành trái tim hay không. Cơ mà Yuji chẳng nhớ gì hết vì trước đó Sukuna đã bắt cậu quên đi khế ước đã lập với hắn. Tối hôm đó, Gojo cùng với ông trợ lý đang trên đường tới để gặp ngài hiệu trưởng. Bỗng Gojo nhận ra rằng có một kẻ đang bám theo xe bọn họ. Nên anh đã ra hiệu cho trợ lý dừng xe và nhắc ông ta hãy tới chỗ hiệu trưởng trước ngay sau đó tên lời nguyền có cái đầu hình núi lửa đã xuất hiện tấn công gojo và anh cũng hơi tò mò muốn biết hắn ta thực sự là kẻ nào hắn không thèm trả lời mà còn tạo ra một miệng núi lửa sau lưng gojo rồi phóng dung nham thẳng vào anh ấy và mọi thứ khi bị dòng dung nham phóng qua đều bị thiêu dụi hoàn toàn nên tên này tưởng rằng hắn đã ăn được thầy gojo nhưng hắn không hề biết rằng chiêu thức của hắn chẳng thể chạm tới gojo được gojo thấy rằng mặc dù tên này là lời nguyền nhưng có thể giao tiếp rất thành thạo và lượng chú lực mà hắn đã dùng cho thấy cái tên đầu núi lửa này có vẻ là đặc cấp. Nếu so với sức mạnh của Sukuna thì đầu núi lửa có vẻ mạnh hơn Nguyên Vương hiện tại, nhưng dù mạnh đến mấy thì thầy Gojo cũng sẽ cho hắn ăn hành ngập mồm. Thấy mình bị khinh thường thì tên này tỏ vẻ khá là cay cú, hắn liền triệu hồi rất nhiều con côn trùng và điều khiển chúng bay tới chỗ Gojo. Vẫn như khi nãy thì những con côn trùng chẳng thể chạm được tới chú thuật sư mạnh nhất, nhưng chúng lại tạo ra rất nhiều âm thanh chói tai và phát nổ tại chỗ nên Gojo đã dịch chuyển qua chỗ khác thấy tấn công tầm xa không ăn thua nên hắn đã tiếp cận gojo tính đốt trụi bộ tóc trắng bảnh bao của anh sau đó thi triển thêm một chiêu hỏa thuật để tạo ra một vụ nổ cực lớn tưởng rằng gojo đã đắp chiếu nên hắn đã bỏ đi với phong thái ngầu như bồn cầu nhưng rõ ràng là gojo vẫn sống nhân răng khiến hắn không thể lý giải nổi thấy thằng bé mặt đần ra thì gojo đã giải thích cho hắn biết rằng thứ hắn vừa chạm vào chính là khoảng cách vô hạn giữa gojo và hắn để tên này biết rõ hơn thì gojo đã nhắc hắn hãy đưa tay ra Hắn cũng biết nghe theo nhưng khi đến gần lại bị thứ gì đó cản lại, Gojo giải thích rằng khi hắn tiếp cận anh thì đã bị làm chậm tới mức không thể chạm tới. Tuy nhiên Gojo lại có thể bắt tay với hắn một cách rất dễ dàng, lúc này tên lời nguyền mới biết hắn đã bị Gojo lừa. Ngay lập tức anh đã tung ra một cú đấm chú lực khiến hắn phải hộc máu, sau đó là những đòn thể thuật liên hoàn cùng với một cú đá khiến tên lời nguyền bị văng lên trên không. Trong khi hắn đang bay thì Gojo đã thi triển thuật thức nghịch chuyển màu đỏ. Đó là một chiêu thức có lực đẩy rất mạnh khiến cho tên lời nguyền bị thổi bay vào rừng, còn Gojo thì lập tức đuổi theo và cho hắn ăn đòn liên tục không ngừng nghỉ, giờ đây chênh lệch về sức mạnh giữa cả hai là không phải bàn cãi, dù có cố gắng phản đòn thì hắn cũng không phải là đối thủ của Gojo, lúc này tên đầu núi lửa đã nhớ lại lời can ngăn của Geto trước khi hành động, rằng nếu phải đối mặt với Gojo thì hắn sẽ cầm chắc cái chết, nhưng tên này vẫn không hề bỏ cuộc mà dự định sẽ dùng lãnh địa để làm thịt Gojo. Còn anh ấy thì bất ngờ mang Yuji tới đây khiến cậu chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Sau khi giới thiệu Uji với tên lời nguyền thì anh bảo rằng Yuji sẽ đứng đó quan sát và học hỏi. Thì ra Gojo đã về trường bằng đường hàng không rồi tìm tới căn phòng của Yuji. Sau bài luyện tập xem phim thì Gojo rất hài lòng vì thằng học trò giờ đã tiến bộ. Nên tiếp theo thì Gojo muốn Yuji tham gia bài học ngoại khóa. Anh sẽ dạy cho cậu về bành trứng lãnh địa và đó chính là đỉnh cao của một trận chiến chú thuật. Lúc này Yuji rất ngạc nhiên vì cậu đang đứng trên nước mà không bị chìm, còn tên Lời Nguyền cũng không kém phần ngạc nhiên khi thấy vật chứa của Sukuna vẫn còn sống. Hắn cho rằng Gojo đem Yuji tới đây chẳng khác nào gánh thêm một cục tạ, nhưng Gojo bảo rằng chẳng sao hết vì tên đầu núi lửa này quá yếu so với quy định. Vừa nghe xong lời khinh thường của Gojo thì hắn ta liền nổi cơn thịnh nộ và hắn thề rằng sẽ phá hủy cái bản mặt cười toe toét đó của Gojo. Yuji khi chứng kiến thì không khỏi khiếp sợ vì hắn mạnh hơn rất nhiều so với những lời nguyền cậu đã từng gặp nhưng Gojo đã động viên cậu cứ yên tâm và hãy chú ý quan sát. Ngay sau đó tên lời nguyền đã thi triển bành trướng lãnh địa tạo ra một không gian bao trùm lấy hai thầy trò, đó là một miệng núi lửa cùng những dòng dung nham nóng chảy với nhiệt độ rất cao. thấy Yuji thắc mắc thì Gojo liền giải thích rằng tên lời nguyền kia vừa dùng chú lực để tạo ra một lãnh địa. Nó giống hệt như lãnh địa mà nhóm của Yuji đã lạc vào ở trong trường cải tạo, nhưng vì lãnh địa đó chưa hoàn chỉnh nên nhóm của Yuji mới giữ được tính mạng. Gojo nói thêm rằng để mở rộng được lãnh địa thì cần tiêu tốn rất nhiều chú lực nhưng khi đã hoàn thành lãnh địa thì người thi triển sẽ được tăng sức mạnh và mỗi khi tung ra thuật thức đều sẽ đánh trúng đối phương thông thường nếu ở bên trong lãnh địa của kẻ địch thì không có cách nào để thoát ra ngoài nên cách để chống lại lãnh địa đó là tự mình thi triển một lãnh địa mới và lãnh địa của kẻ nào mạnh hơn thì kẻ đó sẽ giành được quyền kiểm soát Gojo vừa giải thích cho yuji vừa từ từ kéo tấm bịt mắt của mình xuống anh để lộ đôi mắt màu xanh cùng với đó là thi triển bành trướng lãnh địa có tên là vô lượng không xứ ngay sau đó một không gian vô cùng ảo diệu đã đè lên lãnh địa của tên lời nguyền khiến cho hắn chỉ biết đứng chôn chân một chỗ vì đầu óc phải tiếp nhận quá nhiều thông tin còn gozo thì mang theo yuji và nhẹ nhàng sờ vào cái đầu hình núi lửa của hắn chỉ với một cú nhấc tay là Gojo đã xin nhẹ cái thủ cấp của hắn rồi tuy nhiên Gojo hứa sẽ tha mạng cho tên này nếu hắn khai ra kẻ chủ mưu sai hắn tới đây và trong khi Yuji đang trầm trồ vì sức mạnh của thầy giáo thì Geto cùng đồng bọn cũng đang quan sát từ xa. Vì không muốn chạm mặt với người của trường chú thuật nên Geto xin phép té đi trước, còn tên lời nguyền Hanami này sẽ tự tìm cách cứu lấy đồng đội của hắn. Mặc dù bị Gojo dẫm lên như một quả bóng nhưng tên núi lửa này vẫn không chịu khai, nên Gojo phải dọa rằng nếu hắn không nói thì anh sẽ thanh tẩy hắn ngay và luôn. Vừa dứt lời thì khúc cây của Hanami đã bay tới khiến cả bọn bất ngờ không gian xung quanh lập tức thành một vườn hoa khiến hai thầy trò chỉ muốn tận hưởng chứ chẳng thèm đánh nhau nữa nhân cơ hội này hanami đã nhặt cái đầu núi lửa lên rồi trốn thoát khỏi đó còn yuji thì bị cái cây của hanami kéo lên không trung và làm thịt gojo thấy vậy liền ra tay cứu thằng nhỏ nên đã để cho hai tên đặc cấp kia chạy thoát cho rằng lỗi thuộc về mình nên yuji đã quỳ xuống để tạ tội với thầy gojo tuy nhiên gojo thì rất vui vẻ chẳng có gì phải trách yuji cả vì mục đích ban đầu của anh là muốn thằng học trò mạnh hơn để chiến thắng được mấy tên đặc cấp đó, và trong một tháng tiếp theo thì Gojo dự định sẽ huấn luyện nhiều hơn cho Yuji, giúp cậu có thêm thật nhiều kinh nghiệm để bước vào hội giao lưu giữa hai trường chú thuật, nhưng vì chưa được thông báo nên Yuji chẳng biết hội giao lưu đó là cái quần què gì. Lúc này hiệu trưởng cùng với ông trợ lý vẫn đang sốt ruột chờ Gojo tới nơi, chẳng biết Gojo đang chơi bời ở đâu mà lâu tới như vậy. Còn Geto sau khi mở cánh cửa thần kỳ thì hắn đã bước tới một nơi hoàn toàn khác. Ở đó đồng đội của hắn là Mahito đã hỏi tình hình của hai tên lời nguyền đặc cấp kia, vừa dứt lời thì hai ông con này đã vác xác về tới nơi. Sau khi dùng tên đầu núi lửa để đánh giá thực lực của Gojo thì Geto đã lên một kế hoạch đặc biệt, đó là vào ngày 31 tháng 10 bọn chúng sẽ phong ấn Gojo tại Siberia. Trở lại với trường chú thuật thì hôm nay là ngày mà hiệu trưởng của trường Kyoto tới đây. Và theo lời của anh Gấu Trúc thì những cấp trên sẽ tổ chức một cuộc họp trước khi hội giao lưu giữa hai trường bắt đầu. Trước đây lũ cấp trên đã cử các học sinh năm nhất đi làm nhiệm vụ của đặc cấp chính điều này đã khiến cho thầy gojo vô cùng tức giận và hiệu trưởng của trường kyoto cũng là một người trong số những cấp trên đó không biết trong cuộc họp này thì mấy người họ có bem nhau về chuyện của yuji hay không lúc này maki cũng nhận được tin rằng chị em song sinh với cô ở trường kyoto tên là mai cũng đã tới đây tuy khá giống nhau về khuôn mặt với ngoại hình nhưng mai là một người rất thích cà khịa cô ta cùng với một anh trai cơ bắp tên là todo đã tới chỗ của hai người bạn của yuji để gây chuyện vì tưởng rằng Yuji vừa đăng xuất nên Mai đã cười cợt trước cái chết của cậu ấy. Cô ta cho rằng Yuji chỉ là một con quái vật mang theo một nửa lời nguyền trong người. Vì thế cậu ta chết đi thì cũng chẳng ai thèm thương xót cả. Trong khi Megumi và Nobara đang rất tức giận thì Todo liền bước lên trước để thử trình độ của bọn họ. Nhưng trước khi ra tay thì anh ta bất ngờ hỏi Megumi rằng gu con gái của cậu là gì. Và tùy theo câu trả lời thì Todo quyết định sẽ đập cậu ra bã hay là không. Tiện thể to Đô cũng cho Megumi biết rằng mẫu con gái anh ta thích là cao lớn và mông to. Nhưng Megumi bảo rằng vì đây là lần đầu cả hai gặp mặt nên cậu chẳng việc gì phải nói chuyện về gu con gái với ông anh cơ bắp này cả. Theo lời to Đô thì thằng con trai nào có gu phụ nữ nhàm chán thì kẻ đó cũng rất nhàm chán. Vì thế một người nhiệt huyết như to Đô vô cùng căm ghét những tên đàn ông nhạt nhẽo này. Và nếu Megumi cũng là một kẻ nhạt nhẽo thì to Đô sẽ đấm cậu thừa sống thiếu chết. Cảm thấy người này rất phiền phức nên Megumi buộc phải trả lời rằng người phụ nữ của cậu chỉ cần có nhân cách tốt đẹp là quá đủ rồi. Câu trả lời này làm Mai và Nobara rất hài lòng vì cậu ta là một thanh niên ngoan ngoãn. Nhưng Todo lại rất thất vọng cho rằng Megumi là người quá nhàm chán. Ngay lập tức anh ta đã lao lên và tấn công Megumi khiến cậu ấy văng ra xa, còn Mai liền giữ Nobara lại không cho cô ấy giúp Megumi. Và khi biết Nobara còn cà khịa giỏi hơn mình thì Mai cũng rất cay cú, nên cô ta đã rút súng ra định làm thịt Nobara trước khi hội giao lưu bắt đầu. Trước mặt Megumi lúc này là một Todo đang tràn đầy sức mạnh. Theo cậu được biết thì năm ngoái Geto đã dùng bách quỷ dạ hành để tấn công vào Kyoto. Lần đó một mình Todo đã thanh tẩy rất nhiều lời nguyền cấp cao trong số đó có một con đặc cấp. Và điều khiến Megumi bất ngờ là Todo chẳng cần sử dụng thuật thức gì. Nhưng dù đây là một con quái vật cơ bắp thì Megumi cũng không án. Cậu liền triệu hồi ra những con ếch thức thần có thể bay lượn để tóm lấy Todo. Nhưng chưa kịp lên kế hoạch gì thì Tô Đô đã đá bay hết mấy con ếch và vòng ra phía sau khống chế Megumi lại. Anh ta đã tung ra một cú vật chí mạng khiến Megumi nhận rất nhiều sát thương. Sau đó Tô Đô đã dùng tốc độ cùng với sức mạnh cơ bắp của mình để đấm Megumi không trượt phát nào. Thế trận lúc này đã nghiêng hẳn về phía Tô Đô do sức mạnh của anh ta đang có phần nhỉnh hơn Megumi. May mà những con ếch do Megumi triệu hồi đã kịp giữ chân tay anh ta lại. Cảm thấy Tô Đô có phần rất ngạo mạn nên Megumi thể sẽ không nương tay với anh ta nữa. Tô Đô nghe xong thì rất hào hứng nhưng đúng lúc đó Tô đã dùng sức mạnh chú ngôn để ngăn vụ ẩu đả này lại. Cả Panda cũng xuất hiện để đảm bảo an toàn cho Megumi trước khi hội giao lưu bắt đầu vì bọn họ đều quen biết với Tô Đô nên anh ta cũng chẳng muốn đánh nhau nữa. Còn phía bên này Nobara có vẻ như đã ăn hành ngập mặt không thể đứng dậy nổi nhưng Maki đã xuất hiện không để cô ta làm hại tới Nobara. Mặc dù hai người là chị em song sinh nhưng chẳng có tí thân thiết nào, và trong lúc cả hai đang cà khịa nhau thì Nobara bất ngờ tỉnh dậy rồi ôm chặt Mai từ phía sau. Vì cái áo mới mua đã bị Mai làm hỏng nên Nobara muốn cô ta phải đền cho bộ đồng phục mới. Tuy nhiên Todo đã quay về để nhắc các cô gái rằng giờ chơi bời đã kết thúc và công việc anh ta cần làm lúc này là tham gia buổi bắt tay của một idol âm nhạc. Cái sở thích sở người này khiến cả ba cô gái cũng phải cạn lời, nhưng Mai thì phải đi theo vì nếu không chiều Todo thì anh ta sẽ nổi điên lên cho mà xem. Thấy Nobara vẫn còn bực mình thì Maki liền nhắc cô ấy hãy dành sức để phục thù bọn họ ở hội giao lưu sắp tới. Khi nãy Nobara đã nghe được chuyện giữa hai chị em nhà Zenin rằng Maki không hề có chú lực, nên Maki đã thừa nhận rằng cô phải đeo một cái kính để nhìn thấy lời nguyền, cùng với đó là một vũ khí được yểm sẵn chú lực để có thể chiến đấu với chúng. Tuy nhiên Maki vẫn quyết tâm trở thành một chú thuật sư tài giỏi để những kẻ khinh thường cô phải cay cú, và điều này khiến Nobara tỏ ra cực kỳ ngưỡng mộ Maki. Trong khi đó, Hiệu trưởng trường chú thuật Kyoto đã có mặt để chuẩn bị cuộc họp trước khi hội giao lưu bắt đầu, nhưng bất ngờ người tiếp đón ông lại là Gojo chứ không phải hiệu trưởng của trường Tokyo. Tại đây Gojo đã chất vấn ông già này về vụ lợi dụng lời nguyền để tiêu diệt Yuji, và cũng từ lần đó mà Gojo đã chẳng coi mấy lão già cấp trên ra gì nữa. Thấy Gojo đang vô lễ nên cô gái Miwa này đã phải nhắc thầy giáo hãy cẩn thận hành vi của mình. Nhưng thật ra cô ta cũng mê Gojo như điếu đổ và chỉ mong được nói chuyện cùng anh ấy. Gojo nói thêm rằng hôm trước có hai tên lời nguyền tấn công anh trên đường đi chúng có thể giao tiếp rất thành thạo và có những đồng đội cùng đẳng cấp với mình không chỉ kẻ địch mà hiện nay những học sinh chú thuật sư đã mạnh hơn rất nhiều và thước đo đặc cấp giờ đây không thể phản ánh chính xác sức mạnh của họ nên Gojo đã cảnh báo ông già hiệu trưởng cùng với đồng bọn rằng chúng không thể dùng quyền lực và truyền thông để kiểm soát giới chú thuật được nữa nên nếu chủ quan thì một ngày nào đó lũ cấp trên chắc chắn sẽ nhận lấy hậu quả sau khi nói hết những gì cần nói thì Gojo đã tạm biệt lão già để trở về phòng, không quên nhắc lại là ngài hiệu trưởng sẽ tới đây sau 2 tiếng nữa. Thấy còn nhiều thời gian nên Miwa hớn hở chạy ra ngoài để xin chụp một tấm cùng với Gojo, còn Todo thì đã tới hội bắt tay để gặp gỡ nữ idol mà anh ta hằng hâm mộ. Một tháng sau, đài truyền hình đưa tin rằng có 3 học sinh đã đăng xuất với thi thể biến dạng ở trong một sạp phim, và kẻ đã gây ra chuyện này chính là Mahito đồng bọn của Geto mặc dù mahito là một lời nguyền nhưng hắn lại bất ngờ bị thanh niên junpei này nhìn thấy vì chỉ là một học sinh yếu đuối nên junpei thường hay bị lũ bạn cùng trường kiếm chuyện đôi khi junpei ước rằng nếu có thể tiêu diệt được mấy tên này thì cậu sẽ cho bọn chúng đắp mộ luôn chiều hôm đó junpei đã tới dạp chiếu phim để xem bộ phim kinh dị có tên là người jun và trùng hợp là khi đó mahito đã xuất hiện ở dạp chiếu phim này thậm chí mấy tên vừa đánh đập cậu hôm trước cũng có mặt ở đây bọn chúng đã thoải mái cười đùa làm junpei không khỏi tức giận khi nhớ lại những trận đòn mà chúng dành cho mình làm junpei càng cay cú hơn và giờ đây trải nghiệm xem phim của cậu đã bị những tên côn đồ này phá hỏng thấy bọn chúng không biết hành xử nên mahito liền lập tức cho những tên này đang xuất tại chỗ và cái cảnh bọn chúng biến dạng thậm chí còn ghê hơn bộ phim kinh dị mà junpei đang xem lúc này cậu chợt nhớ lại rõ ràng có người xuất hiện đằng sau bọn chúng nên junpei đã bỏ luôn bộ phim đang xem mà đuổi theo mahito bằng được bởi cậu không thể tin rằng con người lại làm được một điều như thế Mahito đã thắc mắc rằng phải chăng Junpei đang muốn tố cáo hắn cho người khác, nhưng thật ra trong lòng Junpei đã căm thù mấy tên kia từ rất lâu rồi. Nên Junpei muốn biết rằng cậu có thể làm được việc tương tự như Mahito đã làm khi nãy hay không. Trong khi đó, cảnh sát đã kéo tới dạp chiếu phim và phong tỏa hiện trường của ba thanh niên xấu số, nhưng rõ ràng cái chết của bọn chúng nằm ngoài sự hiểu biết của cảnh sát. Vì thế chỉ có các chú thuật sư mới được gọi tới để điều tra hiện trường. Lần này Yuji đã được đi học việc cùng một chú thuật sư có tên là Nanami Kento. Theo lời Nanami thì khi sử dụng thuật thức chắc chắn sẽ để lại dấu vết của người dùng, nên Yuji đã căng mắt ra và cuối cùng đã nhìn thấy vết chân mà Mahito vừa để lại sau khi gây án. Nhưng Nanami thì chẳng có thời gian để khen những tiến bộ của Yuji, mà việc bọn họ cần làm ngay lúc này là đuổi theo Mahito để bắt hắn lại. Yuji thấy rằng Nanami là một tiền bối nhàm chán không hề ăn ý với cậu chút nào, nhưng chính thầy Gojo đã giới thiệu rằng Nanami là một chú thuật sư cấp một cực kỳ uy tín anh ấy đã từng là đàn em của gojo hồi còn học ở trường chú thuật nhưng sau khi tốt nghiệp thì nanami chuyển nghề làm một nhân viên văn phòng nghe tới đây thì yuji rất thắc mắc chẳng hiểu sao nanami lại không làm chú thuật sư ngay từ đầu với vẻ mặt cay cú nanami bảo rằng nghề chú thuật sư vô cùng khốn nạn nhưng khi làm nhân viên văn phòng thì nanami cũng thấy cái nghề này khốn nạn không kém gì chú thuật sư và vì hai cái đều khốn nạn như nhau nên nanami sẽ chọn nghề phù hợp với mình vì thế anh đã quay về để làm chú thuật sư như hiện tại Nanami nói thêm rằng, anh đặt niềm tin rất nhiều vào Gojo nhưng không hề kính trọng anh thầy này chút nào. Thậm chí Nanami cũng không hề coi Yuji là một chú thuật sư vì trình của cậu ấy quá kém, nên nếu muốn chứng tỏ bản thân có ích thì Yuji phải tự thể hiện mình. Yuji đã nhận ra rằng trong những trận chiến gần đây cậu đã yếu đuối và vô dụng tới mức nào, nên cậu hứa là bản thân mình sẽ mạnh lên để được Nanami công nhận. Nhưng ông anh Nanami này lại quá lạnh lùng và giữ phép tắc, chẳng thèm khen Yuji lấy câu nào mặc kệ những gì cậu ấy vừa nói trở lại hiện trường thì nanami bảo rằng trong dạp chiếu phim khi đó còn có một cậu thanh niên và cảnh sát sẽ làm nhiệm vụ xác định thân thế của người đó xem có liên quan tới vụ án hay không theo những dấu vết để lại thì nanami cùng với yuji đã lên tới sân thượng của dạp chiếu phim tại đây họ gặp vài con lời nguyền đi lạc trông có vẻ khá nguy hiểm nên cả hai đã chia nhau ra mỗi người thanh tẩy một con và nanami cũng không quên dặn yuji rằng nếu không đánh lại thì phải quay về nhờ anh ấy giúp đỡ tất nhiên là nanami không hề xem thường sức mạnh của yuji nhưng vì Yuji vẫn là một đứa con nít nên Nanami sẽ bảo vệ cậu với tư cách là một người lớn. Vũ khí của Nanami là một thanh kiếm cùn được bọc trong một tấm vải có màu giống với cả vạt của anh. Và thuật thức của Nanami cho phép anh tạo ra một điểm yếu lên bất kỳ đối thủ nào. Sau khi đã phân chia chiều dài đối tượng thì điểm yếu sẽ nằm ở vị trí 7 chia 3. Nếu tấn công chúng điểm yếu thì Nanami chắc chắn sẽ gây ra một đòn chí mạng lên mục tiêu. Mặc dù Nanami nói từ nãy nhưng Yuji chẳng nghe thấy gì vì cậu đang bận chiến đấu. Đã thế Yuji còn bị con quái đẩy suýt vang khỏi sân thượng, cậu không biết phải làm sao khi vừa phải chiến đấu vừa phải nghe Nanami giảng bài. Lúc này bên phía Nanami đang chuẩn bị cho đòn dứt điểm, sau khi vạch ra điểm yếu của con lời nguyền thì anh đã tung ra một cú chém chí mạng khiến nó mất hết tứ chi và gục ngay tại chỗ. Yuji còn chưa kịp trầm trồ trước khả năng chiến đấu của Nanami thì cậu lại bị con lời nguyền cho ăn đấm ngập mồm. Tuy nhiên Yuji đã lấy lại bình tĩnh để vận chú lực vào hai cánh tay, Trước đây Gojo từng bảo rằng Yuji tạo ra chú lực rất chậm vì nó không theo kịp với phản xạ của cậu, nhưng ngược lại dòng chú lực này sẽ mang tới cho Yuji một sức mạnh mới, nên nếu tấn công chúng mục tiêu thì chú lực sẽ dội vào khiến nắm đấm của cậu gây gấp đôi sát thương. Vì thế khi vừa chạm vào con quái thì cú đấm chú lực của Yuji đã đục một lỗ rất to ngay trên ngực của nó, và chiêu thức ngầu lòi này của Yuji được thầy Gojo đặt tên là Kính đỉnh quyền. Nó chắc chắn sẽ trở thành thứ vũ khí giúp Uji đấm tay đôi không ngán bố con thằng nào. Nanami khi chứng kiến Yuji chiến đấu cũng phải ngạc nhiên vì tố chất của cậu. Một người có thể dồn toàn bộ chú lực vào võ thuật của mình để chiến đấu, nên Nanami cũng phần nào hiểu được lý do mà Gojo nhờ anh dẫn dắt Yuji. Đột nhiên Nanami nhận ra những con lời nguyền này có gì đó rất lạ nên anh vội vàng bảo Yuji đừng kết liễu chúng. Rõ ràng lời nguyền không phải ai cũng nhìn thấy nhưng giờ nó lại được chụp hình bằng điện thoại. Khi mang về chỗ Ieri thì cô nói rằng những tên này trước đây từng là con người nhưng thủ phạm đã dùng thuật thức để làm biến dạng cơ thể họ thành một lời nguyền và có thể dùng được cả chú lực. Vì thế cái chết của những người này là do bị sốc khi cơ thể biến đổi. Mặc dù Ieri đã nói rõ ràng như vậy nhưng Yuji vẫn rất áy náy khi không cứu được họ. Điều này khiến Nanami cảm động vì Yuji thực sự biết nghĩ cho những người khác. Anh bảo rằng đối thủ lần này của cả hai rất nguy hiểm nên bọn họ phải cố hết sức mình. Trong khi đó Mahito vẫn đang giảng giải cho Junpei những kiến thức cơ bản về lời nguyền rằng chúng được hình thành từ tập hợp những chú lực do dỉ từ con người. Khi bọn họ cảm thấy sợ hãi hoặc có cảm xúc tiêu cực thì lời nguyền sẽ được sinh ra. Nên các chú thuật sư sẽ làm nhiệm vụ cảnh giác và thanh tẩy những lời nguyền này. Junpei dường như hiểu được tất cả những lời của Mahito làm hắn rất hứng thú. Nên Mahito đã tiết lộ cho Junpei biết rằng hắn còn có rất nhiều đồng đội lời nguyền khác. Bản thân Mahito cũng là lời nguyền được sinh ra từ việc con người căm ghét và sợ hãi lẫn nhau. Trở lại với Nanami thì anh đã thu hẹp được nơi tên thủ phạm đang ẩn nấp và trong lúc nanami tiếp tục điều tra thì yuji cùng với ông trợ lý được giao nhiệm vụ tiếp cận junpei người đã xuất hiện trong dạp chiếu phim với ba thanh niên kia lúc xảy ra vụ án yuji có vẻ rất hào hứng nên liền rủ yuji chi đi làm việc luôn nhưng ông trợ lý sớm nhận ra rằng nanami biết chỗ ở của thủ phạm rồi chẳng qua anh không muốn yuji đi theo vì muốn bảo vệ an toàn cho cậu ấy về phía yuji thì cậu cũng mong thầy nanami hãy thật cẩn thận nếu gặp phải thủ phạm theo lời nanami thì hai người đã lập tức bám theo junpei và bọn họ nhận ra rằng thanh niên này đã rất lâu rồi chưa tới trường học sau khi dừng xe lại thì yuji đã mang theo những con lời nguyền hạ đẳng được ông trợ lý chuẩn bị từ trước ngày trước junpei là một học sinh có đam mê rất lớn với phim kinh dị và cậu thường kể cho mấy thằng bạn nghe về những bộ phim mà cậu cho là hay nhất nhưng junpei không hề biết rằng căn phòng câu lạc bộ mà cậu đang ngồi thật ra là của lũ đầu gấu ở trường và khi thấy junpei chỉ là một đứa nhút nhát thì mấy tên này lại bày trò để bắt nạt cậu ấy một tên đã dẫm lên cái đĩa phim trong bộ sưu tập của Junpei, nên cậu đã nhờ hắn nhấc cái chân ra để cậu đem chúng về nhà. Mấy thằng bạn của Junpei liền khuyên cậu không nên đụng tới mấy tên này, nhưng không còn kịp nữa vì một tên trong số chúng đã đạp vào mặt cậu ấy và kết quả là Junpei đã bị lũ đầu gấu tác động vật lý không thương tiếc. Những trận đòn của chúng khiến cho Junpei trở nên cam thủ hiện thực này, chẳng lẽ cậu chỉ có thể thờ ơ trước những việc xấu mà chúng hay làm, mà lại chẳng có cách nào để trừng phạt bọn chúng, hiểu được suy nghĩ của junpei nên mahito liền đưa cậu tới chỗ hắn làm thí nghiệm mahito đã dùng sức mạnh của mình để biến đổi cơ thể con người thành lời nguyền xem họ có thể phóng to hay là thu nhỏ tới mức nào và mặc dù trước mặt đều là những xác chết do mahito tạo ra nhưng junpei chẳng có gì là sợ hãi vì giờ junpei không còn niềm tin gì vào con người nữa nên họ có ra sao thì cậu cũng chẳng quan tâm nghe xong thì mahito hiểu rằng mục đích của junpei chỉ là muốn báo thù những kẻ xấu xa nên Mahito đã tiết lộ cho Junpei biết rằng hắn là kẻ duy nhất trên thế giới hiểu được cấu tạo linh hồn và chỉ cần chạm vào là hắn có thể biến đổi hình dạng sinh vật đó. Ngoài ra Mahito cũng dùng lời lẽ để thao túng tâm lý của Junpei, hắn cho rằng sinh mạng con người chẳng hề có một giá trị nào cả, nên nếu Junpei căm thù kẻ nào thì cứ cho hắn đăng xuất luôn mà không cần phải suy nghĩ. Nghe xong những lời của Mahito thì Junpei như vừa giác ngộ lý tưởng của mình, từ đó trở đi con người của Junpei đã hoàn toàn thay đổi và cậu cũng chẳng thèm đến trường nữa yuji cũng cảm thấy rằng đã rất lâu rồi cậu chưa quay lại trường học chẳng biết nobara với megumi có buồn khi thiếu vắng cậu hay không nhưng hiện tại cậu phải tập trung vào việc với junpei trước đã kế hoạch mà ông trợ lý đặt ra đó là dùng những con lời nguyền hạ đẳng để tấn công junpei với mục đích là kiểm tra xem cậu ấy có thể nhìn thấy lời nguyền hay không nếu không thể nhìn thấy thì yuji phải xuất hiện để cứu junpei nhưng nếu junpei có thể thanh tẩy lời nguyền bằng chú thuật thì phải bắt giữ cậu ta ngay lập tức còn trường hợp Junpei quá mạnh thì bọn họ phải rút lui để nhờ Nanami giúp đỡ. Sau đó hai người đã xuống xe để chuẩn bị hành động. Trong khi đó Nanami đã tự mình tìm tới nơi mà Mahito đang ẩn nấp. Sau khi tiêu diệt những con người bị Mahito biến đổi thì hắn cũng xuất hiện từ trong bóng tối. Và Mahito cũng cảm thấy may mắn vì người tới tìm hắn không phải Gojo. Vừa giáp mặt nhau thì Nanami lập tức lao vào bem nhau cùng với Mahito. Anh thấy rằng tính cách của tên này có gì đó rất phè phỡn giống hệt như tiền bối Gojo của mình nhưng ẩn sâu bên trong mahito là một sức mạnh rất to lớn mà nanami chưa thể lý giải sau một hồi trao đổi chưa thức thì nanami đã vạch ra điểm yếu trên người mahito nên anh liền lao tới cho hắn một đường kiếm khiến bàn tay hắn gần như rụng rời điều này khiến mahito rất trầm trồ vì rõ ràng hắn đã dùng chú lực để chặn đòn này còn nanami cũng không kém phần ngạc nhiên vì tên lời nguyền này có khả năng giao tiếp rất tốt giống hệt như hai tên đặc cấp lần trước đã từng tấn công gojo mặc dù vừa ăn một nhát chém của nanami nhưng bàn tay của hắn đã phục hồi ngay lập tức và hắn đã tiết lộ cho Nanami biết rằng đây không phải là trị thương, mà thực ra hắn đang giữ gìn hình dạng linh hồn của chính mình. Sức mạnh của Mahito cho phép hắn thay đổi hình dạng của linh hồn mà hắn chạm vào, nên giờ hắn muốn biết khi chú thuật sư như Nanami bị biến đổi thì cơ thể của anh sẽ ra sao. Trở lại với Junpei thì lúc này cậu đã trở về nhà và gặp lại thầy giáo chủ nhiệm. Mục đích của ông ta là muốn Junpei trở lại trường học như hồi trước, và ông ta cũng cho Junpei biết rằng mấy thằng chơi thân với cậu vừa mới qua đời nhưng thật ra đó chính là lũ khốn nạn đã đánh đập junpei bấy lâu nay vì thầy chủ nhiệm chẳng quan tâm gì tới học sinh nên junpei nghĩ rằng ông ta chẳng khác gì mấy tên đó cả đang định cho ông thầy đang xuất tại chỗ thì uji cùng với con lời nguyền kịp thời xuất hiện qua ánh mắt của junpei thì uji biết rằng thanh niên này có thể nhìn thấy lời nguyền nhưng vừa rồi hành động quá vội vàng nên uji đã không kịp phanh lại mà đụng trúng cột điện uji bảo rằng cậu có chuyện riêng cần nói với junpei tuy nhiên ông thầy bên cạnh lại cứ lắm lời nên cậu đã xin tạm cái quần của ông ta rồi chạy đi mất hút một kẻ mập mạp thì không thể chạy đua với một người thể lực tốt như yuji nên thoáng chốc yuji đã chạy xong một vòng và quay lại chỗ của junpei yuji biết rằng junpei rất căm ghét ông thầy chủ nhiệm nên đã tìm cách đuổi ông ta đi để hai người có thể trò chuyện với nhau lúc này nanami vẫn đang chiến đấu rất cân sức cùng với mahito hắn đã dùng chính những nạn nhân bị thay đổi hình dạng làm vũ khí để tấn công nanami hòng tóm được anh ấy thậm chí có những người bị biến đổi vẫn đang còn sống và khóc lóc cầu xin nanami giúp đỡ cơ mà ieri bảo rằng những người này đã hết cứu và giờ chỉ có cách giải thoát cho họ mà thôi nên nanami đã gạt đi nước mắt của người này để anh ta ra đi thanh thản mahito thấy rằng mặc dù nanami là một người vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại ấm áp đã thế lại là chú thuật sư cấp một nên hắn rất muốn biến anh trở thành bộ sưu tập của mình nói rồi hắn lập tức lao tới và chạm vào nanami khiến bụng anh đau nhói thì ra tên này đã biến đổi đôi chân khiến chuyển động của hắn giờ rất linh hoạt và hắn bảo rằng chỉ cần chạm vào nanami khoảng vài lần nữa thôi thì anh sẽ không còn là con người nữa nên giờ nanami vừa phải chiến đấu vừa phải né tránh không được để hắn sờ vào người tưởng rằng nanami đang muốn quay đầu chạy trốn nên mahito đã tăng tốc và cản anh lại nhưng thật ra giờ làm việc của nanami đã hết nên anh không muốn ở đây có quay với hắn nữa vậy mà mahito vẫn bắt nanami làm thêm giờ nên anh liền kích hoạt sức mạnh của một nhân viên tăng ca lượng chú lực bên trong nanami tăng lên đột ngột khiến mahito vô cùng ngạc nhiên hắn nhận ra rằng từ nãy tới giờ nanami đã tự giới hạn chú lực lên bản thân mình và khi giờ tăng ca bắt đầu sẽ là lúc mà nanami bung lụa để chiến đấu nên mahito rất hào hứng muốn biết sức mạnh thật sự của nanami ra sao tiếp theo nanami đã tiết lộ một phần sức mạnh mà anh sử dụng đó là một khi đã nhắm vào mục tiêu thì anh sẽ tạo ra điểm yếu trên mọi bộ phận cơ thể của hắn bằng việc tiết lộ thuật thức cho đối phương thì nanami có thể tối đa lượng chú lực trong lần tấn công tiếp theo của mình nanami biết rằng nếu cứ gây sát thương liên tục thì hắn sẽ lại hồi phục như ban nãy nên anh đã dồn rất nhiều chú lực để tung ra một cú đấm khiến bức tường của đường hầm bị phá hủy hoàn toàn chứng kiến sức mạnh khủng khiếp của nanami khiến mahito bắt đầu run sợ nên hắn đã tính trốn khỏi đây để có thể bảo toàn tính mạng nhưng chưa kịp chạy thì nanami bất ngờ lấy đi cái chân của hắn sau đó anh rời đi và để cho đống gạch vụn rơi xuống chỗ của tên lời nguyền này Bên phía Yuji thì cậu đã tiếp cận Junpei và trò chuyện với thanh niên này tới tận chiều tối. Nhưng trước khi hỏi về chuyện ở rạp phim thì cậu phải hỏi ý kiến của ông trợ lý Ijichi trước đã. Cơ mà lúc này ông ta đang bận đi bắt con lời nguyền sổng chuồng nên chẳng thèm nghe máy. Còn Junpei thì được Mahito dặn rằng những kẻ mang cúc áo hình xoắn ốc chính là chú thuật sư. Nhưng Mahito vẫn khuyên Junpei nên chơi thân với họ mặc dù chú thuật sư là kẻ thù số một của hắn. Đang chưa hiểu ý của Mahito là gì thì Yuji đã hỏi về vụ án mạng ở rạp phim hôm trước. Tất nhiên là Junpei giả vờ không biết gì để tránh cho Yuji nghi ngờ. Yuji nghe xong thì cũng không muốn chất vấn Junpei về chuyện này nữa. Nhưng khi biết hôm đó Junpei tới dạp để xem phim người Jun thì Yuji lại nhớ về ký ức cậu bị con búp bê cho ăn đấm liên tục khi xem bộ phim này. Thấy có người chung sở thích với mình thì Junpei đã cởi mở hơn rất nhiều, và khi chứng kiến hai người này thân thiết thì Geto rất vui mừng vì đây là điều hắn mong muốn. Sau một hồi nói chuyện thì Yuji biết rằng Junpei là một fan cứng của phim kinh dị. Tới nỗi cậu ấy đã tới dạp xem lại bộ phim người Jun này rất nhiều lần. Nên Yuji liền rủ Junpei nếu lần tới có phim gì hay thì nhất định cả hai phải hẹn nhau đi xem. Đúng lúc này mẹ Junpei xuất hiện và cô cũng rất ngạc nhiên vì thằng con giờ đã có bạn để tâm sự. Hơn nữa Yuji cũng rất nhiệt tình khi chủ động gửi lời chào tới mẹ của Junpei, nên cô ấy đã rủ Yuji tới nhà để cùng dùng bữa tối với gia đình. Còn Geto thì đã đi tới khu đường hầm để tìm Mahito, lúc này trông hắn chẳng khác gì một con Jun chui ra từ đống đổ nát. Và sau trận chiến với Nanami thì Mahito cảm thấy rất thú vị. Hắn nhận ra rằng dù có bị cắt thành nghìn mảnh nhưng chỉ cần giữ được hình dạng linh hồn thì hắn sẽ không chết và lần tới gặp lại Nanami chắc chắn hắn sẽ thử nghiệm được nhiều sức mạnh mới của mình. Ông trợ lý Ijichi đã tỏ ra rất lo lắng khi biết Uji vừa tới ăn tối ở nhà Junpei, vì với tư cách là một người giám sát thì ông ấy đã để cho Uji đi vào chỗ nguy hiểm, nên giờ ông phải tới đó ngay lập tức nếu không muốn bị Gojo hay Nanami trách tội nhưng đúng lúc này nanami đã liên lạc lại sau trận chiến với mahito vì chỉ bị thương nhẹ nên nanami đã nhờ ông ấy tới đón về trường để trị liệu trước và sau lần đụng độ này thì nanami thấy rằng mahito vốn chỉ là một đứa trẻ vừa mới được sinh ra nhưng hắn lại đang tận hưởng sự trưởng thành bằng cách sát hại nhiều người khác những đồng bọn của hắn thậm chí có kẻ biết dùng cả bành trướng lãnh địa nên nếu còn sống thì chắc chắn mahito sẽ mạnh lên rất nhanh vì thế nanami phải quyết tâm thanh tẩy hắn càng sớm càng tốt trở lại với yuji thì cậu đang có bữa tối rất vui vẻ với mẹ con junpei và junpei cũng không thể kiềm chế được khi thấy thằng bạn mới quen thể hiện trình tấu hải nên mẹ của junpei cũng cảm thấy yên tâm khi thấy con trai mình thoải mái như vậy sau khi xong bữa thì yuji thấy rằng mẹ của junpei là một người rất tốt bụng và junpei cũng công nhận điều này khi mẹ còn cho phép cậu nghỉ học nếu như không thích tới lớp nhưng junpei sau đó đã tỏ ra rất bất ngờ khi biết yuji chưa từng gặp mẹ cậu ấy lần nào đúng lúc này ông trợ lý đã gọi lại cho yuji vì muốn được xem phim cùng với Junpei nên cậu hẹn ông ấy tới sau 2 tiếng nữa. Đột nhiên Junpei đặt câu hỏi với Yuji rằng, nếu sau này phải đối mặt với những chú thuật sư xấu xa thì Yuji có giết chúng hay không? Yuji đáp rằng cậu sẽ không bao giờ xuống tay với họ, bởi một khi đã trở thành kẻ sát nhân thì sẽ không thể nhận ra giá trị của mạng sống con người nữa. Câu trả lời của Yuji đã làm lay động trái tim Junpei, và khi nghĩ về mẹ thì cậu quyết định sẽ không để bàn tay mình phải nhuốm máu nhưng tối hôm đó có một chuyện rất kinh khủng đã xảy ra với mẹ của Junpei một ngón tay của Sukuna đã bất ngờ xuất hiện trong nhà Junpei khiến lũ lời nguyền bị thu hút và ngay sáng hôm sau thi thể của mẹ cậu cùng với ngón tay Sukuna đã được phát hiện tại nhà riêng yuji thì đã gặp lại nanami và bày tỏ mong muốn được cùng anh chiến đấu bởi trước đây khi những người bạn gặp nguy hiểm thì yuji lại chẳng thể có mặt kịp thời trong khi trước lúc mất ông nội đã dặn yuji rằng cậu nên dùng sức mạnh của mình để cứu người khác Tuy nhiên Nanami đã cho biết rằng Mahito sử dụng chính những người bị hắn biến đổi làm vũ khí, nên nếu Yuji tham chiến thì chắc chắn cậu sẽ phải ra tay sát hại họ. Nghe xong cậu chợt nhớ tới những lời vừa nói với Junpei hôm trước, vì thế Yuji chỉ biết chấp nhận việc theo dõi Junpei chứ không thể đi theo Nanami được. Về phía Junpei thì cậu đã hoàn toàn thay đổi sau cái chết của mẹ. Trước đó Mahito đã giải thích cho Junpei rằng cái ngón tay Sukuna này có thể thu hút lời nguyền. Kẻ gây ra chuyện này chắc chắn rất căm thù mẹ con Junpei. Sau một hồi suy nghĩ thì Junpei nhận ra rằng hắn có thể là Ito kẻ trước đó đã bắt nạt cậu. Lúc này Ito đang được nhận bằng khen của cuộc thi viết văn toàn quốc. Mặc dù có rất nhiều em gái dụng chứng vì Ito nhưng thành tích của hắn chỉ là giả tạo. Tên này đã bắt ép một bạn học khác phải làm bài cho hắn để có được số điểm cao như vậy. Và trong lúc lễ trao giải đang diễn ra thì ở phía bên ngoài. Mahito đã dùng thuật thức của mình để tạo ra một kết giới bao phủ ngôi trường. Theo lời Mahito thì người ở bên trong kết giới thì không thể thoát ra ngoài nhưng người ở bên ngoài lại có thể vào được bên trong. Kế hoạch của Mahito và Geto chính là để Junpei làm thân với vật chứa của Sukuna. Sau đó gieo rắc thù hận lên Junpei để cậu ấy cùng với Yuji phải đánh nhau. Mục đích là ép Yuji phải nhờ Sukuna giúp đỡ từ đó tạo ra một ràng buộc có lợi cho Nguyên Vương. Và để kế hoạch được thuận lợi thì Geto đã để ngón tay Sukuna ở nhà Junpei khiến lũ lời nguyền kéo tới sát hại mẹ cậu ấy. Giờ mọi việc đã thành công nên Geto liền xin phép té khỏi hiện trường còn ở bên trong thì toàn bộ các học sinh đã nằm im một chỗ không rõ lý do lúc này junpei lạnh lùng đi tới bảo rằng những người này vẫn còn sống và kẻ gây ra những vết thương trên trán của junpei mới là người cậu cần tìm không ai khác chính là ito người đã khiến cho junpei phải nghỉ học trước khi cho hắn đăng xuất junpei đã hỏi rằng có phải ito là hung thủ sát hại mẹ cậu hay không trong lúc ito chưa hiểu gì thì junpei đã khiến cho cơ thể hắn bị dính độc ito đã hét lên đau đớn và chỉ biết xin lỗi junpei mong cậu tha thứ đúng lúc này yuji tới nơi và bàng hoàng trước hiện trường mà junpei gây ra nhưng giờ junpei đã không giống như trước nên cậu chẳng muốn nói chuyện với yuji nữa trước khi tiến vào ngôi trường yuji đã gọi cho nanami để xin phép tất nhiên nanami không đồng ý vì việc này quá nguy hiểm bởi sau khi thi triển kết giới lên ngôi trường thì mahito và đồng bọn chắc chắn vẫn còn ở đó nên nếu muốn vào trong thì cậu phải đợi nanami xong công việc trước đã nanami biết rằng dù nói gì với yuji thì cậu ấy cũng không nghe cho nên anh đã nhờ một chú thuật sư khác tên là ino ở lại dọn dẹp đống lời nguyền này với lời hứa rằng nanami sẽ tiến cử ino thăng cấp nếu cậu ta hoàn thành nhiệm vụ còn anh sẽ quay về chỗ của yuji để bảo vệ cậu ấy ông trợ lý Ijichi cũng không muốn yuji đi vào chỗ nguy hiểm bởi lần trước ở trường cải tạo ông đã phạm sai lầm khiến cậu suýt nữa phải mất mạng tuy nhiên yuji vẫn cố chấp chạy tới chỗ của junpei để ngăn cản cậu bạn mới quen này lại nhưng junpei liền bảo yuji hãy biến đi chỗ khác vì chuyện này không liên quan gì tới yuji cả hai người sau đó đã lùa nhau lên tầng cao nhất của ngôi trường và cú đấm của Yuji đã bị Junpei chặn lại bằng con sứa thức thần mà cậu ta vừa triệu hồi. Yuji nhận ra rằng nếu Junpei bước vào bên trong con sứa thì nắm đấm của mình sẽ vô dụng, còn Junpei thì tỏ ra rất giận dữ vì Yuji cứ thích xen vào chuyện này. Ngay sau đó Junpei liền điều khiển con sứa tung ra những xúc tu nhằm khống chế Yuji, và Junpei cũng nói cho Yuji biết rằng giờ không ai có quyền ngăn cản cậu báo thủ nữa. Con sứa thức thần chính là một thuật thức mà Mahito đã chỉ dạy cho Junpei. Nếu điều khiển con sứa thành thục thì Junpei có thể chiến đấu ngang hàng với các chú thuật sư khác. Tưởng rằng Yuji đã bị tê liệt nhưng cậu ta đã lập tức tỉnh lại và thoát khỏi những cái xúc tu của con sứa. Sau đó cậu lao tới và đánh liên tục vào con sứa nhưng chẳng ăn thua gì. Nên cậu đã dồn nhiều chú lực và tung ra một cú đấm khiến cả con sứa lẫn Junpei rơi xuống phía dưới. Junpei đã tỏ ra rất ngạc nhiên vì độc của con sứa này rất mạnh mà Yuji chẳng si nhê gì. Tuy nhiên để báo thủ cho mẹ thì Junpei quyết sẽ khô máu với Yuji tới cùng. Thấy Yuji đang nhảy xuống thì Junpei định sẽ tung ra một đòn nghiền nát Yuji khi cậu ấy vừa tiếp đất, nhưng hai cánh tay của con sứa đã bị nắm đấm của Yuji chặn lại một cách dễ dàng. Yuji biết rằng cậu không thể hạ được Junpei nếu cứ đánh nhau với con sứa. Bởi trước đây thầy Gojo từng nói nếu phải đối đầu với kẻ dùng thức thần thì cứ tấn công thẳng vào hắn là được, nên Yuji đã lao tới và tung ra một cú đấm khiến Junpei bị văng vào bên trong yuji bảo rằng cậu không hề biết mục đích của junpei sau những gì cậu ta vừa làm nhưng rõ ràng trước đó junpei rất hạnh phúc mà cậu lại vứt đi cuộc sống đó junpei đáp rằng con người không hề có trái tim nên chúng mới làm hại gia đình cậu và giờ đây cậu chẳng cần quan tâm điều gì là đúng đắn nữa nói rồi junpei liền điều khiển con sứa tấn công yuji nhưng cậu ấy không né mà hứng luôn đòn tấn công này của junpei bản thân yuji hiểu rằng junpei vừa trải qua một điều gì đó rất kinh khủng và yuji cũng không khỏi đau lòng khi nghe tin mẹ junpei vừa bị sát hại để cứu lấy junpei thì yuji đã khuyên cậu ấy nên tới trường chuyên môn chú thuật bởi vì ở đó có rất nhiều người thầy bá đạo và những đồng đội đáng tin cậy nhất định bọn họ sẽ cùng với junpei tìm ra kẻ đã làm hại mẹ cậu ấy vừa dứt lời thì mahito xuất hiện và gửi lời chào tới yuji còn chưa kịp biết hắn là ai thì mahito đã biến đổi cánh tay và dí chặt yuji vào tường giờ cậu mới nhận ra hắn chính là tên lời nguyền nanami đã nhắc tới thấy junpei đang gặp nguy hiểm thì yuji liền nhắc cậu ấy hãy nhanh chân chạy khỏi đây nhưng giờ này mahito đã chạm vào vai junpei khiến cậu không thể cử động tới khi junpei nhận ra mahito đã lợi dụng mình bấy lâu nay thì đã quá muộn và hắn lập tức dùng thuật thức của mình để biến đổi junpei thành một con quái vật lời nguyền vì đã mất đi tâm trí nên junpei liền lao tới tấn công yuji còn cậu thì cố gắng chịu đau và mở lời cầu cứu sukuna mong nguyền vương có thể chữa trị cho junpei giống như cách hắn đã làm lành trái tim của yuji lần trước nhưng hắn liền thẳng thừng từ chối và nở một nụ cười thỏa mãn trong lúc Yuji đang tuyệt vọng. Chứng kiến sự đáng thương của Yuji khiến Mahito cũng cười phá lên như một thằng điên, và khi bị hai tên phản diện này cười vào mặt thì Yuji càng cam thủ chúng hơn bao giờ hết. Bởi dù sao chúng cũng chỉ là lũ lời nguyền không có trái tim con người, Junpei thì đã không chịu nổi thuật thức của Mahito mà đã ra đi ngay trước mặt cậu. Nên giấc mơ đưa Junpei về trường chú thuật đã không thể thực hiện được nữa, còn tên Mahito thì cứ chưa đùa Yuji nên cậu liền lao tới cho hắn một đấm thẳng vào mồm. Mahito tưởng rằng hắn sẽ hồi phục dễ dàng như trước nhưng tên này bất ngờ bị mất máu. Thì ra cú đấm vừa rồi của Yuji đã chạm thẳng tới linh hồn của Mahito. Nên hắn nhận ra vì có Sukuna trong người nên Yuji có thể nhìn thấy được hình bóng của linh hồn. Còn Yuji thì đang tràn đầy phẫn nộ và đòi thanh tẩy Mahito ngay và luôn. Điều này đúng với những gì mà Mahito đã bàn với Geto từ trước hắn biết yuji là người không quan tâm tới mạng sống bản thân chỉ để cứu giúp người khác nên để thanh tẩy được một lời nguyền mạnh như mahito thì yuji sẽ phải đàm phán ràng buộc với sukuna để có thêm sức mạnh mahito tin rằng sau chuyện này nguyền vương sẽ về phe với hắn đúng như kế hoạch nhưng điều mahito không ngờ tới là yuji lại chính là thiên địch của hắn cậu thậm chí chẳng cần nhớ tới sukuna mà vẫn đánh cho mahito phải bỏ chạy và những cú đấm liên hoàn từ yuji khiến mahito phải liên tục biến đổi cơ thể để né tránh lúc này cả hai đều phải tự nghĩ ra cách để triệt hạ đối phương với yuji thì cậu tiếp tục dùng thể thuật cùng chú lực để nghiền nát hắn nhưng mahito liền lập tức biến đổi một bên cánh tay thành những sợi dây để tấn công yuji khiến cậu phải lùi về sau chưa dừng lại ở đó hắn tiếp tục biến cánh tay thành một mũi khoan rồi bắn về phía yuji cậu liền chộp lấy cái dây từ mahito mặc dù chúng đã biến đổi khiến tay cậu bị thương nhưng yuji vẫn nén đau và kéo mahito từ tầng trên của ngôi trường xuống dưới đất sau khi tung hỏa mù thì yuji đã tiếp cận mahito rồi cho hắn một đấm vào bụng nhưng lần này hắn không si nhê mà đã biến đổi cơ thể khiến cho yuji bị ăn vài ba cái lỗ trên người mahito liền tuyên bố rằng yuji không có tuổi để đấu với hắn lúc này hắn định dùng thuật để biến đổi yuji nhưng vô tình chạm tới linh hồn của sukuna bên trong cơ thể cậu ấy đứng trước mặt nguyền vương thì mahito sợ tới mức không thể nhúc nhích nổi chân tay còn vua lì đòn yuji liền tóm lấy mahito và cho hắn những cú thiết đầu công cực mạnh sau đó cậu tung ra một cú đá khiến khuôn mặt của mahito như thể mới chơi đồ xong tưởng rằng mahito sắp hẹo nhưng hắn đã vòng ra sau lưng yuji may mắn là nanami kịp thời tới nơi nếu không sau đòn vừa rồi yuji chắc chắn sẽ đáp chiếu nanami hiểu rằng giờ không phải lúc để trách mắng yuji mà anh phải nghĩ cách để tiêu diệt mahito khi được nanami hỏi về cơ thể thì yuji bảo rằng cậu vẫn ổn mặc dù khi nãy cậu vừa bị mahito đục cho vài lỗ trên người lúc này nanami thấy rằng mahito đã bị yuji cho ăn đấm tới mức chảy máu trong khi lần trước dù nanami có tấn công thế nào cũng không thể làm hắn bị thương tuy không biết lý do vì sao nhưng nanami đã lập tức vạch ra kế hoạch chiến đấu anh sẽ chặn chuyển động của hắn lại sau đó hai người sẽ tấn công liên tục và nhất định cả hai phải thanh tẩy mahito tại đây không cho hắn chạy thoát bản thân nanami biết rằng mahito có một lý do gì đó mà hắn không thể tiêu diệt yuji ngay được còn mahito dự định sẽ ngắm vào nanami để loại anh ra đầu tiên ngay sau đó hắn đã biến đổi cánh tay để lao vào bem nhau với hai chú thuật sư Chuyển động của Mahito rất khó lường, thậm chí hắn đã liên tục chuyển hóa cơ thể khiến cả hai phải vất vả né tránh. Mahito thấy rằng đánh mãi thế này cũng chẳng ăn thua nên hắn sẽ thay đổi phương án chiến đấu. Sau khi né đòn thì tên này đã biến về dạng trẻ con và chạy lòng vòng để trêu ngươi hai chú thuật sư. Đột nhiên Mahito nôn ra những người bị hắn biến đổi rồi sai họ quay sang tấn công Yuji và hắn sẽ đích thân tới để làm thịt Nanami trong lúc Yuji đang bị cầm chân. Mahito đã lợi dụng điểm yếu của Yuji rằng cậu không thể xuống tay với con người hơn nữa ba đứa này lại toàn là trẻ con khiến yuji không biết nên làm gì với chúng lúc này mahito đã tóm được nanami và dự định sẽ biến đổi anh thành công cụ chiến đấu hắn vẫn cho rằng yuji chỉ là một thằng danh con ngu ngốc suốt ngày chỉ khóc lóc nhưng nanami bảo rằng mahito mới chính là thằng ngu ngốc bởi yuji đã giải thoát cho ba đứa trẻ kia và quay lại để cùng thầy mình chiến đấu giờ đây sức mạnh của hai chú thuật sư đã tăng lên khiến mahito không thể chống đỡ và hắn liên tục bị ăn đấm không trượt phát nào nên không thể biến đổi được hình dạng cơ thể. Mahito thấy rằng nếu cứ thế này sớm muộn hắn sẽ bị hai thầy trò Nanami thanh tẩy, nên điều hắn có thể làm ngay lúc này chính là thi triển bành trướng lãnh địa. Rất nhiều bàn tay đã mọc ra kết nối lại với nhau và bao trùm lấy toàn bộ không gian xung quanh, khiến cho Nanami bị kẹt trong lãnh địa và chỉ có Yuji là may mắn thoát được. Ở bên ngoài Yuji bất lực đứng trước kết giới lãnh địa mà không làm được gì. Còn Nanami hiểu rằng khi anh đã lọt vào lãnh địa của kẻ khác thì thuật thức của hắn kiểu gì cũng sẽ đánh chúng. Và với cấp bậc hiện tại thì Nanami chưa đủ sức để thi triển bành trướng lãnh địa của mình. Thuật thức biến đổi của Mahito cần phải chạm tay vào người để có thể kích hoạt. Nhưng giờ khi ở trong lãnh địa của hắn thì Nanami sẽ bị biến đổi bất cứ lúc nào. Anh thầm chửi nghề chú thuật sư đúng là khốn nạn khi luôn phải hy sinh mạng sống cho người khác. Vì thế lúc trước Nanami mới chạy trốn nghề này để làm một nhân viên công sở. Đôi khi nhìn thấy những con lời nguyền sắp làm hại người mà anh chỉ lờ đi coi như không biết gì mà cũng không buồn thanh tẩy nó. Tưởng rằng công việc văn phòng sẽ giúp Nanami cảm thấy thoải mái hơn, nhưng thật ra nó lại mang tới cho Nanami rất nhiều áp lực khiến anh mệt mỏi. Sếp của anh là một kẻ chỉ biết tới lợi nhuận mà bắt anh phải làm việc liên tục, tuy nhiên Nanami vẫn cố chịu đựng vì dự định của anh là sẽ kiếm nhiều tiền rồi nghỉ hưu ở tuổi 40. Và miễn là có tiền thì anh chẳng cần quan tâm tới lời nguyền hay những người bị chúng làm hại nữa nhưng không ngờ rằng một thời gian sau Nanami đã thay đổi vì có một cô gái đứng quẩy ở tiệm bánh luôn luôn tâm sự với Nanami khi anh cảm thấy buồn. Nên anh không thể làm ngơ trước việc một con lời nguyền luôn bám theo khiến cô ấy luôn mệt mỏi và chỉ cần một cái gạt tay Nanami đã thanh tẩy nó khiến vai cô ấy cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Sau đó Nanami đã lạnh lùng tạm biệt cô gái mà không giải thích gì thêm, tuy nhiên cô ấy vẫn chạy theo và gửi lời cảm ơn chân thành đến anh. Và lời cảm ơn này đã làm cho Nanami có một quyết định khác, anh nhấc máy lên và gọi cho gojo để được trở lại làm một chú thuật sư và giờ đây khi biết mình sắp ngỏm thì nanami chẳng có gì hối tiếc cả bởi trước đây anh đã nhận được rất nhiều lời cảm ơn từ những người mà mình đã giúp đỡ nhưng trong lúc nanami buông xuôi thì bất ngờ lãnh địa của mahito đã bị phá vỡ và cả hai đã không khỏi ngạc nhiên khi yuji nhảy vào trong bằng một cách thần kỳ nào đó nanami nhận ra rằng nếu mahito cố gắng duy trì kết giới từ bên trong thì bên ngoài sẽ rất yếu hơn nữa bên trong yuji lại có một linh hồn rất mạnh mà mahito không thể chạm vào đó là sukuna và khi gặp lại sukuna lần thứ hai thì nguyền vương đã không còn vui tính nữa hắn chỉ cần làm một đường cơ bản là linh hồn của mahito đã bị thương rất nặng sukuna bảo rằng người hắn quan tâm là megumi chứ không phải một kẻ thấp kém như mahito ngay sau đó lãnh địa của mahito đã hoàn toàn bị phá hủy còn hắn đang tỏ vẻ cực kỳ đau đớn khiến yuji cũng chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra nhân cơ hội này yuji liền chạy tới để thanh tẩy mahito và mặc dù vừa tiêu tốn rất nhiều chú lực cho lãnh địa nhưng hắn vẫn còn một chiêu cuối cùng mahito lập tức hóa to cơ thể để nhận đòn tiếp theo tới từ yuji nhận thấy dòng chảy chú lực bên trong mahito đang yếu dần nên yuji không ngần ngại tung ra một cú đấm khiến cho con quái vật khổng lồ này tan biến không để lại dấu vết gì nhưng thật ra bản thể thật của hắn đã trốn xuống dưới ống cống mà nanami cũng không kịp ra tay nên anh ngay lập tức gọi cho ino nhờ thanh niên này chặn đường rút lui của mahito lại còn anh cùng với yuji sẽ đuổi theo sau để hỗ trợ nhưng lúc này yuji đã kiệt sức vì mất máu nên không thể đứng dậy được nữa sau khi bị sukuna cho ăn hành thì mahito cũng chẳng còn chút sức lực nào trước đó hắn vẫn nghĩ rằng nguyền vương chưa khôi phục lại toàn bộ sức mạnh nên có thể đối phó được cơ mà linh hồn của sukuna thì lại có sức ảnh hưởng quá lớn không phải ai cũng xứng đáng làm đối thủ của hắn nên giờ mahito chỉ cần hồi sinh sukuna là thời đại của lời nguyền sẽ quay trở lại nhưng trước đó mahito cần phải tiêu diệt yuji bằng mọi giá để rửa mối hận ngày hôm nay trở lại với yuji thì cậu đã hồi phục sau trận chiến vừa rồi và vì đã được yuji cứu nên mahito không thể trách tội liều lĩnh của cậu được nữa nanami nói thêm rằng khi yuji xâm nhập vào lãnh địa thì mahito đã vô tình chạm vào linh hồn sukuna nghe xong yuji cho rằng việc hai người thoát chết là do may mắn chứ cậu chẳng làm được gì cả với lại yuji cũng rất buồn vì hôm nay cậu phải xuống tay với con người đã bị mahito biến đổi tuy nhiên nanami đã động viên yuji rất nhiều và mong cậu lần tới đừng nên làm quá sức và từ giờ trở đi nanami chính thức công nhận yuji là một chú thuật sư thực thụ sau mọi chuyện xảy ra ở trường học thì các học sinh cũng như là ito vẫn còn sống mặc dù junpei đã chết và được thông báo thành việc cậu ấy đã chuyển trường nhưng giờ đây ito cùng với thầy giáo sẽ phải mang theo tội lỗi suốt đời vì đã phá hỏng tâm hồn của junpei còn yuji sau những gì vừa trải qua thì cậu bắt đầu đi tìm ý nghĩa về cái chết đúng đắn của con người và để làm được điều đó thì cậu thề sẽ tiêu diệt hết những tên lời nguyền xấu xa Giờ đây khi có những người thầy ở bên cạnh chỉ dẫn thì cậu sẽ không bao giờ thua nữa. Ở trường chú thuật thì mọi người đang tổ chức ăn lẩu sau những giờ luyện tập mệt mỏi và khi được khen rằng món thịt viên rất ngon thì Megumi bảo rằng chính mình đã làm món đó. Nhưng người chỉ dạy cho Megumi làm thịt viên lại là Yuji, một người bạn mà bọn họ vẫn nghĩ rằng cậu ấy đã hy sinh sau trận chiến lần trước. Trong khi đó Yuji cùng với thầy Gojo cũng đang chén món thịt viên do cậu ấy làm và ngay lúc này Yuji rất mong sớm được gặp lại hai người bạn của mình. Bên phía lũ lời nguyền thì chúng đã tụ họp lại với nhau ở một suối nước nóng. Mặc dù vừa bị thương nặng sau trận chiến với Yuji nhưng Mahito đã lấy lại vẻ phè phỡn của mình. Cơ mà tên đầu núi lửa Jogo vẫn biết là Mahito hiện đang đối sức nên Mahito phải thừa nhận rằng Yuji là thiên địch của hắn và không thể đánh bại cậu ta một cách dễ dàng. Ban đầu kế hoạch thao túng Junpei làm con rối diễn ra cực kỳ thuận lợi nhưng mọi chuyện sau đó lại không như dự tính của Mahito nếu không giờ này Yuji đã phải nhường lại cơ thể cho Sukuna rồi. Và sau khi tiếp xúc với Sukuna thì Mahito cũng nhận ra rằng Nguyên Vương là một kẻ thích làm vua không muốn nghe theo lời ai cả, nên việc kéo hắn về phe của chúng thật không dễ dàng chút nào. Vì thế Mahito đề nghị quay lại kế hoạch ban đầu mà Geto đã đưa ra, đó là thu thập hết toàn bộ ngón tay của Sukuna rồi dâng lại cho hắn. Jogo cũng đồng ý luôn vì hắn thấy kế hoạch này vừa nhanh vừa hợp lý, nên trước hết bọn chúng sẽ thu hồi lại 6 ngón tay của Sukuna đang được trường chú thuật nắm giữ. Tuy nhiên đối thủ lớn nhất mà bọn chúng phải đối mặt đó là Gojo Satoru, hơn nữa phải đảm bảo rằng Yuji không bị lũ cấp trên tiêu diệt trước khi Geto và đồng bọn lấy về các ngón tay này. Bên phía trường chú thuật thì cả Nanami lẫn Gojo đang rảnh tay chẳng có việc gì làm, và mỗi khi rảnh rỗi thì Gojo luôn rủ Nanami nghịch mấy trò con nít, nhưng vì Nanami không có hứng nên Gojo liền hỏi về chuyện ngón tay Sukuna ở nhà Junpei, Nanami bảo rằng anh đã giao nộp ngón tay đó cho cấp trên và không để cho Yuji biết về chuyện ở nhà Junpei. Thấy Nanami làm việc rất cẩn thận thì Gojo cực kỳ yên tâm khi giao Yuji cho anh ấy, có điều Nanami đang lo về chuyện Gojo cho Yuji trở lại trong hội giao lưu, vì nếu biết Yuji còn sống thì có thể lũ cấp trên sẽ lại làm thịt cậu ấy, cơ mà Gojo nhắc Nanami cứ yên tâm vì thanh niên này đang tỏ ra rất hào hứng khi sắp được gặp những người đồng đội. Nhân dịp Yuji quay về thì Gojo bảo rằng anh sẽ có cách khiến mấy đứa ở trường phải ngạc nhiên tới phát khóc, và thế là hai thầy trò đã quẩy rất sung sướng trước khi thực hiện trò đùa ngốc nghếch này. Nobara đã chuẩn bị rất nhiều đồ để tới Kyoto tham gia hội giao lưu khiến tất cả những người khác phải cạn lời vì Nobara không biết rằng hội giao lưu sẽ diễn ra ngay trên sân nhà Tokyo này khi Nobara gặng hỏi thì cô mới biết là năm ngoái một chú thuật sư tên là Iuta đã đơn thân bán hành cho trường Kyoto nên năm nay bọn họ phải vác xác tới đây để tham gia hội giao lưu vừa đúng lúc bọn họ tới nơi và mai cà khịa là người dẫn đầu vẫn như mọi khi thì cô ta luôn mở màn cho trận đấu mõm giữa học sinh hai trường lần này trường kyoto đem tới nhiều học sinh khác như cô gái phù thủy momo một thanh niên mắt híp cùng một anh trai robot cuối cùng là em gái vui tính miwa fan cứng của thầy gojo và dẫn dắt bọn họ là một cô gái mặc trang phục vu nữ có tên là utahime không để mọi người phải chờ lâu thầy gojo đã xuất hiện và mang theo một đống quả lưu niệm gojo bảo rằng anh mới đi nước ngoài về và tặng cho các bạn bên trường kyoto những lá bùa hộ mệnh còn các học sinh của anh thì có món quà đặc biệt hơn đó chính là yuji người đã đội mồ sống dậy sau vài tháng mất tích cơ mà yuji đã không khỏi thất vọng khi màn trở lại của cậu chỉ khiến người khác cạn lời chứ chẳng ngạc nhiên tí nào chỉ có thầy hiệu trưởng của trường kyoto mới ngạc nhiên vì chuyện yuji còn sống đã bị gojo giấu bấy lâu nay nên thầy gojo đã tới cà khịa theo kiểu bất ngờ chưa ông già khiến ông ta cay lắm mà chẳng làm gì được còn nobara liền bắt yuji phải giải thích lại cho mọi người biết lý do bấy lâu nay cậu không xuất hiện nhưng trước đó bọn họ phải nghe thầy hiệu trưởng tokyo phổ biến về luật thi đấu Ngày đầu tiên sẽ là đấu tập thể nên toàn bộ học sinh sẽ thi nhau thanh tẩy lời nguyền. Đội nào thanh tẩy được lời nguyền cấp 2 trong khu vực hoạt động thì sẽ chiến thắng và trong khi thi đấu các học sinh sẽ không tránh khỏi việc đụng độ lẫn nhau. Vì thế ông nhắc trước rằng đây là hội giao lưu nên các học sinh không được phép kết liễu đối phương hoặc gây ra những vết thương quá nặng. Sau khi nghe phổ biến thì hai đội đã trở về phòng họp riêng của mình. Tại đây Yuji đã bị bắt cầm cái ảnh thờ vì tội đã giấu mọi người bấy lâu nay. Và Yuji cũng tỏ ra rất ngạc nhiên vì các tiền bối năm hai mang nhiều thuật thức mà cậu chưa hề biết tới. Chẳng hạn như chú ngôn sư Toge có thể dùng sức mạnh ngôn từ để ra lệnh cho đối thủ, hoặc là anh gấu trúc có thể nói chuyện chẳng khác gì người bình thường. Còn Maki liền đòi Yuji trả lại cái con dao chú cụ mà cậu đã mượn hồi trước. Hóa ra đó là đồ thầy Gojo mượn của Maki để giúp Yuji chiến đấu nhưng cậu lại làm hỏng mất tiêu luôn. Nên Yuji liền bốc phét là thầy Gojo vẫn giữ nó để khỏi bị Maki trách tội làm thầy Gojo ở bên này cũng cảm thấy có gì đó không ổn chút nào. Sau khi họp bàn chiến lược thi đấu thì Maki vẫn chưa thấy yên tâm, bởi cô và các tiền bối năm hai không biết khi ra trận Yuji sẽ chiến đấu như thế nào. Nhưng Megumi liền bảo rằng nếu trong cuộc thi không ai dùng chú lực thì Yuji sẽ là vô đối về khoản đấm đá, nên Maki cũng cảm thấy rất yên tâm và mong chờ cậu ấy thể hiện. Bên phía trường Kyoto thì ông hiệu trưởng đã ra một nhiệm vụ đặc biệt cho các học sinh, đó là bằng mọi giá phải lấy mạng Yuji vật chứa của Sukuna. Ông dặn các học sinh cứ ra tay thoải mái vì Uji không phải là con người, và khi ra đòn kết liễu thì nhất định phải dùng chú lực để ngăn Uji biến thành một lời nguyền sau khi chết. Todo nghe xong thì tỏ ra rất tức giận và không đồng ý với chuyện này, anh lấy lý do là về phòng xem idol trên TV và không muốn ở lại họp cùng bọn họ nữa, khiến cho mọi người ở đó đều thấy rất cay cú mà không làm gì được. Todo bảo rằng anh đã chán ngấy chơi với những kẻ lúc nào cũng dùng mưu hành kế bẩn, kể cả ông hiệu trưởng giờ Todo cũng chẳng thèm tôn trọng nữa nên ai mà dám ra lệnh cho tô đô thì anh sẽ cho kẻ đó đắp chiếu ngay và luôn sau khi tô đô đi khỏi thì bọn họ không biết phải thực hiện kế hoạch như thế nào hơn nữa thầy hiệu trưởng cũng đã đi mất làm các học sinh hoàn toàn mông lung sau một hồi tranh cãi thì kamo thống nhất rằng cả nhóm sẽ tập trung tấn công yuji khi có cơ hội nhưng vấn đề phải lo là rất có thể toge sẽ đi cùng với yuji để bảo vệ cậu ta và nếu không đề phòng thì toge có thể sẽ dùng chú ngôn để hạ hết cả nhóm trong một lượt vì thế tất cả kế hoạch đều phải thống nhất một cách chặt chẽ Lúc này Hime đã có dịp ngồi trò chuyện với Gojo và cô rất bất ngờ khi nghe Gojo nói rằng có kẻ trong trường chú thuật cấu kết với lũ lời nguyền. Bởi gần đây lũ lời nguyền không những mạnh lên mà chúng còn thành lập tổ đội với nhau để cùng hành động. Nên Gojo đã nhờ Hime điều tra bên trường Kyoto xem cô nắm được thông tin gì không. Hime nghe xong liền hỏi rằng nếu cô là nội gián thì sao. Nhưng Gojo cho rằng cô quá yếu không có gan làm điều đó được. Thế là Hime liền hát luôn cốc nước vào mặt Gojo khi cô bị đàn em mình coi thường trước khi thi đấu thì megumi đã hỏi thằng bạn yuji xem cậu ta có ổn không tất nhiên là yuji không ổn lắm vì vừa qua cậu đã trải qua rất nhiều chuyện buồn nhưng sau những ký ức đó thì hiện nay yuji đã mạnh mẽ hơn rất nhiều megumi nghe xong thì cũng yên tâm và sẵn sàng cùng mọi người ra trận cả yuji cũng muốn cả đội mang về một chiến thắng nhưng vì không phải đội trưởng nên cậu đã bị maki cho một sút vào mông toàn bộ trận đấu sẽ được trực tiếp trước sự theo dõi của những thành viên cấp cao thuộc hội chú thuật và trước khi các học sinh bem nhau thì Gojo đã nhường lại lời phát biểu cho Hime. Cô biết rằng thương tích là không thể tránh khỏi nhưng mong các học sinh sẽ hòa đồng hơn sau hội giao lưu lần này. Và thế là hội giao lưu đã chính thức bắt đầu. Bên phía đội Kyoto thì Todo không thèm xuất phát chung với bọn họ. Còn phía đội Tokyo dự định chia ra làm hai nhóm để tìm kiếm những con lời nguyền cấp cao. Lúc này trước mặt họ xuất hiện một con nhện cấp thấp và Maki đang định lao tới để thanh tẩy nó thì Megumi nhắc cô dừng lại vì trước mặt còn có cả Todo. Sau khi làm thịt con nhện thì Todo cảm thấy rất hào hứng khi cả đội Tokyo đang ở trước mặt, nhưng Yuji không ngần ngại lao tới cho Todo ăn một cái đầu gối để đồng đội của cậu đi tiếp. Và mặc dù hơi lo lắng cho Yuji nhưng mọi người nghĩ rằng quyết định này là đúng đắn, bởi trong đội chỉ cậu ấy mới có đủ khả năng để ngăn con quái vật Todo này lại. Trước đó cả đội đã thảo luận rằng chắc chắn Todo sẽ một mình chạy tới tấn công trực diện. Và với một người mạnh như Todo thì cần một ai đó đủ khả năng giữ chân anh ta lại, Maki dặn rằng Uji không việc gì phải đánh thắng mà cứ câu giờ càng lâu càng tốt nhưng Uji bảo rằng nếu phải đấu với Todo thì cậu sẽ giành chiến thắng luôn chứ chẳng thèm có quay làm gì nên ngay lúc này Uji rất phấn khích khi được đấu với Todo đúng như kế hoạch ban đầu và sau khi dành lời khen cho Uji thì Todo nhắc cậu hãy dùng hết sức để tự vệ đòn tấn công của anh ta ngay sau đó Todo đã lao tới và tung ra một cú đấm xuyên qua con nhện rồi chúng vào Uji khiến cậu bị văng xa cả mấy chục mét đáp thẳng vào thân cây tuy cơ thể vẫn còn nguyên nhưng tô đô đã chạy tới và tung ra liên hoàn đạp khiến yuji tối tăm mặt mũi sau một hồi đánh đập thì tô đô tưởng rằng thanh niên yuji này đã liệm nên tô đô đã dừng tay lại không muốn đấm nữa và tỏ vẻ hơi thất vọng nhưng khi tô đô vừa quay đi thì yuji đã từ từ đứng dậy khiến anh ta không khỏi ngạc nhiên và có vẻ như thanh niên đứng trước mặt tô đô lúc này chính là vua lì đòn trong truyền thuyết cảm thấy yuji là người khá thú vị nên tô đô đã hỏi danh tính của yuji và vẫn như mọi khi thì Todo hỏi thêm yuji rằng gu phụ nữ của cậu là gì Tưởng là ông anh này bị thần kinh nhưng Yuji vẫn cho Todo biết rằng gu phụ nữ của mình là những cô gái mông to và cao lớn. Nghe xong thì Todo nghĩ rằng anh đã gặp được thằng đệ cứng của mình, đầu óc anh liền ảo tưởng về những kỷ niệm chưa từng có với Yuji. Một thằng đàn em cấp dưới trung thành luôn đi theo Todo mọi lúc mọi nơi, hay là sau khi tỏ tình thất bại với idol mình thầm thương thì Yuji lại ở bên cạnh để động viên tinh thần anh ấy. Một người sẵn sàng bao Todo đi ăn ramen để giúp anh quên đi nỗi buồn này nên Todo đã rất cảm động muốn nhận Yuji làm bạn thân của mình luôn. Nhưng đúng lúc này các thành viên khác của Kyoto đã tìm được vị trí của Yuji và bắt đầu chiến dịch úp sọt cậu ấy. Sau khi né được những phát súng của Maki thì Yuji phải đối mặt với kiếm sĩ Miwa. Và mặc dù tốc độ ra chiêu của Miwa rất nhanh nhưng trong khoảnh khắc Yuji đã kịp phản xạ né được đường kiếm của cô ấy. Chưa dừng lại ở đó anh chàng robot đã vòng ra sau lưng Yuji khiến cậu hoàn toàn bị bao vây không lối thoát khi nhìn vào từng người thì yuji hiểu rằng bọn họ dường như đang muốn lấy mạng cậu nhưng todo đã dùng tiếng vỗ tay để thi triển thuật thức hoán đổi vị trí với yuji và todo đã rất tức giận đuổi tất cả đồng đội đi chỗ khác vì đã cản trở trận chiến của anh ta điều này khiến miwa rất vui mừng vì bản thân cô không muốn làm hại yuji chút nào còn yuji thì chẳng hiểu chuyện gì xảy ra khi bọn họ vừa muốn lấy mạng cậu lại vừa chia rẽ nội bộ và mặc dù vừa nhận yuji làm bạn thân nhưng todo thể trận này sẽ không nương tay với cậu Momo thấy rằng ban đầu bọn họ cứ để mặc Yuji cho Todo là được rồi, tự dưng vác xác tới để giờ lại phải di chuyển ra chỗ khác. Đúng lúc này thức thần Nue của Megumi xuất hiện sau lưng Momo khiến cô ta không kịp trở tay, phía trường Kyoto thấy có biến liền chia người ra để hỗ trợ Momo. Nhưng Maki đã tới nơi khiến Miwa phải tách khỏi đội hình để giữ cô ấy lại, còn Megumi tới chỗ Kamo và chất vấn anh ta tại sao lại muốn lấy mạng Yuji. Trước đó mọi người thấy rằng các học sinh Kyoto thường xuyên di chuyển cùng nhau, nhưng điều lạ là những chỗ bọn họ đi qua chẳng có một con lời nguyền nào. Nên Megumi liền cho rằng có khả năng bọn họ đang hướng về phía Yuji để làm thịt cậu ấy. Cả anh Gấu Trúc cũng nhận định như vậy, bởi khi biết Yuji còn sống thì sắc khí của bọn họ đã tăng lên rất nhiều. Chắc chắn ông già hiệu trưởng Kyoto đã ra chỉ thị cho các học sinh lấy mạng Yuji. Gấu Trúc còn nói thêm rằng anh biết Yuji là một chú thuật sư hiền lành và tốt bụng. Nhưng những kẻ không biết gì về Yuji thì chỉ biết coi cậu ấy như vật chứa của Sukuna nên việc lấy mạng yuji cũng giống như là đang thanh tẩy một lời nguyền mà thôi phía megumi thấy không ổn nên đã cùng nhau quay về chỗ của yuji cả gấu trúc và nobara cũng tới chỗ yuji nên anh sẽ cử toge đi săn lời nguyền nhưng toge từ chối luôn vì anh đang rất lo lắng cho người đàn em năm nhất sau khi thống nhất kế hoạch thì cả bọn quyết tâm sẽ bảo vệ yuji và giành chiến thắng trong cuộc thi này nobara đã cố gắng liên lạc với megumi nhưng cậu ta không bắt máy chắc là megumi đang bận chiến đấu nên cả bọn phải đi ngay lập tức và trên đường đi thì hai người đã gặp được momo đang mắc kẹt trên cây tiện thể cà khịa momo mấy câu rồi rủ cô ấy xuống chơi cùng cho vui còn ở gần đó thì megumi cùng maki đang giữ chân những thành viên khác của kyoto lúc này kamo đã ngầm thừa nhận rằng trường kyoto đang muốn làm thịt yuji nhưng megumi khẳng định rằng yuji rất mạnh không thể gục trong vài ba chiêu trước bọn họ được trong khi đó yuji đang bem nhau rất căng thẳng cùng với todo vì cả hai đều là bậc thầy thể thuật nên trận chiến đang diễn ra rất cân sức và với lợi thế là vua lì đòn nên yuji có thể cầm cự trước những cú đấm trời dáng của Todo thậm chí cậu ấy còn tận dụng địa hình rất thành thạo và phản đòn khiến tô đô suýt nữa thì ăn dày vào mặt chưa kịp định hình xem yuji trốn đi đâu thì cậu ấy đã vòng ra sau lưng tô đô và cho anh một cú đấm thẳng vào đầu những đòn tấn công vật lý tới từ yuji bắt đầu khiến tô đô gặp khó khăn khi chống đỡ và vì trong người yuji chỉ có một chút chú lực ít ỏi nên Todo không thể nào đọc được những bước di chuyển cũng như đòn tấn công của cậu để lấy lại tinh thần thì Tô Đô đã gầm lên một tiếng rất lớn khiến cả khu rừng đều nghe thấy. Nên giờ Maki đã hiểu lý do trường Kyoto đánh úp Yuji mà không thể tiêu diệt được cậu ta. Miwa bảo rằng bản thân cô không muốn làm hại Yuji chút nào, nhưng Miwa quyết tâm sẽ không bao giờ nhường chiến thắng cho đội của Maki. Miwa biết rằng những học hình có màn trình diễn ấn tượng chắc chắn sẽ được đề cử thăng cấp chú thuật sư cao hơn. Lúc đó cô sẽ trở nên tự lập và kiếm được rất nhiều tiền, và khi được Maki hỏi lý do thì Miwa nói luôn là vì nhà tôi nghèo nên lúc này maki cũng tỏ ra rất tôn trọng miwa và sẵn sàng cho màn trao đổi chiêu thức cùng cô ấy bên phía todo cùng với yuji thì đã nghỉ ngơi và bắt đầu đấu mõm todo đã tỏ ra khinh thường những cú đấm chú lực của yuji rồi cho rằng cậu quá yếu đuối nhưng mục đích của todo chính là để yuji lên cơn điên và anh cũng sẽ tung ra toàn bộ sức mạnh của mình để đáp trả cậu ấy lời khiêu khích của todo như chạm vào lòng tự ái của yuji nên cậu lập tức lao tới và tung ra những cú đấm chất lượng để todo phải công nhận khả năng của cậu vì chuyển động của yuji rất ảo ma nên todo không lường trước liền bị ăn một đấm vào mặt sau đó yuji vòng chân qua người todo và tung ra một cú quật người làm todo ngã xuống đất yuji tưởng rằng đây là thời điểm để kết thúc todo nhưng khi cậu tung ra cú đấm siêu gia tốc thì anh ta bất ngờ chặn nó lại và thay vì phản đòn yuji thì todo liền đóng vai thầy giáo để lên lớp cậu todo bảo rằng yuji có thể chất phi thường và những cú đấm chú lực của cậu cực kỳ chất lượng nhưng yuji chỉ có thể dùng để đấu với những kẻ ngang tầm còn khi gặp đặc cấp thì sẽ không tác dụng bởi chú lực trong cú đấm của Yuji tuôn ra quá chậm nên sát thương từ cú đấm bị giảm đi, Yuji còn chưa hiểu gì thì Todo nói thêm, rằng việc chú lực được phân chia ra khắp các bộ phận trên cơ thể chính là nguyên nhân khiến nó bị chậm trễ, sau đó là một mớ lý thuyết về chú lực của con người khiến Yuji không khỏi rối não, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó cậu lại có thể tiếp thu được những gì Todo vừa nói, sau bài giảng này thì Todo quyết không nương tay với Yuji và anh sẽ dốc hết sức để dẫn dắt cậu. Bên phía Nobara thì cô bắt đầu chất vấn Momo về kế hoạch tiêu diệt Yuji vì vẫn cay cú vụ lần trước với mai nên nobara đang muốn tìm cô ta để giao đấu tiện thể nobara cũng buông lời cà khịa thanh niên robot ở phía bên kia vừa nói xong thì robot đã làm một phát súng khiến gấu trúc nằm luôn tại chỗ nhưng anh ta bảo rằng gấu trúc là chú hài búp bê nên cơ thể chỉ bị tê cứng mà thôi còn momo thì muốn dạy cho nobara một bài học vì vừa rồi cô ấy rất mạnh miệng tưởng rằng trận chiến sẽ thành hai đấu một nhưng gấu trúc bất ngờ tỉnh lại và đấm robot văng ra phía sau không ngờ robot cũng chỉ là chú hài giống như gấu trúc và người điều khiển thì đang ở một nơi khác mặc kệ lời kết thân của gấu trúc thì robot đã để lộ ra cánh tay máy móc của mình anh ta chuyển hóa nó thành mũi khoan và lập tức lao đến để lấy mạng đối thủ đòn tấn công này tuy rất mạnh nhưng gấu trúc lại dễ dàng né tránh có điều gấu trúc chẳng biết gì nhiều về sức mạnh của robot cũng như là những thành viên khác của kyoto cả vì thế anh rất lo lắng cho nobara không biết cô em năm nhất này có bị quá sức hay không để giải đáp thắc mắc hộ Gấu Trúc thì robot liền cho biết anh ta là chú thuật sư thuần cấp 1. Sau đó robot tích tụ một đòn tấn công tầm rộng khiến Gấu Trúc phải vận chú lực để chống đỡ và sau đòn này thì robot nhận ra rằng phải tấn công vào lõi của Gấu Trúc thì mới hạ được anh ấy. Thật ra chú Hải là tên gọi chung của những búp bê được chứa đựng lời nguyền bên trong và chú Hải nhân tạo nào thì cũng cần một cái lõi để làm trái tim. Gấu Trúc chính là một chú Hải đột biến được hiệu trưởng trường Tokyo tạo ra và từ nhỏ tới lớn thì Gấu Trúc luôn được ông ấy dạy về thể thuật giờ đây gấu trúc đã dùng những chiêu thức được dạy để đấm cho robot không trượt phát nào chuyển động của gấu trúc cũng ảo diệu chẳng khác gì ưuji nên robot không thể nào theo được thậm chí anh ta còn ăn chọn một phát uýnh mông rất mạnh tới từ gấu trúc sau một hồi giao lưu thì gấu trúc nhận ra rằng robot không phải là chú hài mà đang có một người điều khiển anh ta từ xa nên để phát ra chú lực thì người điều khiển chắc chắn phải ở vị trí rất gần chỗ này thật ra robot có tên là kokichi và từ khi sinh ra đã bị ràng buộc bởi thiên dư chú phược Bản thân Kokichi cơ thể cũng chẳng hề lành lặn nhưng bù lại thì anh ta được ban cho khả năng dùng thuật thức trên phạm vi diện rộng. Vì không thể đi lại nên anh ta rất ghen tị với những chú hài như Gấu Trúc, thế là Kokichi liền tích tụ rất nhiều chú lực vào khẩu pháo trên người con robot hình nhân. Khi biết Nobara cũng đang nằm trong tầm bắn thì Gấu Trúc quyết định sẽ lấy thân mình chặn đòn này lại, ngay sau đó phát bắn tới từ Kokichi thổi bay hết toàn bộ mọi thứ trước mặt. Tưởng là Gấu Trúc đã bốc hơi nên Kokichi lạnh lùng quay mặt đi nhưng không ngờ rằng gấu trúc vẫn còn sống và thậm chí anh ta đã biến thành một hình dạng mới khi mới được sinh ra thì hiệu trưởng đã cho gấu trúc biết rằng trong cơ thể cậu còn có anh trai và chị gái lúc nào cũng sẵn sàng cho cậu mượn sức mạnh lúc đó gấu trúc chẳng hiểu gì nhưng ngay lúc này đây với một hình dạng hoàn toàn mới thì gấu trúc đã đấm vỡ chiếc khiên tay của con hình nhân khiến nó văng ra xa thì ra bên trong cơ thể gấu trúc tồn tại ba lõi và mỗi khi thay đổi lõi thì anh lại có một sức mạnh cùng với hình dạng mới vì hai lõi đã bị đánh bại sau những đòn tấn công khi nãy của Kokichi nên giờ với lõi khỉ đột cuối cùng thì Gấu Trúc nhất định phải giành chiến thắng. Sau khi bị ăn đấm thì Kokichi thấy rằng rõ ràng Gấu Trúc không có sức mạnh như Tô Đô nhưng cú đấm của anh ta trong dạng khỉ đột lại có thể phá vỡ chiếc khiên trên cánh tay phải. Nên nếu con robot này ăn thêm một đấm vào chỗ hiểm thì chắc chắn nó sẽ không thể cử động được nữa. Còn Gấu Trúc thì biết rằng dạng khỉ đột này đang ăn mòn rất nhiều chú lực trong người nên sau khi suy nghĩ các phương án chiến đấu thì anh lập tức nhảy tới trước mặt con robot gấu trúc quyết định sẽ tiếp cận robot vì nếu chơi cận chiến thì anh sẽ có lợi thế hơn và ngay lúc này robot chỉ biết chạy trốn khỏi gấu trúc để giữ khoảng cách tấn công giờ mà đứng yên bắn tên lửa vào gấu trúc cũng không thể gây sát thương cho anh ta được khiến cho trận đấu lúc này đang dần biến thành một trò mèo đuổi chuột vì cứ khi nào gấu trúc tới gần thì kokichi lại cho robot chạy qua một hướng khác khi chạy vào đường cụt thì robot bất ngờ ném viên ngói về phía gấu trúc rồi đạp vỡ nó như đòn tung hỏa mù sau đó robot liền dùng tốc độ phóng ra sau lưng gấu trúc và đòn tiếp theo của robot sẽ nhắm thẳng vào lõi cuối cùng mà gấu trúc đang giữ tuy đòn này tung ra rất đúng chỗ nhưng thật ra gấu trúc đã làm giả vị trí lõi của mình anh tóm được tay con robot rồi cho nó một cú táp vào mặt khiến kokichi chính thức trở thành kẻ bại trận sau trận đấu gấu trúc bảo rằng anh rất đồng cảm với kokichi anh cho rằng có lẽ việc kokichi chỉ ngồi một chỗ tối tăm khiến cậu ấy có nhiều suy nghĩ không đúng đắn mặc dù vậy nhưng gấu trúc không hề coi kokichi là kẻ địch phải đối đầu và dặn cậu rằng nếu có gì khó khăn thì gấu trúc luôn sẵn sàng giúp đỡ những lời nói của gấu trúc như đã thức tỉnh một phần trong trái tim kokichi cậu liền nhớ lại rất nhiều ký ức vui vẻ cùng với những đồng đội kyoto của mình và kokichi có mong muốn rằng vào một ngày nào đó cậu có thể bước chân ra khỏi đây để được đi cùng mọi người có một điều mà cô Kichi bận tâm là ngoại hình của cậu rất xấu xí. Nhưng Gấu Trúc bảo rằng anh không bao giờ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, nên Gấu Trúc hứa lần tới sẽ đến tận nơi thăm cô Kichi. Và trước khi rời đi thì Gấu Trúc muốn mượn điện thoại của cô Kichi một chút, còn Maki thì vẫn đang múa rất ghê khiến Miwa phải vất vả chồng đỡ. Trước khi trận đấu diễn ra, Mai đã cho Miwa biết rằng người chị em song sinh Maki chỉ là đứa tép diêu. Một người không thể nhìn thấy lời nguyền cũng như là chỉ biết vung vẩy vũ khí, nhưng giờ đây Maki đang áp đảo tuyệt đối khiến Miwa bị rơi vào thế phòng thủ, không những dùng đại đao thành thục mà sức mạnh của Maki cũng rất đáng nể. Sau khi lùa Miwa tới đường cụt thì Maki đã tung ra một cú đá khiến đối thủ ngã văng xuống suối. Maki tiếp tục xuống dưới để hành hạ Miwa nhưng cô ấy đã kịp thời né tránh và nhảy về phía sau để giữ khoảng cách. Lúc này Miwa đã tạo ra một lãnh địa nhỏ để chuẩn bị cho đòn ra tốc lưỡi kiếm chú lực và chiêu thức này có thể tự động thi triển nếu kẻ địch bước chân vào lãnh địa của cô. Theo Miwa thì đây là đòn tấn công được cô chuyên dùng để đấu với kẻ địch đối diện, nhưng đó chỉ là lý thuyết còn thực tế thì lại chẳng như Miwa tính toán. Maki sớm nhận ra có điều gì đó nguy hiểm với tư thế cầm kiếm của Miwa, chắc chắn cô gái kiếm sĩ đang chờ Maki lao vào để tung ra đòn chí mạng. Nên Maki bất ngờ bẻ gãy thanh đại đao làm đôi rồi ném thẳng cái chuôi về phía Miwa nhằm phá tư thế kiếm của cô ấy. Sau đó Maki ném ra chiếc phi tiêu ám khí giống như là một mồi nhử rồi chạy tới tiếp cận Miwa vừa áp sát được miwa thì maki đã khéo léo dùng tay rút nhẹ thanh kiếm của cô ấy và khi đã mất đi vũ khí duy nhất thì miwa liền làm bộ mặt đáng thương xin maki trả lại chứng kiến màn thể hiện của maki làm mây mây vô cùng trầm trồ cô đề nghị trường tokyo thăng cấp cho maki ngay và luôn nhưng tuyệt nhiên là cô không nói gì tới chuyện yuji vừa bị úp sọt và không được lên hình nên thầy gojo phải hỏi mây mây xem cô đang đứng về phe nào với tư cách là một phú bà thì mây mây bảo rằng cô chỉ đứng về phe đồng tiền tức là bên nào cho mây nhiều tiền hơn thì cô sẽ đứng về bên đó tuy gojo không biết âm mưu của mây và những người khác là gì nhưng anh tin rằng yuji giờ đã biết tự thân vận động đột nhiên một lá bùa ở trong căn phòng bốc cháy với ngọn lửa màu đỏ điều đó có nghĩa là một lời nguyền cấp thấp vừa bị một học sinh của trường tokyo thanh tẩy nhưng tốc độ thanh tẩy lời nguyền quá chậm chứng tỏ các học sinh chỉ thích lao vào để bem nhau trong khi đó nobara vẫn đang rượt theo momo để gạ kèo cô gái phù thủy nên momo đã quay lại rồi phóng một cơn gió về phía nobara Nhân lúc Nobara không để ý thì Momo đã trọi luôn cây trổi vào mặt cô ấy. Giao diện khuôn mặt của Nobara vừa bị tổn thương khiến cô vô cùng cay cú. Momo cũng công nhận rằng con gái mà bị thương trên mặt thì đúng là một khuyết điểm lớn. Và trong thế giới này những nữ chú thuật sư nào không dễ thương thì chẳng ai thèm chú ý đến họ cả. Nghe xong thì Nobara hiểu con nhỏ này chỉ chú ý tới nhan sắc và vẻ bề ngoài của mình. Nên Nobara cũng muốn làm vài đường lên mặt của Momo để phục thủ. Tất nhiên là Momo chẳng ngán khi phải đối đầu với Nobara cả. Cơ mà hiện tại cô luôn phải đề phòng sức mạnh chú ngôn của Inumaki Toge. Theo lời Kamo thì chỉ cần truyền chú lực vào tay là có thể bảo vệ não bộ khỏi chú ngôn của Toge, có điều Momo chẳng biết Toge sẽ tấn công lúc nào nên cô đang mất tập trung trong trận chiến với Nobara. Lúc này Nobara đã phóng những cây đinh đầu tiên về phía Momo, nhưng thay vì phản đòn thì Momo bắt đầu liên thuyên về người đồng đội Mai Zenin của mình. Rằng Mai được sinh ra trong gia tộc Zenin một trong tam đại gia tộc của giới chú thuật cuộc sống của mai hoàn toàn mất đi tự do khi gia tộc này đã bắt cô phải trở thành chú thuật sư để phục vụ cho chúng nhưng nobara chẳng thèm quan tâm tới sự khổ cực của mai chút nào bởi cô cho rằng kẻ bất hạnh không có nghĩa là làm gì cũng được tha thứ hơn nữa người chị em song sinh với mai là maki cũng từng trải qua những chuyện như thế nhưng nobara lại rất ngưỡng mộ maki chứ không ghét cô ấy chút nào với lại cô nhắc momo phải xem lại con người thật của yuji trước khi phán xét cậu ấy là một lời nguyền nói rồi nobara liền thi triển thuật thức kích nổ toàn bộ những cái đinh mà khi nãy mình ném ra chú lực từ những chiếc đinh phát ra khiến momo phải liên tục né tránh nhưng cơ hội này nobara đã dùng chiếc đinh làm bàn đạp để tiếp cận momo sau khi xin được một nhánh từ cây trổi của momo thì nobara dùng hình nhân dơm để kích hoạt thuật thức cộng hưởng tiếp theo nobara dùng búa gõ mạnh vào con người dơm để vô hiệu hóa cây trổi khiến momo chính thức hạ cánh nobara thấy rằng nếu dùng búa đinh gõ vào momo rất có thể sẽ kết liễu cô ta nên Nobara chỉ lôi ra một cây búa nhựa để phục thù vụ cây trổi khi nãy, sau đó là một loạt những cú và thân thương mà Nobara dành cho khuôn mặt của Momo. Và cô chỉ dừng tay lại khi chúng phải một viên đạn từ đâu bay tới, thì ra Mai đã ngắm rất chuẩn từ phía xa để yểm trợ kịp thời cho Momo. Tuy nhiên viên đạn mà Mai vừa bắn chỉ là đạn cao su, nên cô ta nhắc Momo cứ yên tâm mà rời khỏi chỗ đó đi hỗ trợ những đồng đội khác. Đúng lúc này Maki xuất hiện với cây kiếm vừa thó được từ Miwa, và sau nhiều lời hỏi thăm theo kiểu cà khịa thì hai chị em sinh đôi chính thức được phân cao thấp. Mặc dù chỉ là một chú thuật sư cấp 4 nhưng Maki lại rất được nhóm Yuji ngưỡng mộ, nhưng Yuji đã tỏ ra cực kỳ khó hiểu khi Maki mạnh như vậy mà cô lại bị xếp hạng thấp nhất. Nên Nobara đã cho thằng bạn biết rằng Maki đã rời khỏi gia tộc Zenin và giờ gia tộc này đang cản trở con đường thăng tiến sức mạnh của cô ấy. Thế là anh gấu trúc cùng với mọi người quyết tâm chiến thắng ở hội giao lưu để lấy lại danh tiếng cho Maki và điều này khiến cho Maki cực kỳ hạnh phúc cô lập tức vung kiếm chém bay viên đạn mà mai vừa bắn ra sau đó maki đã chạy vòng tròn xung quanh mai để tìm kiếm sơ hở chờ cho mai không để ý maki đã chém dụng cành cây khiến cô ta rơi xuống sau đó maki lao tới và tung một cú đá thẳng vào mạng sườn của mai lúc này mai đã hồi tưởng về lúc cả hai còn nhỏ mọi người trong gia tộc đã bàn tán rất nhiều và tỏ ra khinh thường hai chị em bọn họ vì đây là một gia tộc trọng nam khinh nữ nên mai lúc nào cũng cảm thấy bất an còn Maki lại cảm thấy rất thản nhiên mặc dù cô chẳng thể nhìn thấy lời nguyền cũng như không có tài năng về chú thuật. Biết mình không có chỗ đứng trong gia tộc nên khi trưởng thành Maki đã xin phép rời khỏi nhà và Maki hứa rằng tới khi trở về thì cô sẽ đủ sức mạnh để kế thừa vị trí trưởng tộc. Nhưng việc Maki không cho Mai liên quan tới chuyện này khiến em gái đã trở nên căm ghét cô và giờ đây Mai muốn dùng trận chiến này để nói lên tâm sự của mình. Vũ khí của Mai là một khẩu súng lục ổ quay chứa được 6 viên đạn nên Maki đã dùng đủ mọi cách để câu hết sạch đạn của em gái. Và sau khi đếm đủ 5 viên thì Maki đã xuất hiện để chém bay viên đạn thứ 6, nhưng bất ngờ là Mai đã dùng cấu trúc thuật thức để tạo ra viên đạn tiếp theo. Đây là một thuật thức tiêu tốn rất nhiều chú lực để tạo ra bất cứ thứ gì từ hư không, nên để tạo ra một viên đạn thì cơ thể của Mai phải chịu áp lực rất lớn. Mai tưởng rằng phần thắng đã nghiêng về mình nhưng Maki chỉ dùng tay không để tóm lấy viên đạn. Cây cú khi thấy Maki tài năng hơn mình nên Mai liền lao vào để khô máu với chị gái. Và khi đã mất đi rất nhiều chú lực thì giờ đây Mai đã trở nên phế toàn tập, thay vì đả thương em gái thì Maki chỉ dùng cạnh kiếm bên trong để hạ gục Mai. Lúc này Mai đã chất vấn chị gái mình tại sao lại rời khỏi gia tộc, để lại Mai một mình bơ vơ trong khi cô đang bị cả gia tộc Zenin chèn ép. Maki nghe xong thì cô nhận ra rằng Mai trở nên như vậy một phần lỗi cũng là do bản thân mình, vì thế Maki đã mở lời xin lỗi em gái về tất cả những chuyện đã trải qua. Hồi nhỏ Maki từng hứa rằng sẽ luôn ở bên để bảo vệ Mai nên giờ cô vẫn giận chị gái vì khi đó đã nói dối mình trong khi đó megumi vẫn đang ở trong trận chiến 1-1 với camo và những mũi tên chú lực tới từ camo đều bị megumi né tránh một cách dễ dàng sức mạnh của camo cho phép anh kết hợp chú thuật cùng với cung tên của mình quỹ đạo di chuyển của những mũi tên đều được camo điều khiển theo ý muốn và để dùng được thuật thức này thì mỗi mũi tên đều được nhúng máu của camo anh ta cũng biết rằng megumi còn nhiều sức mạnh khác nhưng vẫn giấu nghề chưa thể hiện và khả năng triệu hồi nhiều thức thần cùng lúc cũng là một trong số đó sau một hồi tính toán thì camo đã dùng cung tên phá hủy trần nhà để che mắt megumi và lao tới tấn công cậu ấy một cách bất ngờ đòn rồi đã khiến cho tay của megumi run lên lẩy bẩy chưa dừng lại ở đó camo tiếp tục dùng máu để tăng tốc độ và tung ra cú đẩy tay phá vỡ vũ khí của megumi lúc này cậu mới nhận ra một phần sức mạnh của camo rằng máu của anh ta như một liều kích thích để tăng sức mạnh cũng như tốc độ Trở lại với Miwa thì cô vẫn đang đứng thẫn thờ sau khi thanh kiếm của mình bị lấy mất, đang chưa biết tình hình đồng đội ra sao cô nhận được điện thoại của cô Kichi. Nhưng thật ra ở đầu bên kia là Toge và cậu đã dùng chú ngôn để ra lệnh cho Miwa ngủ luôn tại chỗ. Có vẻ Ngọc Huyền đã làm rất tốt khả năng đánh hơi kẻ địch nên cậu ra lệnh cho nó quay về, nhưng ngay sau đó Toge cảm thấy có thứ gì đó u ám đang theo sau lưng. Thì ra lão già hiệu trưởng trường Kyoto đã lén thả một con lời nguyền cấp một vào khu vực thi đấu sau đó đưa cho Camo một chiếc còi cùng với một loại mùi hương có thể điều khiển con lời nguyền này. Tất nhiên mục đích sau cùng của ông ta chỉ là dùng con lời nguyền này để loại bỏ Yuji. Và Camo sẽ làm nhiệm vụ đặt mùi hương lên người Yuji để dẫn đường cho con lời nguyền tìm ra cậu ấy. Thậm chí ông ta đã lợi dụng Tô Đô để làm suy yếu Yuji. Nên nếu con lời nguyền tìm ra Yuji thì chắc chắn cậu sẽ đáp chiếu. Mặc dù ông ta đã tính toán như đúng rồi nhưng kết quả thì lại không như ý muốn. Bởi vì ngay trước mặt Toge thì con lời nguyền kia đã bị tiêu diệt chỉ còn đúng mỗi cái đầu và kẻ đã thanh tẩy con lời nguyền đó chính là Hanami đồng bọn của Mahito. Nên Toge phải tỏ ra đề phòng vì tên lời nguyền này vô cùng nguy hiểm. Ở gần đó Mahito cùng với một tên chú thuật sư khác đang tìm vị trí của thầy Gojo. Kamo vốn là một đứa trẻ phải gánh vác trọng trách tộc trưởng đời tiếp theo của gia tộc. Nên trận chiến với Megumi thì anh ta không được phép thua cuộc. Ngay sau đó là những màn trao đổi chiêu thức rất cân kèo giữa hai bên. Nhưng xét tổng thể thì Megumi vẫn có đôi chút yếu hơn Kamo vì sở trường của cậu là triệu hồi thức thần chẳng mấy chốc kamo đã phá hủy nốt cây vũ khí bằng gỗ trên tay megumi lúc này kamo đã thừa nhận rằng anh ta có chú ý từ đầu là tiêu diệt yuji chứ không phải lệnh của ông hiệu trưởng và kamo cũng rất muốn megumi sau này sẽ là một hỗ trợ đắc lực cho tam đại gia tộc của giới chú thuật nhưng megumi liền từ chối luôn vì giờ cậu chẳng còn liên quan gì tới tam đại gia tộc nữa nên megumi chỉ hành động theo những gì mà cậu cho là đúng đắn và bảo vệ yuji cũng là một việc làm xuất phát từ lương tâm cậu Kẻ nào dám cản Megumi lại thì cậu sẽ nguyền rủa hắn tới chết. Nói rồi Megumi liền điều khiển con cóc thức thần để tấn công Camo từ phía sau, nhưng cậu đã lập tức giải trừ con cóc bởi đó thật ra chỉ là mồi nhử. Ngay sau đó Megumi đã triệu hồi một con voi thức thần có tên là Mãn Tượng. Nó đã phun ra rất nhiều nước khiến Camo bị cuốn trôi và chẳng bao lâu anh ta đã bị lùa ra khỏi tòa nhà. Giờ đây đấu trường đã thông thoáng nên Megumi tiếp tục triệu hồi Nue để con chim này tung ra những cú giật xét. Tưởng rằng Camo đã hết bài nhưng trong người vẫn còn một lượng máu dự trữ giúp anh ta vô hiệu hóa được Nue. Và khi cả hai tiếp tục lao vào nhau thì bất ngờ đống cây gỗ của Hanami đã đuổi tới nơi. Cả bọn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Toge xuất hiện. Cậu liền dùng sức chú ngôn của mình để ra lệnh cho hai thanh niên mau chóng chạy trốn. Còn ở phòng quan sát thì toàn bộ những lá bùa đã bị đốt cháy. Thậm chí những con quạ do thám cũng không gửi một tín hiệu hình ảnh nào về nữa. Nên mọi người ở đó nhanh chóng nhận ra rằng có kẻ đã xâm nhập vào hội giao lưu cả lão hiệu trưởng kyoto cũng biết rằng con lời nguyền cấp một của ông ta vừa bị tiêu diệt chắc chắn bọn chúng là một nhóm rất mạnh không thể coi thường nên hiệu trưởng trường tokyo đã phân công nhiệm vụ cho từng người để chống lại kẻ địch gojo cùng với hime và lão già kyoto sẽ ra khu thi đấu để bảo vệ các học sinh lúc này nhóm megumi đang phải cóc đít lên để chạy trốn những cái cây của hanami còn kẻ đồ tể có tên là jujo này đang đợi gojo tới để biến anh thành một cái giá treo tường cầm chiếc dìu trên tay hắn ta gõ mạnh xuống đất sau đó đọc vài câu thần chú úm ba la để tạo ra một tấm rèm kết giới lúc này thầy gojo từ xa chạy tới trong khi tấm rèm đang chuẩn bị bao phủ lấy khu thi đấu còn các học sinh đang bem nhau căng thẳng thì chẳng hiểu thằng giờ hơi nào lại răng kết giới vào giờ này hime liền nhắc gojo hãy nhanh chân chạy vào trước khi tấm rèm hoàn toàn buông xuống nhưng thầy gojo thấy rằng tấm rèm hiện đã được kẻ thi triển hoàn thành và điều lạ lùng là gojo vừa chạm vào tấm rèm đã bị đẩy ra ngay lập tức trong khi hime lại có thể thò tay vào một cách dễ dàng Gojo lập tức hiểu ra rằng kẻ thi triển tấm rèm đã cấm anh xâm nhập vào, và kẻ này chắc chắn phải là một chú thuật sư cao tay mới tạo ra được một kết giới như vậy. Nên anh dặn Hime và ông già cứ vào trước để bảo vệ các học sinh. Vừa vào trong thì Hime nhận ra dấu hiệu của lời nguyền đặc cấp đang ở rất gần. Còn tên Jujutsu cũng xuất hiện và tỏ ra rất bực mình khi kẻ hắn tìm là Gojo lại không ở đó. Thấy vậy ông già liền dặn Hime cứ đi trước để thằng này lại cho ông lo liệu jujo biết mình phải đấu với một ông già thì tỏ vẻ khinh thường cho rằng ông sắp xuống lỗ còn ông già liền lôi ra một cây đàn để sẵn sàng tiếp đón hắn ta trở lại với chỗ hanami thì hắn đã đuổi kịp nhóm của ba học sinh vừa trông thấy hanami thì megumi nhận ra đây là tên lời nguyền mà thầy gojo đã thông báo toge thấy vậy liền đề nghị gọi cho thầy gojo để xin sự trợ giúp nhưng thầy gojo chưa kịp nghe máy thì tên kia đã tiếp cận nhóm megumi và phá luôn chiếc smartphone của cậu Toge lập tức xài chú ngôn khiến Hanami không thể cử động, còn hai người kia liền chia nhau ra và thi triển hàng loạt chú thuật lên Hanami, nhưng tất cả các chiêu thức tung ra không hề khiến hắn xi si nhê chút nào. Thậm chí Megumi còn lôi kiếm ra xài nhưng cơ thể hắn thì lại quá cứng, trong lúc chưa biết đánh bại Hanami ra sao thì hắn đã giao tiếp với ba học sinh bằng một thứ ngôn ngữ kỳ lạ. Hanami bảo rằng hắn đơn thuần chỉ muốn bảo vệ hành tinh này mà thôi, bởi tất cả những nơi như rừng rậm hay biển sâu đều đang khóc than khi bị con người tàn phá nên mục đích của hắn là tiêu diệt toàn bộ loài người để lũ lời nguyền lên nắm quyền những lời từ hanami khiến megumi vô cùng lo lắng bởi lũ lời nguyền đang ngày một mạnh lên và tự hình thành cho mình một thứ ngôn ngữ riêng biệt ngay sau đó hanami đã dùng thuật thức triệu hồi cây cối để chuẩn bị làm thịt ba học sinh bọn họ liền chạy vào bên trong khi mấy cái cây của hanami vẫn đang bám theo sau và khi hanami đã tiếp cận thì toge đã dùng chú ngôn phối hợp cùng với xích huyết thuật của kamo khiến hắn bị thương sau đó mọi người tiếp tục giữ khoảng cách vì tốc độ hồi phục của hắn rất nhanh. Camo thấy rằng chú ngôn của Toge đang dần mất đi tác dụng với tên này và tình thế hiện tại cũng rất khó khăn khi bọn họ chẳng liên lạc được với giáo viên. Nên nếu hắn tìm ra cách chống lại chú ngôn thì cả ba chắc chắn sẽ liệm. Vì thế cả ba đang chơi mèo đuổi chuột với Hanami để câu giờ chờ sự trợ giúp của các chú thuật sư khác. Thỉnh thoảng bọn họ phải đứng lại để phản đòn. Tuy nhiên Noe của Megumi vừa bay tới đã bị Hanami kết liễu. Vì người ngăn được chuyển động của hắn là Toge đã tới giới hạn, còn Kamo thì ăn một đấm của Hanami tới mức văng xa và nằm ngất luôn tại chỗ. Trong lúc Megumi chưa biết phải làm sao thì Toge quyết định dùng nốt chút sức lực của mình, một câu nói tới từ chú ngôn sư đã khiến cho Hanami bị thổi bay về phía sau. Nhưng kết quả là Toge đã kiệt sức còn cú chém của Maki từ sau lưng cũng bị hắn chặn lại. Tới lượt Megumi thì cậu phát hiện ra điểm yếu của hắn chính là nhánh cây mọc ra từ mắt và khi thấy những vũ khí tầm thường không đả thương được hắn thì cậu liền lấy ra chiếc côn ba khúc cho maki sử dụng đây là một chú cụ đặc cấp có tên là du vân được maki giao cho megumi cất giữ cầm du vân trên tay maki chỉ vừa mới xoay người cái nhẹ đã khiến cho hanami bị bay xa cả cây số và sau khi dính đòn thì hanami tỏ ra rất hứng thú với cây vũ khí này megumi hiểu rằng nếu thức thần của cậu hoàn toàn bị tiêu diệt thì sẽ không thể hiện hình nhưng lượng sức mạnh và thuật thức còn sót lại của nó sẽ được chuyển qua những thức thần khác cho nên con sói mà megumi vừa triệu hồi chỉ mới và một cái đã lấy đi tí thịt trên tay hanami lúc này maki cùng với megumi đã đuổi tới nơi và thay nhau tấn công hanami vì thằng em không biết chơi côn ba khúc nên bọn họ đã đổi lại vũ khí và lao đến hanami để tung ra đòn kết liễu hắn nhưng kết quả là megumi dính phải thuật thức hạt giống nguyền rủa cả maki cũng bị cây của hắn đâm trúng megumi liền dùng chú lực để điều khiển thức thần nhưng cậu đã phải nhanh chóng giải trừ bởi theo hanami thì hạt giống của hắn sẽ càng đâm sâu vào cơ thể megumi nếu sử dụng thuật thức giờ đây megumi không thể đứng dậy nên maki phải đơn thân chiến đấu tuy nhiên cô không phải là đối thủ của tên đặc cấp này nên nhanh chóng bị hắn khống chế lúc này tính mạng của maki đang trong tình thế nguy hiểm nên với lòng bao dung luôn bảo vệ mọi người thì megumi quyết định xài nốt phần chú lực còn lại của mình để bảo vệ cô ấy tuy nhiên ngay sau đó todo cùng với yuji đã có mặt để kịp thời giải cứu cho maki và giờ hai người họ sẽ thay thế nhóm Megumi để chiến đấu với tên lời nguyền này. Trong khi đó Momo đã đưa được Toge quay về và làm nhiệm vụ truyền tin cho các học sinh, nên nhờ có Momo mà nhóm của Yuji đã kịp thời tới nơi trước khi Maki gặp nguy hiểm. Để chuẩn bị cho trận chiến thì Todo đã nhờ Panda đưa hai người bị thương ra ngoài kết giới. Và khi thấy Megumi đang lo lắng thì Yuji liền động viên rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Megumi thấy vậy thì cũng cậu dặn Yuji phải sống sót quay về. Mặc dù đang đi cùng với Yuji nhưng Todo bảo rằng anh sẽ không tham chiến cho tới khi Yuji đủ sức để tung ra một đòn tấn công có tên là Hắc Thiểm. Hanami chẳng hiểu kế hoạch của Todo cũng như Hắc Thiểm là cái quần què gì, còn Yuji liền hỏi Hanami rằng có phải Mahito là đồng bọn của hắn. Khi Hanami thừa nhận thì Yuji đã lên cơn phẫn nộ, lập tức lao tới tên lời nguyền và cho hắn ba cú đá vào mặt với tốc độ cực nhanh. Nhưng Yuji lại quá vội vàng khi tung ra cú đấm Hắc Thiểm khiến hắn có thể né được sau đó cậu phải lùi lại để né mấy cái cây của hắn còn tô đô liền cho yuji một cái bạt tai vì cậu đã quên đi những gì anh ta vừa dạy rằng nếu giờ mà tỏ ra phẫn nộ thì chú lực bên trong cơ thể sẽ hỗn loạn khiến yuji không thể phát huy được toàn bộ sức mạnh sau đó tô đô làm thêm một phát bạt tai nữa để yuji kiềm chế lại cảm xúc của mình và khi yuji không còn chút bận tâm nào nữa thì cậu đã tỏ ra rất tự tin tiếp tục trận chiến theo lời tô đô thì hắc thiểm là một cú đấm gây ra biến dạng không gian chỉ trong tích tắc uy lực của nó sẽ gấp nhiều lần so với những cú đấm chú lực thông thường và trước khi thi triển hắc thiểm thì Yuji phải tập trung tuyệt đối tới nỗi nước miếng trào ra mà cậu chẳng biết gì. Sau đó cậu bất ngờ áp sát Hanami và tung ra một cú đấm sấm sét khiến hắn bị bay mất nhiều phần trên cơ thể. Cả không gian xung quanh con suối cũng phải chịu ảnh hưởng sau đòn hắc thiểm của Yuji và lúc này đây chú lực bên trong cậu đang tuôn ra vô cùng mạnh mẽ. Nhờ có hắc thiểm mà Yuji lần đầu cảm nhận được vị chú lực của bản thân mình. Theo lời Todo nếu gọi chú lực là món ăn thì Uji chính là một người đầu bếp và anh đã chúc mừng Uji vì từ giờ trở đi cậu ấy sẽ mạnh lên rất nhiều. Hanami biết rằng trước đó Uji là chỉ là một học sinh chú thuật non kinh nghiệm, nhưng giờ hắn thấy rằng Yuji có gì đó rất khác biệt so với những chú thuật sư còn lại. Cơ thể của Hanami lúc này đã hồi phục hoàn toàn và khi nhận ra đây là hai chú thuật sư rất mạnh thì hắn quyết định sẽ đấu nghiêm túc hơn. Hắn liền dùng thuật thức triệu hồi rất nhiều cây cối trên phạm vi diện rộng nhưng tốc độ tấn công của chúng đã chậm đi đáng kể nên cả yuji lẫn todo đều có thể xoay sở và né tránh sau đó hanami đã vòng ra sau lưng hai chú thuật sư tính chơi trò đánh lén tuy nhiên cả hai đã lập tức quay lại và tung ra những cú đấm khá đau khiến hanami phải lùi lại để phòng thủ giờ đây cả todo lẫn yuji đều phối hợp tấn công cực kỳ ăn ý với nhau nhưng hanami đã giải trừ đống cây cối khiến cả hai đang vào thế rơi tự do và trong khi đang ở trên không thì hai người không có điểm tựa nào để né đòn thế là cả hai liền dùng chân đẩy nhau ra để tránh cho mấy cái cây xuyên qua người. Chứng kiến hai đối thủ rất mạnh làm Hanami nhớ lại lúc trước khi tới đây, Mahito đã nói rằng hắn đang tận hưởng cuộc chiến với những chú thuật sư mạnh mẽ khác. Hắn cũng nhận ra Hanami đang hơi khó chịu vì lũ lời nguyền chẳng có thú vui nào như là con người, nên nếu Hanami biết nếm mùi của trận chiến thì hắn sẽ mạnh lên và dần giống như một con người hơn. Lúc này cả Yuji cùng với Todo đều đã hạ cánh an toàn không hề bị thương, và khi Hanami xuất hiện thì Yuji không ngần ngại lập tức lao tới đấm nhau tay đôi với hắn. Cả Todo cũng nhập hội để đánh úp Hanami nhưng tên này chẳng khác gì quái vật. Hanami liền dùng chiêu cánh đồng hoa để làm hai người mất tập trung và tấn công bất ngờ. Miệng thầm cảm ơn Mahito vì ngay lúc này đây hắn đang rất sung sướng tận hưởng cuộc chiến. Và khi thấy tên này quá khó nhai thì Todo quyết định bung ra một sức mạnh mới. Từ hồi tiểu học Todo đã là một đứa trẻ vô cùng hổ báo chẳng sợ bố con thằng nào thậm chí cậu từng đấm một thằng học sinh cao trung tới mức không thể mở khóa điện thoại bằng Face ID. Cơ mà khi đánh bại hắn thì Todo Đô chẳng vui tí nào vì đây chỉ là một kẻ nhàm chán. Đúng vào lúc đó một chú thuật sư đặc cấp có tên là Yuki đã phát hiện ra Todo. Đây cũng là cô gái giúp cho Todo Đô bớt đi sự nhàm chán. Người đã khai sinh ra câu nói gu phụ nữ của cậu là gì mà Todo Đô vẫn thường hay hỏi người khác. Quay lại với trận đấu thì Todo Đô bảo rằng anh chuẩn bị xài thuật thức để đấu với Hanami, sau đó nhắc Yuji tấn công liên tục không cho đối thủ cơ hội nào. Trước khi lao vào thì Todo đã điểm lại toàn bộ những thuật thức mà Hanami đã dùng. Duy nhất chỉ có hạt giống nguyền rủa mà Megumi đã dính phải là Todo đang chưa biết gì về nó. Hơn nữa chiêu cánh đồng hoa cũng rất lợi hại có thể làm đối phương mất tập trung, nên cách duy nhất để đấu lại hắn là đánh liên tục không cho hắn kịp thi triển thuật thức. Todo cũng rất tự tin tự nhận mình là người có IQ vô cực nên tính toán cực kỳ chính xác, vì vậy trận đấu này chắc chắn anh và Yuji sẽ giành chiến thắng. Nhưng vừa lao vào thì Todo đã bị rễ cây của Hanami giữ lại, sau đó hắn đã cho Todo bay đi khắp nơi nên Yuji buộc phải tìm cách cứu anh ta. Thấy vậy Hanami liền lao vào cản Yuji lại để kết liễu Todo trước tiên. Nhưng Todo bất ngờ dùng thuật thức hoán đổi vị trí với Hanami khiến hắn dính phải chiêu của chính mình. Còn Todo thì đã quay lại chỗ Yuji với nắm đấm còn nguyên trên mặt. Todo cũng không ngần ngại tiết lộ thuật thức vừa rồi với Hanami. Và hai chú thuật sư quyết tâm thanh tẩy tên này trước khi hắn làm quen với thuật hoán đổi. Tiếng vỗ tay của Todo chính là điều kiện kích hoạt thuật thức và hai người đã liên tục hoán đổi cho nhau khiến cho Hanami bị ăn đấm ngập mùm mà không làm gì được. Những đòn thể thuật liên tục rót vào cơ thể Hanami khiến hắn không thể nào chạy thoát. Mỗi lần vỗ tay của Đô là những khoảng khắc hắn không biết mình sẽ bị tấn công từ chỗ nào và sau một lúc ăn đấm thì Hanami bắt đầu thấy không ổn. Bởi cứ thế này sớm muộn hắn sẽ bị thanh tẩy không thể hồi phục được nữa. Thậm chí trước mặt hắn lúc này Yuji chuẩn bị tung ra tiếp một đòn hắc thiểm. Theo lời Nanami thì mỗi khi dùng hắc thiểm đều đòi hỏi một sự tập trung cao độ và nếu không dùng hắc thiểm nhiều lần trong một ngày thì từ sau sẽ rất khó thi triển lại. Nanami cũng đang là người nắm giữ kỷ lục hắc thiểm đó là 4 lần liên tiếp. Giờ đây Yuji bắt đầu tung ra cú hắc thiểm đầu tiên vào bụng Hanami. Và cú thứ hai Yuji dành tặng cho khuôn mặt vô cùng đẹp trai của hắn. Khi chứng kiến cú thứ ba thì Todo đã tỏ ra cực kỳ ngạc nhiên. Thậm chí Todo biết rằng Yuji có thể tung ra cú tiếp theo. Nên anh đã vỗ tay giả vờ dùng hoán đổi để thu hút sự chú ý của Hanami tạo điều kiện cho Yuji làm cú hắc thiểm thứ tư thẳng vào mạng sườn của tên lời nguyền này. Việc nhận phải một chuỗi hắc thiểm liên hoàn khiến Hanami yếu đi trông thấy, nên cả hai chú thuật sư bắt đầu bào mòn sức lực của Hanami cho tới khi hắn hoàn toàn bị thanh tẩy. Giờ đây chiêu thức hệ mộc của hắn đã không còn mạnh như lúc trước, có điều Hanami đang dần thích nghi với thuật hoán đổi nên hắn luôn tấn công trước khi Todo thi triển. Dù cơ thể đang bị thương rất nặng nhưng Hanami đang hưởng thụ cuộc chiến này và hắn liền dùng thuật thức để triệu hồi ra một bông hoa khổng lồ nó đã phóng ra những hạt sống về phía yuji nhưng todo đã dùng tiếng vỗ tay để hoán đổi vị trí của cậu ấy với hanami còn todo dự định sẽ dùng cơ thể cứng cáp của mình cùng với chú lực để đỡ đòn tấn công của hắn trong thoáng chốc ông anh sim chúa này đã tưởng tượng ra cảnh gặp gỡ idol mà mình hằng hâm mộ và cô ấy đã nhắc todo nhớ về trường hợp của megumi rằng hạt sống nguyền rủa sẽ hấp thụ chú lực của mục tiêu để gây nhiều sát thương hơn thế là todo liền giải trừ chú lực trên cơ thể và dùng tay không đỡ lấy đòn tấn công này và anh hứa rằng lần tới gặp thần tượng sẽ cảm tạ cô ấy hết lòng giờ đây trận chiến đã quay trở về y như lúc nãy và hai chú thuật sư lại tiếp tục màn hành hạ nanami khiến hắn không kịp trở tay kế hoạch của todo lúc này là lùa tên lời nguyền về vị trí khi nãy mà megumi vừa đứng và khi vừa tới nơi thì anh đã vỗ tay hoán đổi yuji với cây chú cụ đặc cấp mà megumi để lại thì ra trước khi rời đi megumi đã lén để cây du vân ở dưới suối và tiết lộ điểm yếu của hanami cho todo cầm du vân trên tay tô đô múa vài đường cơ bản sau đó chọi một đầu thẳng vào mùng của tên lời nguyền nhưng bất ngờ là hắn vẫn còn sức phản đòn khiến tô đô phải lùi lại né tránh biết mình đã rơi vào đường cùng nên hanami phải hút sinh lực của thực vật xung quanh khiến cây cối chết khô bằng cách đó hắn lại có thêm chú lực để tiếp tục khô máu với hai chú thuật sư ngay sau đó bông hoa trên vai hanami đã bắt đầu tích tụ chú lực để giúp hắn thi triển bành trướng lãnh địa nhưng hắn chưa kịp tạo ra lãnh địa thì tấm rèm kết giới bất ngờ bị giải trừ và người có thể làm được điều này không ai khác chính là thầy Gojo. Bên phía hai chú thuật sư đầu chọc vẫn đang trao đổi chiêu thức rất cân kèo và tên đồ tể Juzo đang phải đề phòng trước sân chơi đánh đàn. Bởi ông ta có thể khuếch đại âm thanh từ cây guitar và bắn ra chú lực ở cự ly gần. Còn bên phía Hime đang tích cực chỉ đạo các học sinh đi hỗ trợ nhau và khi đang chạy thì cô đã bị tên tóc vàng ngáo ngơ nào đó chặn lại. Mặc dù chưa biết hắn tới từ đâu nhưng Hime thấy tên này khá là nguy hiểm vũ khí của hắn mà một thanh kiếm nguyền rủa có tay cầm trông rất là dị người chế tạo ra nó chính là tên đồ tể juzo đúng lúc này mai cùng với nobara tới nơi và bọn họ cũng không biết đây là thằng dở hơi nào cả hai cô gái đang định kết hợp với nhau để xử lý hắn thì tấm rèm kết giới đã bị thầy gojo phá hủy và tên tóc vàng thấy vậy bất ngờ cong đít chạy trốn phía bên này juzo đã tỏ ra rất sung sướng khi vừa nhìn thấy gojo còn thầy gojo đang quan sát để tính xem nên làm thịt thằng nào đầu tiên thấy Yuji giờ đã mạnh lên rất nhiều khiến Gojo cảm thấy cực kỳ yên tâm. Có vẻ bên đó không cần hỗ trợ nữa nên Gojo liền dịch chuyển tới chỗ Juzo để chơi với hắn. Và chỉ với một nụ cười nguy hiểm thì Gojo đã lấy đi toàn bộ tứ chi của tên đồ tể này. Sau đó anh dặn ông hiệu trưởng trị thương cho Juzo để chút về còn hỏi tội hắn. Lúc này Gojo cảm nhận được kẻ địch bên phía Hime đã chạy trốn nên giờ chỉ còn Hanami là phải giải quyết. Biết tên này chạy trốn rất giỏi nên Gojo lập tức thi triển thuật thức thuận chuyển và nghịch chuyển của vô hạ hạn còn ở phía bên này hanami liền dùng mộc thuật để đánh bài chuồn vì hắn cũng biết sợ gojo nhưng lúc này gojo đã kết hợp thuận chuyển với nghịch chuyển lại thành một chiêu có tên là hư thức và chỉ với cái búng tay gojo đã đẩy quả cầu hư thức thẳng về phía của hanami quả cầu quét sạch tất cả những gì trên đường đi và khi tên lời nguyền đã vào tầm ngắm thì hắn không thể nào né kịp chẳng biết hanami đã bị thanh tẩy hay chưa nhưng todo và yuji đã vô cùng trầm trồ trước chiêu thức này còn thầy gojo cũng phải ăn mừng đôi chút mặc dù anh biết mọi việc vẫn chưa kết thúc bởi tên Mahito đã âm thầm lẻn vào trường chú thuật và mang về mọi thứ mà hắn đang tìm kiếm. Về phía Hanami thì mặc dù hắn chưa bị thanh tẩy nhưng cơ thể đã tàn tạ sau khi dính phải hư thức, tên tóc vàng này thấy vậy định giải thoát Hanami khỏi nỗi đau mà hắn đang gánh chịu. Nhưng ngay lúc đó Mahito đã kịp thời trở về và ngăn tên này lại. Mahito cũng khoe vừa mới lấy đủ 6 ngón tay Sukuna và ba con chú thai đặc cấp có tên là cửu tướng đầu. Trước khi cuộc tấn công trường chú thuật diễn ra, Geto đã vạch ra kế hoạch để Mahito đi lấy trộm 6 ngón tay ở trường chú thuật, rằng trong những đền thờ ở đó có tổng cộng 1.000 cánh cửa, nhưng chỉ có một cánh cửa dẫn tới nhà kho lưu trữ chú vật mà thôi. Trước đó Geto đã đặt ngón tay ở nhà Junpei và ngay sau vụ án mạng thì trường chú thuật đã thu hồi nó lại, nhưng trong ngón tay đó Geto đã lén đặt một lá bùa chú lực của Mahito, giúp hắn có thể lần theo dấu vết và tìm ra nhà kho chú vật một cách dễ dàng. Và để Mahito không gặp phải Gojo thì bọn chúng đã tạo ra một tấm rèm để thu hút anh ấy. Về phần Hanami thì Geto đã nhắc hắn không được đồ sát toàn bộ học sinh, bởi trong số đó có một người mà Sukuna đang để ý. Và nếu làm mất lòng Nguyên Vương thì kế hoạch này cũng hỏng bét. Cuối cùng Geto đặt lịch hẹn vào ngày 31 tháng 10 bọn chúng sẽ phong ấn Gojo ở Siberia. Còn ở trường chú thuật thì ông trợ lý đang báo cáo lại thiệt hại sau vụ tấn công, ngoài những thứ bị mất ra thì rất nhiều người canh gác đã phải bỏ mạng và kẻ gây ra chuyện này không ai khác đó là mahito người mà nanami từng đụng độ về phần juzo thì hắn đã được lấy lời khai juzo nói rằng có một tên nhóc tóc trắng không rõ giới tính đã thuê hắn làm việc nhưng khi nghe xong thì gojo cũng như mọi người ở đó không biết kẻ này là ai và âm mưu của hắn là gì gojo cũng thừa nhận rằng hanami là một kẻ rất nguy hiểm hắn giống như một tinh linh hơn là lời nguyền bởi tên này có thể nhập vào thực vật để trốn thoát với lại gojo cũng nói lời chê bai kết giới của trường chú thuật rằng nó chỉ mang tính chất che giấu ngôi trường chứ chẳng bảo vệ được ai. Tất nhiên là những thành viên cấp cao chẳng ai dám cãi vì thầy Gojo nói quá đúng, còn Hime liền động viên mọi người cứ vui mừng trước vì các học sinh vẫn còn sống. Và mặc dù đã trải qua nhiều chuyện nhưng thầy Gojo vẫn muốn hội giao lưu tiếp tục, trong khi đó Nobara cùng với Yuji đã tới thăm Megumi. Và nhờ có cô bác sĩ Ieri mà vết thương của cậu đã được chữa lành, Megumi cũng biết rằng Yuji đã mạnh lên rất nhiều sau trận chiến vừa rồi nên cậu hứa sẽ mạnh mẽ hơn nữa để không bị thua kém thằng bạn thân. Bỗng từ đâu Todo xuất hiện và dành lời khen cho quyết tâm của Megumi. Vừa thấy Todo thì Yuji liền té ngay nếu không ông anh khỉ đột này sẽ thông cho cậu mấy cái. Và Yuji bảo rằng khi đó cậu không tỉnh táo nên mới kết nghĩa huynh đệ với anh ta. Lúc này cô gái Miwa vô dụng đang chuẩn bị bước vào trận đấu giao lưu bóng chảy. Chợt Miwa nhớ ra rằng trong khi các đồng đội đang chiến đấu thì cô lại ngủ say chẳng biết gì. Thậm chí cây kiếm quý giá đã bị Maki làm gãy mà Miwa chẳng dám bắt đền. May mà hội giao lưu đã hoãn lại vài ngày để các học sinh có thời gian rảnh chơi bóng chảy với nhau. Trước đó Gojo đã hỏi các học sinh nên tiếp tục hội giao lưu hay không. Và trong khi Yuji chưa biết tính sao thì Todo đã đồng ý tiếp tục mà không ngần ngại gì. Anh bảo rằng trận chiến vừa rồi có một vài người trong trường đã hy sinh. Nên việc mọi người cần làm lúc này là phải cố gắng mạnh mẽ hơn nữa. Và bài thuyết giảng từ Todo làm mọi người nghĩ anh ta là một ông già chứ không phải một học sinh nữa rồi. Ngày thứ hai của hội giao lưu cho phép các học sinh bốc thăm chọn nội dung thi đấu và thầy Gojo vui tính đã đưa cho Yuji nhờ chính tay cậu bốc thăm. Chẳng hiểu sao Yuji rút ra tờ bóng chảy khiến hai ông hiệu trưởng cũng phải cạn lời, còn thầy Gojo phải té nhanh tới sân bóng chảy không cho hai ông già kia thắc mắc. Tất nhiên là không phải học sinh nào cũng biết chơi bóng chảy, nên cô giáo Uta Hime phải rất vất vả để hướng dẫn họ. Thậm chí thanh niên Kamo đang băng bó vẫn nhiệt tình ra sân cho đủ đội hình, và anh ta đã hỏi Yuji rằng tại sao cậu lại trở thành chú thuật sư. Yuji đáp rằng cậu làm vậy chỉ để cứu thật nhiều người. Nghe xong thì Camo chợt nhớ đây là những lời dặn dò của mẹ khi anh còn bé. Rằng anh hãy trở thành chú thuật sư để cứu giúp người khác. Và vì quá mải suy tư nên Camo chẳng thèm đánh bóng làm cho đội Kyoto phải thay người. Lần này người đánh bóng là Nobara. Nhưng khi biết người ném bóng là một cái máy do Kokichi điều khiển thì Nobara đã lên cơn quạo. May mà có mọi người can ngăn nếu không Nobara đã bem nhau với Mai ở đội bên kia luôn rồi. Ngay sau đó trận đấu bóng chảy đã diễn ra trong không khí vui vẻ của cả hai bên. Nhưng đôi khi lại có người lợi dụng môn bóng này để cà khịa người mình ghét. Chẳng hạn như Todo đã lãnh chọn một quả bóng vào mồm và người cố tình ném nó chính là Maki. Hầu hết mọi người ở xung quanh ai cũng khen Maki nhiệt tình. Nên Yuji hiểu rằng Todo là một người lập dị nên đồng đội cũng không ưa tính cách anh ấy. Còn hai ông hiệu trưởng lúc này cũng ngồi tâm sự với nhau. Quả nhiên ông già Kyoto vẫn không chấp nhận để Yuji tồn tại, và việc cậu ta sống tới giờ này là ý định ích kỷ của thầy Gojo. Nhưng thầy hiệu trưởng Tokyo thấy rằng từ khi Uji trở thành chú thuật sư thì cậu đã cứu được rất nhiều người, hơn nữa lần này Uji đã kết hợp với Todo để đẩy lùi lời nguyền đặc cấp, nên trước hết thầy đã khuyên ông già cứ yên tâm mà theo dõi Uji trước đã, còn mọi việc sau này ra sao thì cứ tính sau. Hội giao lưu bóng chày cũng đang tiến dần tới hồi kết và khi biết năm nay tokyo lại giành chiến thắng thì thầy gojo đã lượn qua chỗ ông già để cà khịa vài ngày sau đó trường chú thuật đã nhận được tin rằng có rất nhiều cái chết giống nhau do lời nguyền gây ra và những nạn nhân bị sát hại trước đó đều có mâu thuẫn với công ty quản lý của họ cô gái giám sát của trường chú thuật có tên là akari còn cho mọi người biết thêm rằng cô đã điều tra được cả ba nạn nhân này đều học cùng một trường trung học vì thế cả nhóm đang trên đường tới gặp người quen của ba nạn nhân này nhưng vừa tới nơi thì người này đã đang xuất và đang được cả nhà tổ chức đám tang, thậm chí anh ta còn bị sát hại với cách thức chẳng khác gì ba nạn nhân vừa rồi, không còn cách nào khác bọn họ phải tới thẳng trường của các nạn nhân để điều tra. Vừa tới nơi thì nhóm bốn người đã chạm mặt hai học sinh báo đời của ngôi trường này, nên Nobara đã rủ hai thằng bạn cho bọn này một trận đòn để chúng hoàn lương. Nhưng bọn chúng đột nhiên tỏ ra rất ngoan ngoãn khiến Yuji và Nobara tưởng rằng chúng đã biết sợ hai người nhưng thật ra người chúng sợ là Megumi khiến hai chúa hề vô cùng ngạc nhiên. Thì ra thanh niên hướng nội Megumi trước đây đã từng học ở ngôi trường này, thậm chí cậu từng đấm rất nhiều tên đầu gấu tơi tả nên chúng vừa nhìn thấy Megumi là nhận ra ngay. Cả ông bác bảo vệ vừa xuất hiện cũng lập tức nhận ra Megumi, hơn nữa ông còn để lộ chuyện Megumi từng là một thằng quậy phá nên hai chúa hề liền quay ra để cả khịa cậu. Khi nghe tin bốn học sinh đã tốt nghiệp ở ngôi trường này vừa qua đời thì ông bảo vệ rất bất ngờ, còn hai thanh niên kia khi nghe tới danh tính bốn nạn nhân liền nhớ về một câu chuyện, rằng cả bốn người đã từng chơi trò nhảy băng di ở một cây cầu tâm linh và ngất xỉu ở đó, tới khi tỉnh lại thì cả bốn đều chẳng nhớ gì hết. Sau một hồi nói chuyện thì cây cầu tâm linh đó là địa điểm tiếp theo mà bốn người phải điều tra, và vì Megumi đã từng tới đó hồi trung học nên cậu sẽ dẫn đường cho mọi người. Lúc này Mahito đang chuẩn bị làm gì đó với ba chú thai cửu tướng đồ mà hắn vừa mang về. Nhóm của hắn đã bắt được một người sau đó cho anh ta nuốt trực tiếp con chú thai này, chỉ sau vài giờ anh ta đã biến thành một lời nguyền với cơ thể hoàn chỉnh và Mahito đã nhờ tên này làm cho hắn một việc. Trong khi đó nhóm bốn người đang di chuyển về cây cầu tâm linh, vì chẳng ai biết một nơi tâm linh nặng thế này có lời nguyền hay không, nên bọn họ quyết định hạ một tấm rèm kết giới để điều tra, nhưng kết quả là chờ tới sáng hôm sau mà chẳng phát hiện ra điều gì đặc biệt, nên ba học sinh đã báo cáo lại với Akari rằng chẳng cảm nhận được gì ở đó cả. Tuy nhiên bọn họ vẫn phải bỏ thời gian điều tra cây cầu vì đây là nguồn gốc của mọi chuyện. Chợt Akari nghĩ về trò nhảy băng di và cho rằng đó là manh mối duy nhất. Nhưng Megumi bảo rằng đêm qua Yuji đã chơi chán trò này rồi. Nghe xong thì Akari tưởng rằng đêm qua hai người kia đã trói Yuji lại sau đó tống xuống cầu. Đúng lúc này thanh niên đàn em của Megumi xuất hiện cùng cô chị gái. Megumi liền nhận ra người này vì cô ấy từng học chung với cậu. Đêm qua cô ấy cũng nghe được câu chuyện của Megumi từ thằng em trai nên cô đã tiết lộ cho mọi người biết chuyện trước đây từng đến cây cầu tâm linh này vào ban đêm và gần đây cô đang gặp một chuyện rất lạ là cửa nhà tự dưng mở toang như là có ma. Megumi nghe xong thì nhận ra cả bốn nạn nhân trước cũng gặp chuyện tương tự như vậy và hai tuần sau bọn họ đã đăng xuất do bị lời nguyền sát hại. Nobara liền hỏi rằng hôm tới cây cầu cô có đi cùng ai nữa hay không, cô ấy bắt đầu tỏ vẻ sợ hãi bảo rằng hôm đó có đi cùng hai tiền bối trong câu lạc bộ và thật bất ngờ là trong số đó có Sumiki người chị gái mà Megumi hằng ngưỡng mộ nghe xong thì cả bọn đều giữ người không tin đây là sự thật còn megumi đang tỏ ra cực kỳ hoang mang nên yuji phải chấn an tinh thần cậu ấy lúc này megumi liền gọi cho ijichi nhờ ông bố trí nhiều người bảo vệ cho chị gái cậu ijichi cũng khuyên megumi nên trở về vì nhiệm vụ này quá sức với cậu nhưng megumi hiểu rằng nếu giờ trở về thì cũng không thể cứu được chị gái bởi cô ấy đã dính phải thuật thức hẹn giờ kích hoạt của tên lời nguyền nên nếu không thanh tẩy nó thì chị gái megumi sẽ giống hệt như những nạn nhân kia lúc này megumi bảo với mọi người rằng vì nhiệm vụ này rất nguy hiểm nên cấp trên đã giao cho người khác nên mọi người cứ về trường trước còn megumi bận chút việc sẽ quay về sau nhưng thật ra megumi đang một mình đi tìm hiểu vị trí chân cầu xem phát hiện ra điều gì không theo những gì đã điều tra thì chắc hẳn cậu đang bỏ lỡ một điều gì đó quan trọng cơ mà vừa tới nơi thì cả yuji lẫn nobara đều xuất hiện vì họ biết megumi đã nói dối họ bảo rằng đã là bạn bè thì không thể bỏ mặc nhau lúc nguy hiểm được nên Megumi bắt đầu kể rằng chị gái cậu hiện đang nằm liệt giường và không thể nói chuyện, vì thế khi dính phải lời nguyền thì chẳng biết khi nào chị ấy sẽ ra đi. Nên Megumi buộc phải một mình thanh tẩy lời nguyền mà không muốn để hai đồng đội rơi vào nguy hiểm, nhưng có vẻ như hai đồng đội lại rất cứng đầu muốn sát cánh cùng Megumi chiến đấu với lời nguyền này. Ngay sau đó bọn họ đã di chuyển theo trình tự để bước vào kết giới của con lời nguyền, và vì cả ba đều là chú thuật sư nên chẳng mấy chốc đã tới điểm kích hoạt kết giới vừa dẫm chân vào thì con lời nguyền đã hiện ra với vẻ mặt cực kỳ phè phỡn tưởng chỉ có một con nhưng ngay sau đó có một con khác từ xa lao tới nó chính là con chú thai đặc cấp cửu tướng đồ mà mahito đã thả ra khi nãy cảm thấy con này có phần vừa sức nên yuji bảo rằng sẽ thanh tẩy nó còn megumi với nobara sẽ lo con còn lại vừa nói xong yuji liền chạy xung quanh để né những đòn tấn công bằng máu của nó chạy một vòng thì yuji bất ngờ tiếp cận và sút cho con lời nguyền bay ra xa không dừng lại Yuji tiếp tục tấn công không cho nó tung ra thuật thức và những cú đấm của Yuji dã liên tục vào mặt con lời nguyền khiến cho nó không kịp thở. Tưởng rằng nó đã bắt được Yuji nhưng cậu đã nhảy ra sau lưng rồi tung ra cú đạp khiến nó lăn vài vòng trên mặt đất. Yuji chợt để ý rằng máu của con lời nguyền phun ra chắc chắn có độc nên cậu phải thật cẩn thận. Còn bên phía Nobara đang dùng búa cùng với đinh để chơi đập chuột. Mỗi khi chúng thò mặt ra là cô sẽ đập cho không trượt con nào. Megumi có ý định rằng sẽ đập con chuột này cho tới khi nó bị thanh tẩy thì thôi và khi nó hoàn toàn biến mất thì đối thủ của cả bọn chỉ còn lại con màu xanh bên phía yuji nhưng đúng lúc này có kẻ nào đó thò tay ra và kéo nobara ra ngoài Megumi định chạy theo để cứu đồng đội nhưng cô bảo rằng không sao hết nên Megumi cứ ở đây mà đập hết lũ chuột kia đi còn con màu xanh bên phía yuji đã bỏ lại cậu ấy và chạy ra ngoài theo thằng đồng bọn Megumi bảo rằng hai tên đó cùng với nobara đã ra khỏi kết giới nên cậu dục thằng bạn ra bên ngoài trước để hỗ trợ cho Nobara. Lúc này cô ấy đã bị một tên lời nguyền khác lôi ra hẳn bên ngoài. Và Nobara liền nhanh tay rút hai cây đinh ra tấn công nhưng hắn dễ dàng né tránh. Trước mặt cô lúc này là một thằng dở hơi khiến Nobara cũng cạn lời. Hắn nói rằng công việc hiện tại của hắn không phải tiêu diệt chú thuật sư, nên nếu Nobara rời khỏi đây thì hắn sẽ coi như không có gì. Còn Megumi ở bên trong thì vẫn đang chơi trò đập chuột một mình, và sau một hồi múa may quay cuồng thì con cuối cùng đã xuất hiện. Tuy rằng Megumi đã chém hụt nó nhưng thức thần Ngọc Huyền đã giúp cậu một tay. Tưởng như con lời nguyền đã bị thanh tẩy nên cậu nghĩ chị gái đã an toàn. Nhưng thật ra nó còn sống nhân răng và giờ mới ra mặt để chơi với cậu. Và khi hắn vừa xuất hiện thì Megumi cảm thấy có gì đó rất quen. Nhìn tên này giống hệt như tên lần trước mà nhóm cậu gặp ở trường cải tạo. Nhưng Megumi thấy rằng tên này còn mạnh hơn gấp nhiều lần. Và tốc độ tấn công của hắn rất nhanh khiến Megumi không kịp phản ứng. Ngay sau đó hắn đã vòng ra sau lưng nhưng Ngọc Huyền đã kịp thời hỗ trợ cậu, và để thắng được tên này thì Megumi liền nhớ lại những gì đã tập với thầy Gojo. Có vẻ cậu không muốn để thua kém Yuji nên phải bí mật nhờ thầy huấn luyện. Gojo thấy rằng thực lực của Megumi không hề thua kém gì Yuji cả. Vấn đề ở đây là Megumi chưa đủ độ nghiêm túc, nên Gojo cho rằng phải tới khi cận kề cái chết thì Megumi mới biết nghiêm túc hơn là như thế nào. Khi đó Megumi chẳng hiểu được những gì Gojo nói nhưng giờ đây khi bị con lời nguyền dồn vào cửa tử thì cậu bắt đầu hiểu ra cả sukuna cũng từng nói rằng megumi rất có tài năng chẳng hiểu sao khi ở trường cải tạo cậu phải cong đít bỏ chạy khỏi tên lời nguyền không nghĩ ngợi nhiều megumi từ từ đứng dậy trong đầu cậu bắt đầu nhẩm lại lý thuyết của một chiêu thức đặc biệt hai tay megumi trụng lại và cậu bất ngờ thi triển bành trướng lãnh địa mặc dù đây là lãnh địa chưa hoàn chỉnh nhưng megumi vẫn cười sung sướng như một thằng điên khi tên lời nguyền rơi vào lãnh địa thì cậu bắt đầu đánh cho hắn không kịp thở Megumi luôn ẩn mình vào bóng tối và tấn công bất ngờ khiến hắn không kịp trở tay. Thậm chí trong lãnh địa cậu có thể triệu hồi nhiều thức thần giống nhau khiến hắn chỉ biết chịu trận và sau một hồi ăn đòn chán chê thì hắn đã dồn hết sức mạnh để phá hủy lãnh địa. Nhưng vừa thoát ra ngoài thì hắn đã bị Ngọc Khuyển đấm xuyên qua ngực. Trước đây Hanami không thể đỡ được móng vuốt Ngọc Khuyển nên tên này cũng chẳng là gì hết. Tới khi hắn bị thanh tẩy hoàn toàn thì kết giới cũng từ từ biến mất và khi chứng kiến màn trình diễn của Megumi thì Sukuna lại càng thèm muốn cậu hơn. Lúc này Megumi đã hoàn toàn kiệt sức và bắt đầu hồi tưởng về quá khứ, khi đó cậu đã từng là một chùm trường khiến lũ đầu gấu vô cùng khiếp sợ. Mặc dù bọn này chẳng động chạm gì tới Megumi nhưng cậu vẫn cho chúng ăn đấm thường xuyên, chứng kiến thằng em suốt ngày đánh nhau làm chị gái Megumi không khỏi lo lắng, mà cô ấy không biết rằng bản thân Megumi rất căm ghét những kẻ như vậy. Chị gái Megumi cũng là một người rất hiền từ và tốt bụng, nhưng khi em trai cãi lại thì cô không ngần ngại tặng ngay hộp sữa vào đầu cậu ấy. Cha của Megumi với mẹ của chị gái cậu vốn là hai người độc thân tới với nhau và sau khi bọn họ biến mất không rõ lý do thì thầy Gojo bất ngờ xuất hiện. Anh hứa sẽ kêu mang chị em Megumi và đảm bảo cậu sẽ trở thành chú thuật sư trong tương lai. Mặc dù khuôn mặt ông thầy này rất là đáng nghi nhưng lời dụ dỗ thì lại quá ngon lành. Bởi hai chị em cần được nhận trợ cấp về tiền bạc để có thể sống tiếp. Tới khi Megumi lên năm ba trung học thì chị gái cậu đã bị nguyền rủa. Trước đây Megumi luôn cãi lại chị gái và cho rằng cô ấy là một người đạo đức giả. Nhưng bản tính lương thiện và lời nói tốt đẹp của Sumiki khiến cậu thay đổi rất nhiều, nên giờ cậu phải quyết tâm hóa giải lời nguyền cho chị gái và nói lời xin lỗi với cô ấy. Lúc này Megumi đã tỉnh lại và trên tay cậu là ngón tay Sukuna vừa lấy được từ con lời nguyền. Còn bên phía Nobara cũng nhận ra rằng kết giới đã biến mất, chứng tỏ Megumi đã thanh tẩy con lời nguyền kia và đang giữ một ngón tay Sukuna, nên kẻ biến thái có tên là Eso này định quay về chỗ ngón tay để lấy lại cách di chuyển của eso cũng dị không kém vì hắn không muốn ai nhìn thấy lưng mình cả nhưng đúng lúc này yuji cùng thằng đệ của eso đã chạy tới và chiêm ngưỡng toàn bộ cái lưng của hắn nên eso liền lập tức nổi khùng lên khiến cả yuji lẫn thằng đệ của hắn đều phải xin lỗi nhân lúc hắn không để ý nobara đã tấn công hắn từ phía sau lúc này eso đã rất bực mình liền quay lưng lại và thi triển thuật tức máu yuji đã sớm nhận ra khả năng này nên cậu bảo nobara không nên chạm vào máu của hắn vừa dứt lời thì hắn đã bắn sượt nhẹ qua má nobara sau đó hắn tung ra những đòn tấn công liên hoàn khiến bộ đôi chúa hề phải quay lưng bỏ chạy khi thấy nobara rớt lại phía sau thì yuji liền quay về bế cô ấy lên và tiếp tục chạy trốn dù phải mang theo nobara nhưng yuji vẫn có thể tăng tốc và lướt đi như một cơn gió tốc độ bàn thờ của cậu khiến eso không thể đánh chúng dù chỉ một đòn thậm chí yuji còn cẩn thận tới mức khi đã chạy đủ xa thì cậu liền lấy thân mình để đỡ cho nobara tưởng rằng đã ra khỏi tầm đánh của eso nên cả hai đã thở phào nhẹ nhõm nhưng thằng đệ của hắn đã chặn trước ở đây khiến cậu hướng chọn cú phun máu từ tên quái vật này cả nobara cũng dính phải huyết thuật thức của eso khi giờ này hắn đã đuổi tới nơi tên này cho biết rằng máu của hắn khiến nạn nhân cực kỳ đau đớn và ngay sau đó eso đã thi triển thuật thức phân hủy khiến các bông hoa nở ra từ máu của hắn theo lời eso thì thuật thức này là một chất độc khiến cơ thể nạn nhân bị phân hủy nên chẳng mấy chốc hai chúa hề này sẽ chỉ còn lại là những bộ xương và nếu muốn sống thì bọn họ phải hóa giải thuật thức này để giải thích nguồn gốc của những tên chú thai này thì ta cùng quay lại về thời xa xưa, khi đó có một cô gái đã mang thai rồi sinh ra một đứa trẻ lời nguyền. Và một tên chú thuật sư độc ác của gia tộc Camo đã giam cầm mẹ con cô ấy lại để nghiên cứu. Hắn đã cho cô ấy mang thai 9 lần và phá thai 9 lần để thỏa mãn trí tò mò. Khiến cô gái sinh ra lòng oán hận và tạo ra ba con chú thai cửu tướng đồ. Giờ đây khi đã có cơ thể hoàn chỉnh từ Mahito thì cả ba huynh đệ sẽ đứng về phe hắn trở lại với trận chiến thì eso vẫn tự tin rằng hai chú thuật sư sẽ ngỏm sau vài phút nữa tuy nhiên nobara đã lấy đinh ra đâm vào tay để kích hoạt thuật thức cộng hưởng khiến tim chúng bị đau trận chiến giờ đã chuyển sang đọ sức chịu đựng giữa cả hai bên và nobara bảo rằng nếu chúng không muốn đau nữa thì phải hóa giải thuật thức phân hủy trên người cô với yuji thì ra thuật thức của nobara dựa vào mối liên kết với các bộ phận cơ thể của đối thủ nên khi máu của chúng nhập vào người nobara thì đã vô tình tạo ra một mối liên kết và chỉ cần đinh chú thuật chạm vào máu của chúng thì cô sẽ kích hoạt được cộng hưởng. Giờ đây cả hai huynh đệ chú thai này đã bị Nobara khống chế. Nhưng Eso cho rằng với sức mạnh cộng hưởng thì cô không thể kết liễu chúng được. Có điều hắn không ngờ Yuji vẫn có thể cử động sau khi dính chất độc. Và cậu đã tung ra một cú đấm chú lực thẳng vào mặt thằng đệ của Eso. Vì là vật chứa của nguyên vương Sukuna nên cơ thể Yuji đã kháng được mọi loại độc tố. Cộng thêm nội tại vua lì đòn thì cơn đau của độc phân hủy chẳng là gì với cậu cả và giờ đây yuji đang đấm thằng đệ này liên tục không cho hắn kịp nhúc nhích eso vô cùng lo lắng cho thằng em nhưng hắn đã bị cộng hưởng giữ chân lại còn nobara và megumi liền đổi chỗ cho nhau để thay đổi đối tượng chiến đấu nobara sẽ tiến thẳng về chỗ thằng đệ đang hấp hối để thanh tẩy hắn chứng kiến thằng em gặp nguy hiểm tới tính mạng thì eso không biết phải làm sao sau một hồi suy nghĩ thì hắn thấy rằng tình anh em của chúng vẫn là số một nên eso buộc phải hóa giải độc tố trên cơ thể của hai chúa hề thuật sư và khi cơ thể không phải chịu cơn đau nào nữa thì lúc này Yuji đánh đấm chẳng khác gì lên đồng. Thể thuật của cậu đã hoàn toàn áp đảo Eso khiến hắn chỉ biết né tránh. Thậm chí thuật thức máu của Eso cũng không thể nào theo kịp Yuji. Cậu chạy nhanh như một cơn gió khiến máu của hắn chẳng thể chạm tới được. Phía bên kia Nobara đã lấy đinh ra để sẵn sàng đóng vào mặt thằng em trai. Còn phía bên này Yuji đã tiếp cận Eso để chuẩn bị đòn tấn công của mình. Và cả hai chúa hề cùng lúc tung ra hắc thiểm khiến hai anh em chịu một đòn chí mạng. Thằng anh thì bị bay mất bên một cánh tay còn thằng em nằm la liệt một chỗ. Lúc này thằng em dùng chút sức lực cuối cùng để lấy mạng Nobara, nhưng cô liền kích nổ cây đinh trong người tên này khiến hắn chỉ còn là đống bầy nhảy. Chứng kiến thằng em bỏ mạng khiến Eso vô cùng đau đớn, nhưng Nobara lập tức nhận ra có gì đó không đúng, bởi tên kia là sinh vật sống và hắn không biến mất sau khi bị cô tiêu diệt. Đúng lúc này có một xe tải vô tình chạy qua nên Eso liền nhảy lên nhờ đi ké. Mặc dù hắn đã nhắc tài xế tăng ga nhưng Yuji với tốc độ bàn thờ vẫn có thể đuổi kịp, thế là hắn liền lôi tên phụ xe ra làm con tin. Có điều Nobara không dễ dàng cho hắn chạy thoát như vậy, bởi cánh tay của Eso vẫn còn ở hiện trường giúp Nobara có thể kích hoạt cộng hưởng. Và sau khi Nobara đóng chiếc đinh vào cánh tay thì tên này chính thức ngã xe, nhưng cơ hội này Yuji liền lao tới tung ra một cú đấm chú lực kể kết liễu tên chú thai này. Cậu cũng không quên gửi lời xin lỗi trước khi hắn hoàn toàn đăng xuất, Phía bên này tên anh cả cũng cảm nhận được hai thằng em mình đã ngỏm. Còn Geto lập tức nhận được báo cáo của đồng bọn, nên Geto liền cho thằng anh cả biết rằng Yuji và Nobara là những người kết liễu hai thằng em của hắn. Trở lại với Yuji và Nobara, sau khi kết liễu Eso thì Yuji có đôi chút mặc cảm tội lỗi, bởi vì khi nãy Eso đã khóc khi chứng kiến thằng em hắn bị Nobara tiêu diệt. Chứng tỏ bọn chúng có một thứ tình cảm với nhau chẳng khác gì con người, cả Nobara cũng có cảm nhận giống như Yuji nên cô động viên Yuji rằng từ giờ hai đứa sẽ trở thành đồng phạm. Chẳng mấy chốc bọn họ đã tìm ra Megumi khi cậu ta vừa ngủ được một giấc, thế là hai chúa hề liền tỏ ra rất sung sướng vì thằng bạn vẫn còn nguyên vẹn. Thấy trên Megumi đang giữ ngón tay Sukuna thì Yuji bảo rằng cậu sẽ đớp luôn cho nóng, tất nhiên Megumi không đồng ý mà chỉ cho cậu giữ nó mà thôi. Cơ mà vừa đưa cho Yuji thì Sukuna đã thò mồm ra đớp luôn ngón tay khiến cả đám méo hiểu chuyện gì và cả bọn bắt đầu trách mắng Yuji trong khi Sukuna mới là kẻ ăn vụng ngón tay đó. Sau nhiệm vụ lần này thì thầy Gojo rất hài lòng, bởi học sinh của anh đã hạ được nhiều kẻ nguy hiểm được xếp hạng đặc cấp, nên Gojo liền gọi điện cho Hime để khoe thành tích của học trò. Tiện thể nhờ cô tích cực điều tra bên trường Kyoto xem ai đã cấu kết với lũ lời nguyền, cuối cùng anh bắn sang cho mây mây 10 triệu yên cũng để nhờ cô ấy giúp đỡ một việc quan trọng khác. Qua trận chiến vừa rồi Megumi nhận ra rằng khi Yuji nuốt ngón tay Sukuna đã tạo ra một hiệu ứng thu hút lời nguyền và sự việc ở cây cầu tâm linh cũng vì thế mà xảy ra, nên Megumi cùng với Nobara quyết định giấu kín chuyện này đi để Yuji không phải lo lắng, nhưng bản thân Yuji cũng thừa hiểu được chuyện cậu đang thu hút lời nguyền và bản thân cậu cũng muốn Sukuna không nên cho Megumi biết. Giờ đây năm nhất đã tiến bộ rất nhiều nên các học sinh năm hai không thể thua kém đàn em, vì thế bọn họ ngày càng luyện tập chăm chỉ hơn để nâng cao kỹ năng chiến đấu. Và sau những chiến tích mà nhóm Tokyo đạt được, thì bọn họ sẽ được các thành viên cao cấp của Kyoto đề cử thăng cấp chú thuật sư trong thời gian sắp tới. Song xuôi nhóm ba người lại thoải mái vui chơi mua sắm sau khi đã trải qua những trận chiến căng thẳng, nhưng chắc chắn vẫn còn nhiều nhiệm vụ nguy hiểm đang chờ đợi bộ ba này ở phía trước. Và tới đây thì mùa 1 của bộ phim chú thuật hồi chiến đã kết thúc rồi, nếu bạn muốn xem tiếp mùa 2 thì đừng quên like, đăng ký và để lại bình luận của bạn để ủng hộ kênh cũng như giúp chúng mình cải thiện nội dung hơn nữa nhé.